vào tham gia phần game với chúng tôi ngay bây giờ. Hai phần quà cho chị khách hàng trả lời nhanh nhất và sớm nhất ạ. Rồi, đã đến thời gian, mời một phần kỹ thuật sẽ bắt đầu với câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Quý vị nhìn lên màn hình và chúng ta chọn thật nhanh đáp án của mình, nhanh nhất và đúng nhất. Vividim khởi động tập trung mạnh cho dự án chiến lược sản phẩm cho thú cưng bắt đầu vào năm nào? A. 2018, B. 2019, C. 2021 và D. 2022. Quý vị chọn thật là nhanh đáp án của mình lên ạ. Còn 10 giây. Ở phần game khởi động này chúng ta chỉ có 2 câu hỏi thôi. Rồi, tiếp theo, mời bộ phận kỹ thuật sẽ đến với câu hỏi tiếp tục của chương trình. Đâu là logo cho nhãn hàng Bet của Vimedim hiện nay? Chúng ta có thứ nhất là logo quen thuộc của Vimedim, tiếp theo là Sen & Boss, thứ ba là Vimedim cách điệu, thứ tư là Dokabi. Rồi, mời các bạn lựa chọn nhanh chóng, chúng ta còn 6 giây. Rồi, kết thúc ạ. À. Nhanh tay chọn đáp án của mình ạ. À. Rồi, mời phần kỹ thuật sẽ tổng hợp từ cao xuống thấp các vị khách đã trả lời đúng nhất và nhanh nhất. Có 3 người. Họ sẽ thống kê 3 người trả lời đầu tiên. Đây, dãy nhì thuộc về số điện thoại 0918 812 và dãy nhất thuộc về 0839279677. Xin được chúc mừng ạ. Và bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ liên hệ để trao quà cho hai vị khách có số điện thoại này đã trả lời đúng nhất và nhanh nhất. Xin được chúc mừng quý khách hàng một lần nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bắt đầu chương trình như là đã dự kiến, bắt đầu vào lúc 2 giờ chương trình hội thảo của chúng ta. Xin kính mời các vị chuyên gia và bộ phận kỹ thuật và quý khách hàng chúng ta cùng trở lại với màn hình để bắt đầu chương trình hội thảo vào buổi chiều hôm nay. Dạ, kính chào thầy ạ. À. Chào em. Rất là hân hạnh được chào đón quý đại biểu, quý khách hàng, các bác sĩ thú y, kỹ thuật viên đã cùng đến với chương trình Vimedim đối thoại cùng chuyên gia. Xin được trân trọng tham gia chương trình chúng ta ngày hôm nay với vai trò là chuyên gia có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Lập Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào tất cả các anh chị, các bạn. Xin chào thầy. Và đại diện từ phía Vimedim xin được trân trọng giới thiệu có Thạc sĩ Phạm Minh Thư, Trưởng phòng nghiên cứu sản phẩm cho bé từ Trung tâm nghiên cứu và phát triển của công ty Vimedim. Dạ, mình xin kính chào các bạn. Và chương trình của chúng ta đang được trực tuyến trên phần mềm Zoom và song song đó livestream trực tiếp trên Facebook ở trang fanpage Vimedim bạn nghề chăn nuôi và fanpage Dokabi cộng đồng yêu thú cưng. Và trước khi đi vào nội dung của chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi video clip hướng dẫn về cách tương tác với các chuyên gia và chương trình trên phần mềm Zoom. Với phần mềm Zoom, để tham gia chat, trao đổi, chia sẻ thông tin, quý vị có thể vào icon chat bên dưới màn hình. Để tham gia đặt câu hỏi cho chương trình cũng như là gửi câu hỏi đến các vị chuyên gia, quý vị có thể vào mục Q&A, Q và A để tham gia đặt câu hỏi. The best choice for your past.
Kính thưa quý vị, như là thông điệp của video vừa rồi, thì những người bạn bé nhỏ góp phần mang đến những hạnh phúc kỳ diệu cho tất cả chúng ta, và để nuôi dưỡng cũng như là góp phần giúp cho các gia đình có thể chăm sóc tốt những người bạn nhỏ này, thì chúng ta cần cập nhật thật là nhiều kiến thức để hỗ trợ cũng như là chăm sóc làm sao mang đến sức khỏe tốt nhất cho thú cưng các bạn chó và mèo. Chính vì thế Vimedim cùng phối hợp với Phó Giáo sư Nguyễn Tất Toàn tổ chức chuỗi hội thảo. Chuỗi hội thảo này gồm có các chủ đề như là kỳ thứ nhất chúng ta sẽ nói về phương pháp tiếp cận lâm sàng và cách phân loại ca bệnh trên chó mèo, và qua đó nói về cách phân loại của bệnh tiêu hóa. Tiếp theo kỳ thứ hai, chúng ta nói về tiếp cận và điều trị bệnh viêm hô hấp trên mèo. Kỳ thứ ba, chúng ta nói về tiếp cận và điều trị bệnh viêm hô hấp trên chó. Và thứ tư là kỹ năng cấp cứu và đánh giá các chỉ số sinh tồn trên chó mèo. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ tập trung, như là đã thông báo, sẽ bàn về phương pháp tiếp cận lâm sàng, nè, cách phân loại ca bệnh trên chó mèo, đặc biệt là bệnh về đường tiêu hóa. Và trước khi thầy sẽ chia sẻ về nội dung này, để có thực tế hơn một cái nhìn về tổng quan, về thông thường các cái cách mà chúng ta tiếp cận khi mà các bé chó và mèo đến phòng khám, thì sẽ có những cái cách tiếp cận như thế nào. Kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip chúng tôi ghi nhận tại phòng khám Betlus ở thành phố Cần Thơ. Vâng ạ, đó là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận qua thực tế. Và ngay bây giờ đi vào nội dung của chương trình, xin được trân trọng và vinh dự kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Độc lập Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ chia sẻ về chủ đề thầy đã chuẩn bị: phương pháp tiếp cận lâm sàng, cách phân loại ca bệnh, và đặc biệt là tiếp cận và phân loại một số lưu ý trong xử lý bệnh tiêu hóa ở chó mèo. Xin được kính mời thầy ạ. Cảm ơn Long ha. Bây giờ bắt đầu mình share màn hình nha. Dạ. Yeah. Với phần đặt câu hỏi cho thầy thì các bạn đặt câu hỏi vào phần mục Q&A. Còn riêng về những tín hiệu có gì đó nghe không ổn định hay là hình ảnh không thấy rõ, các bạn cứ nhấp vào mục chat à. Bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ. Vâng, xin kính mời thầy bắt đầu ạ. Mình thấy rõ được màn hình rồi Phan Long? Dạ, em đang thấy rõ ạ. Ok, rồi dạ bắt đầu ha. Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Trước tiên là cảm ơn công ty Vimedim đã có nhảy ý mời tôi chia sẻ với các anh chị về cái chủ đề trong năm 2022. Đặc biệt thì buổi chiều hôm nay chúng ta gặp nhau
để chia sẻ một cái chủ đề có lẽ là các anh chị sẽ thấy rất là quen thuộc khi ta nói đến cái tiếp cận lâm sàng và phân loại ca bệnh. Bất kỳ một bác sĩ thú y nào phụ trách dù cho ở trang trại hay là ở các phòng mạch hay các cái hệ thống mà chăm sóc sức khỏe cho thú, thì cái việc mà tiếp cận thú để từ đó chúng ta có những cái định hướng trong cái việc chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng, rồi các phương pháp chẩn đoán khác, tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh, đấy là chức trách của tất cả chúng ta. Và cái sự phối hợp giữa các cái phương pháp với nhau để giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán được các cái ca bệnh. Và trong cái quá trình tiếp cận đó thì dựa trên các cái dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng để chúng ta có cái cách phân loại ca bệnh làm sao nó phù hợp nhất. Cái sự phân loại của các ca bệnh này nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái định hướng, và cái định hướng đó nó sẽ gợi ý cho chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh. Và chắc chắn trong tất cả chúng ta đều mong muốn rằng tìm ra chính xác cái nguyên nhân gây bệnh thì các liệu pháp điều trị nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao, đúng không ạ? Mang lại cái chi phí cho khách hàng thấp nhất có thể, nhưng mà giá trị của nó phải đạt được. Và trên cái đối tượng thú á, thì chúng ta mong muốn các con chó, con mèo, thú cưng của chúng ta hãy thực sự là khỏe mạnh sau một cái ca bệnh, sau một cái tiến trình bệnh xảy ra, đúng không ạ? Thì đấy là cái tiêu đề của cái bài báo cáo mà tôi cũng muốn chia sẻ lý do tại sao hôm nay chúng ta lại có cơ hội để trao đổi với nhau về vấn đề này. Thực tế mà nói, khi nói đến những vấn đề như thế này, các anh chị nói là ở phòng mạch thì tụi em làm hết rồi, có vấn đề gì nữa đâu, đúng không ạ? Tuy nhiên đó là nhiều anh chị ra trường lâu năm thì chắc chắn là nó đã trở thành một cái thói quen, kinh nghiệm dựa trên cái kiến thức nền tảng chúng ta có. Nhưng mà nhiều bạn mới ra trường thì cái việc tiếp cận và phân loại ca bệnh đâu đó, theo tôi biết được và một vài cái chia sẻ của anh em, vẫn là có những cái điểm cũng cần phải trao đổi. Và tôi hy vọng rằng là trong cái phần tiếp cận và phân loại ca bệnh này có một cái nội dung nó cũng khá là mới. Nó khá mới là bởi vì là ít ứng dụng trong thực tế lâm sàng, bởi vì nó đòi hỏi phải chuyên sâu và thực sự chúng ta phải rất là tâm huyết. Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ các anh chị một phần gọi là thú y dựa trên bằng chứng. Cái khái niệm mà thú y dựa trên bằng chứng thì nghe rất là quen thuộc rồi, nhưng mà để tiến hành nó như thế nào, và trong cái việc mà tiếp cận và phân loại này thì cái việc mà ứng dụng thú y dựa trên bằng chứng nó trở thành một cái công cụ mà giúp chúng ta có thể tiến xa hơn với nghề. Thì đấy là cái ý thức lớn thứ hai mà tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị. Và cái phần thứ ba đó là nó sẽ liên quan đến cái tiếp cận phân loại và một số lưu ý trong cái bệnh lý hệ thống tiêu hóa. Đấy là cái phần lớn của cái bài báo cáo hôm nay. Cho nên là dựa trên cái tiêu đề này thì tôi xây dựng nội dung của cái bài báo cáo, nó sẽ tập trung vào hai hướng lớn thôi. Một là chúng ta sẽ nhắc lại với nhau về phương pháp tiếp cận lâm sàng và phân loại ca bệnh ở trên chó mèo như thế nào. Và cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề của bệnh lý đường tiêu hóa, xem như đó là một ví dụ để minh chứng cho cái nội dung số 1 về cái việc tiếp cận phân loại và kể cả một số trường hợp cần phải xử lý như thế nào. Với hai cái nội dung này và trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ để chia sẻ với các anh chị thì tôi cũng không dám được kỳ vọng gì quá cao siêu, nhưng mà tôi vẫn tin rằng là những cái chia sẻ của tôi chiều hôm nay nó thực sự là hữu ích với chúng ta trong cái việc hành nghề. Đầu tiên là mục tiêu của cái việc tiếp cận là gì? Có lẽ tất cả các bác sĩ thú y của chúng ta khi tư vấn lâm sàng đều phải hướng đến các mục tiêu nào đó. Các mục tiêu đó có thể khác nhau trong tất cả chúng ta, nhưng mà ở khía cạnh là cơ sở khoa học, ở khía cạnh về mặt lý thuyết, thì bất kỳ một cái ca nào, ca bệnh nào khi mà chủ nuôi đem thú đến phòng mạch của chúng ta thì chúng ta phải đạt được các mục tiêu sau khi tư vấn lâm sàng. Vậy các mục tiêu đó là gì? Chắc chắn một chuyện rằng là chúng ta phải đạt được xây dựng cái lòng tin với chủ nuôi và kể cả với vật nuôi nữa các anh chị. Vì trong cái mối tương tác chúng ta xem thú cưng là bạn của chúng ta,
thì cái tương tác của chúng ta với vật nuôi cũng cần phải xây dựng lòng tin, chứ không phải chỉ riêng với cái người chủ nuôi là cái đối tượng mà mang thú đến chúng ta. Và khi ta xác định được cái mục tiêu này, có nghĩa rằng trong cái cách tiếp cận của chúng ta với chủ nuôi ngay từ đầu là phải được nghĩ đến một cách chuyên nghiệp. Với cái nhìn đó thì chúng ta phải xem xét người chủ nuôi họ quan tâm những vấn đề gì ở trên thú cưng của họ. Bởi nó sẽ tùy theo từng đối tượng khách hàng mà cái mối quan tâm của họ sẽ khác nhau. Và hơn ai hết, bác sĩ thú y chúng ta sẽ nhìn nhận được các cái mối quan tâm của họ để từ đó chúng ta có cái tư vấn lâm sàng cho phù hợp. Trong những trường hợp mà các ca bệnh ở trên lâm sàng thì ta phải hiểu được cái diễn biến của lâm sàng. Và cái diễn biến của lâm sàng đó nó dựa trên sự cung cấp thông tin của người chủ nuôi và kết hợp với cái việc thăm khám lâm sàng tại phòng mạch, chúng ta sẽ có được, chúng ta sẽ hiểu được các cái diễn tiến đó dựa trên các cái phương pháp chẩn đoán, và từ đó chúng ta sẽ đưa ra các liệu pháp điều trị cho phù hợp. Và cả cái tiến trình này nó như một cái sợi chỉ xuyên suốt trong tiến trình của một ca bệnh mà chúng ta phải lưu ý. Điểm thứ tư, sau khi chúng ta có được các cái dữ liệu đó, chúng ta cẩn thận đánh giá trên thú bệnh. Ở ý này tôi muốn nhấn mạnh đến một việc là khi ta nhìn nhận thú cưng giống như một người bạn thì tất cả mọi cái bước chúng ta đưa ra trong cái việc chẩn đoán và điều trị nó phải bám sát vào mục tiêu là thú phải được khỏe mạnh và đem lại niềm tin thật sự cho người chủ nuôi và với cả thú nuôi của chúng ta, thú cưng của chúng ta. Mục tiêu kế tiếp đó là trong tất cả những vấn đề nó đang diễn ra ở trên cái ca thú đấy, ca bệnh đấy, chúng ta xem thử những vấn đề nào chính mà chúng ta cần quan tâm. Và khi ta quan tâm các vấn đề chính đó thì chúng ta phải so sánh cái sự khác biệt giữa các cái vấn đề đó với nhau và nhìn ở trên một quan điểm, đó là cơ thể là một khối thống nhất, để từ đó chúng ta xem xét cái mối tương quan giữa các vấn đề đang xảy ra với các hệ thống khác của cơ thể. Điểm thứ bảy, ta nhìn nhận ở một khía cạnh tổng quan như vậy thì từ đó chúng ta sẽ thiết lập một cái kế hoạch chẩn đoán và điều trị một cách toàn diện. Và cái điểm này trong thực tế đôi khi tôi chia sẻ là một số anh em trẻ mới ra trường hoặc là làm chưa có nhiều kinh nghiệm đó, thường thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi mà đang diễn ra ở trên con thú. Chúng ta thiếu đi một cái gọi là thiết lập kế hoạch. Và cái kế hoạch này nó sẽ giúp cho chúng ta mang được cái tính hệ thống, và từ đó những cái ca bệnh về sau chúng ta có một cái chiến lược điều trị nó sẽ khoa học hơn, nó sẽ thực tiễn hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Cho nên cái bước số 7 thực sự nói vậy chứ mà không phải dễ làm. Qua kinh nghiệm thực tế tôi thấy như thế, thì các anh chị cũng cần lưu ý. Và cái điều số 8 đó là những cái thông tin mà chúng ta lúc nãy giờ chúng ta chia sẻ với nhau để ta đi đến cái mục tiêu cuối cùng, thì chúng ta phải truyền đạt các cái kế hoạch về mặt chẩn đoán, về mặt điều trị, về mặt quản lý thú bệnh của chúng ta và kể cả chi phí nữa cho người chủ nuôi, để gần như họ hiểu hết trọn vẹn cái câu chuyện của chúng ta định tư vấn trên lâm sàng. Và đây là 8 cái mục tiêu cụ thể bất kỳ một bác sĩ thú y nào cũng phải tiến hành. Chỉ có điều là trong thực tế thì tùy theo cái điều kiện mà chúng ta sẽ có thể bỏ qua một vài bước nào đấy. Nhưng mà tôi chỉ muốn gửi một thông điệp chung, dù có bỏ qua đi nữa thì nó vẫn phải đảm bảo được cái mục tiêu cuối cùng, đó chính là đem lại được cái niềm tin cho người chủ nuôi, đem lại cái sức khỏe cho con thú nuôi của chúng ta với cái chi phí thấp nhất và đảm bảo được cái uy tín nghề của chúng ta trong hiện tại, trong tương lai. Về trình tự thì như hồi nãy các anh chị coi cái video clip á, là cũng một phần nào các anh chị đã nhìn hình dung qua câu chuyện, và thực tế các anh chị làm thì các anh chị cũng khá rõ rồi. Thông tin ban đầu lịch sử, bệnh sử của bệnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải, của thú bệnh á, chắc chắn chúng ta phải có. Rồi chúng ta lại khám tổng quát và quan sát ban đầu. Thực ra cái quan sát ban đầu này á, và cái tổng quát này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn
đa chiều trên cái hệ thống của con thú. Từ đó chúng ta sẽ nhận biết được những cái dấu hiệu quan trọng, và khi ta nhìn được những dấu hiệu quan trọng và trở thành là một vấn đề mà quan tâm ở trên con thú bệnh đó, thì chúng ta sẽ đưa đến hay là ta tìm cách chúng ta tiếp cận thông qua cái việc khám sức khỏe mang tính chất hệ thống đó. Cái đó là cái mà vẫn mong muốn chúng ta thực hiện một cách gọi là triệt để. Ở đây một lần nữa tôi cũng xin chia sẻ với các anh chị là các anh chị cũng đã làm hết rồi, nhưng mà trong cái thực tế đôi khi có thể trong cái tính hệ thống, trong cái cách tiếp cận hệ thống đó, thì chúng ta lại bỏ qua một vài cái thao tác hay là thủ thuật hay là một vài cái bệnh lý có liên quan. Chút nữa các anh chị vô cái phần bệnh lý trên hệ thống tiêu hóa, các anh chị sẽ thấy. Và câu chuyện chiều hôm nay trong cái tiếp cận hệ thống tiêu hóa thì đề cập sâu vào bệnh lý tiêu chảy, và một trong những cái bệnh lý mà rất thường xảy ra trên hệ thống tiêu hóa. Thì ngoài cái dấu hiệu mà tiêu chảy cấp, tiêu chảy mãn, tiêu chảy xảy ra ở ruột non, tiêu chảy xảy ra ruột già, thì người ta phân loại cái sự kết nối theo cái phương pháp hệ thống này trên tất cả các hệ thống của cơ thể, mà có nhiều cái bệnh khác nó không nằm ở trên cái hệ thống tiêu hóa nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tiêu hóa. Nhưng mà cái câu chuyện để nhận diện phương pháp tiếp cận hệ thống với cái sự tương tác của các hệ thống khác thì không phải dễ các anh chị, không phải dễ. Tôi vẫn hay chia sẻ với sinh viên ở trường là ở lại trường 27 năm dạy nội khoa, là dạy cái lĩnh vực mà chiều nay tôi chia sẻ với các anh chị, nhưng mà tôi vẫn chưa dám tự nhận mình là một bác sĩ nội khoa gọi là thực sự đúng nghĩa bản chất của nội khoa. Bởi vì nhìn ở cái góc độ tiếp cận hệ thống, tôi vẫn thấy rằng mình còn phải học rất nhiều trong cái bệnh lý của hệ thống tiêu hóa thôi, nhưng mà nó lại đang xen đến các bệnh lý hệ thống khác, nó làm cho cái câu chuyện về cái bệnh lý tiêu chảy xảy ra trên chó nó không dừng lại ở thực thể là trên ruột non hay ruột già cấp hay mãn nữa. Đấy là cái câu chuyện mà cái ý số 4 tôi muốn nhấn mạnh. Do đó khi gửi cái thông điệp mà liên quan đến ý số 4 này là sự phân tích đa hệ thống để giúp chúng ta có một cách tiếp cận gọi là hoàn thiện, một cách tiếp cận trọn vẹn trong cái việc nhìn nhận các vấn đề của lâm sàng và cận lâm sàng. Cái ý thứ năm nó liên quan đến một số trường hợp chúng ta có thể là can thiệp trong cái phẫu thuật gây mê, cho nên là khi mà ta can thiệp vấn đề này thì cũng phải nhìn nhận những cái rủi ro. Để các anh chị hơn ai hết chúng ta đã biết cái chuyện này rồi, tác dụng phụ của thuốc mê nó vẫn có những cái rủi ro nhất định mà chúng ta cần phải lưu ý. Và cái ý cuối cùng đó chính là đánh giá có thể đặng chung, và từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái gọi là ta tìm những cái giải pháp để chúng ta chẩn đoán, và từ đó chúng ta đưa ra những cái gọi là liệu pháp điều trị phù hợp với lại cái nguyên nhân chẩn đoán mà chúng ta đã tìm ra. Thì đấy là cái trình tự chung nó là như vậy đó. Thì với cái trình tự này thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái sơ đồ này. Cái sơ đồ này á tôi vẫn rất là thích, và khi tôi chia sẻ với sinh viên và tôi vẫn yêu cầu là các bạn khi mà thực tập đóng vai các anh chị, vì có một lần khi mà qua Úc á, tham gia trong cái khóa huấn luyện về quản lý, nhưng mà có đi đến các cái phòng mạch thú y của họ, và họ có huấn luyện là sinh viên khi tiếp cận với cái gọi là chủ nuôi đó, thì các cái kỹ năng phải cần phải rèn luyện như thế nào. Thì ở cái điểm này á, tôi vẫn quan sát ở một vài cái phòng mạch ở đó chúng ta vẫn còn thiếu là thiếu cái gì. Thì các anh chị thấy rằng là cái chuyện bệnh sử nè, rồi quan sát, rồi khám lâm sàng, rồi các cái chẩn đoán điều tra khác, rồi từ đó chúng ta có cái chẩn đoán phân biệt ở cái cột phim tay trái, thì cái chuyện đó cũng là chuyện thường làm. Rồi một cái điểm nữa là các cái gọi là cái quan tâm của cái người chủ nuôi, hay là thật ra ở đây cái sơ đồ này là ở trên người nhưng mà nó áp dụng chung, thì đúng là cái gọi là bệnh nhân thì người ta quan tâm cái gì, còn mình có thêm cả chủ nuôi nữa, thì kể cả cái việc mà trao đổi đó, cái nội dung số 8 mà hồi nãy tôi chia sẻ với anh chị, thì truyền đạt cái kế hoạch đó đối với lại cái người chủ nuôi để chúng ta người ta biết rằng là mình sẽ phải tiếp cận lâm sàng và đưa ra các giải pháp, các cái phương pháp chẩn đoán và liệu pháp điều trị như thế nào, thì họ sẽ quan tâm đến cái gọi là cái kỳ vọng, cái mong muốn, cái cảm giác, đặc biệt là những thú cưng mà khi bệnh nặng thì các anh chị thấy là người ta rất là quan tâm, người ta rất là thương, cho nên tất cả những cái giải pháp của mình đưa ra nó sẽ đem lại cái hiệu quả thật sự, ít nhất là về niềm tin và mặt tâm lý đối với người chủ nuôi. Cho nên các anh chị sẽ thấy người ta ghi cái chung là understanding the patient ở đây không phải chỉ là liên quan đến trên bệnh nhân mà kể cả người chủ nuôi, thì đóng vai trò trung tâm để kết nối giữa hai cái cột hai bên, đó chính là toàn bộ các cái kỹ năng, cái kỹ năng tiếp cận lâm sàng các anh chị. Và cái kỹ năng này nó sẽ hình thành trong suốt quá trình chúng ta hành nghề,
Anh chị thấy là cái kỹ năng lắng nghe, nghe người khách, người ta chia sẻ thông tin với mình với cái thái độ cảm thông, với thái độ chia sẻ khi mà con chó nó thực sự nó bị bệnh nặng, ví dụ như vậy. Rồi kể cả cái cách chúng ta đặt câu hỏi trong cái việc tiếp cận lâm sàng, chúng ta đặt câu hỏi là dạng câu hỏi mở, hay là đặt câu hỏi mà người ta biết trước là cái ý của mình là sẽ hỏi cái gì, thì lúc đó cái thông tin người ta chia sẻ nó sẽ rất là chủ quan, đôi khi kể cả phiến diện. Rồi chúng ta hãy nắm được cái vấn đề để từ đó chúng ta có thể giải thích được với khách hàng, chúng ta có thể thương lượng được với khách hàng rằng cái ca bệnh này cần phải có những cái quyết định như thế này cho nó phù hợp, vân 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 vân. Thì tất cả những cái kỹ năng này nó đều nằm trong cái gọi là phương pháp tiếp cận lâm sàng hết các anh chị, trong phương pháp tiếp cận lâm sàng hết. Và rõ ràng là cái phần các anh em bác sĩ thú y, đặc biệt anh em bác sĩ thú y trẻ, thì cái kỹ năng này nó sẽ trở nên là một trong những cái phương pháp mà chúng ta cần phải trau dồi, để từ đó dựa trên cái kiến thức nền tảng chúng ta hiểu chúng ta phải làm gì. Khi ta kết nối được các cái vấn đề về chẩn đoán để thu bệnh, các cái mong muốn của người chủ nuôi, để từ đó tích hợp lại và đưa ra một cái plan. Đó là ý số 8 mà nãy tôi cũng chia sẻ, là cái plan này là phải trao đổi với lại người chủ nuôi. Thì đấy là cái ý đầu tiên tôi muốn chia sẻ chi tiết của cái bản trình tự. Còn về thông tin ban đầu á, thì hơn ai hết chúng ta thấy là các phụ mạch chúng ta hiện nay quản lý hồ sơ rất tốt theo tôi biết, kể cả áp dụng cái phần mềm vào cái việc mà quản lý hồ sơ của các phụ nuôi của chúng ta một cách rất chuyên nghiệp luôn. Nhiều bệnh viện thú y lớn hoặc là nhiều phòng mạch lớn là tôi biết là rất kỹ lưỡng, và mọi thông tin có thể truy xuất luôn rất là nhanh dựa trên cái gọi là cái phần mềm này, trong việc tích hợp các thông tin về cả loài, giống, tuổi, giới, tính, tình, nói chung là tất cả các đặc điểm có liên quan đến con chó. Tuy nhiên, chúng ta là những cái bác sĩ mà đang thăm khám lâm sàng thực tế, thì như vậy khi những cái thông tin mà được cung cấp bởi chủ nuôi, chưa kể là cái khách hàng quen của mình thì thôi mình không nói, nhưng mà mình vẫn phải cập nhật thông tin. Nhưng mà kể cả những cái người khách hàng mới thì chúng ta phải ghi nhận các thông tin đó để tự kiểm tra lại. Vì cái sự kiểm tra này nó sẽ giúp cho chúng ta khi thăm khám các anh chị. Tôi lấy ví dụ về tuổi. Con chó 5 tuổi với con chó 10 tuổi nó sẽ khác nhau. Và chính 5 tuổi, 10 tuổi đó nó sẽ giúp chúng ta để tìm ra được cái bệnh lý này thường xảy ra trên chó 5 tuổi hay thường xảy ra trên chó 10 tuổi. Về giới tính cũng được. Với con gái như vậy là những cái bệnh mà nó thường xảy ra trên con đực nó sẽ khác với lại bệnh thường xảy ra trên con cái, ví dụ như vậy. Cho nên ta nhớ được những cái thông tin này, tôi chỉ gửi cái thông điệp vậy thôi, để giúp cho chúng ta rằng là trong quá trình tiếp cận lâm sàng đó, chúng ta khám và chúng ta sẽ link, chúng ta sẽ liên kết với lại các cái dữ liệu về lý thuyết liên quan trực tiếp đến các bệnh lý ở cái lứa tuổi đó, ở cái giới tính đó, ở cái giống đó. Thì đấy là cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ qua cái thông tin ban đầu. Còn về bệnh sử thì chắc chắn là chúng ta sẽ ghi nhận lại hết tất cả những vấn đề liên quan đến môi trường, rồi chế độ ăn uống, rồi tiền sử sinh sản, rồi chắc chắn tình trạng là gọi là tiêm chủng thì rất là quan trọng rồi. Liên quan đến các bệnh truyền nhiễm thì chúng ta phải có cái chương trình chủng ngừa vaccine của các con thú đó thông qua người chủ nuôi cung cấp, hay là có những cái sổ chủng ngừa vaccine chúng ta kiểm tra lại, rồi thông qua cái việc mà ta sử dụng thuốc như thế nào. Cái tình trạng sử dụng thuốc này đó cũng sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn được những cái thuốc cho nó phù hợp. Vì liên quan, ví dụ thôi, liên quan đến kháng sinh, một số trường hợp sử dụng thuốc kháng sinh ở đó, ở trước đó rồi nó dẫn đến cái hiện tượng đề kháng thuốc, thì cái việc thay đổi kháng sinh một cách hợp lý thông qua cái bệnh sử này nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái thông tin ban đầu để chúng ta có sự lựa chọn cho nó phù hợp. Kể cả cái quá trình mà gọi là trưởng thành của con chó, ngay kể cả một chuyện đó là bây giờ là chúng ta thấy đời sống phát triển, cái chuyện mà cháu đi du lịch chẳng hạn, du lịch tỉnh này tỉnh kia, hoặc là du lịch nước ngoài, hay là những yếu tố mà khi mà dẫn chó di chuyển các nơi, tại vì nó liên quan đến cái đánh giá cái lâm sàng của ca bệnh, cho nên cái việc này là chúng ta cũng phải lưu ý. Rồi các cái quan tâm mà chủ nuôi người ta quan tâm, và khi trao đổi chúng ta theo dõi các cái quan tâm đó để ta bổ sung và làm rõ được là cái tính chất của ca bệnh nó liên quan đến các yếu tố của bệnh sử mà thông qua cái quá trình chúng ta tiếp cận. Đấy, thì đấy là cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý. Sau đó thì chúng ta sẽ quan tâm đến các dấu hiệu sinh tồn. Thực ra nói đến dấu hiệu sinh tồn thì các anh chị cũng khá rõ rồi. Tôi chỉ nhắc lại một vài cái điểm sau đây thôi. Về cái bản dấu hiệu sinh tồn á, rồi tôi bản chiếu cái bản tiếng Anh các anh chị sẽ coi sau, thì nó không có thể trọng. Nhưng mà trong một cái bài tổng hợp khác thì người ta có đề cập đến thể trọng cũng xem như là một trong những dấu hiệu sinh tồn. Bởi vì á, các anh chị biết sao, nhìn ở cái lứa tuổi đó, giống đó,
giới tính đó chẳng hạn như vậy, thì cái thể trọng nó phải đạt được ở một cái mức nào đó. Nhưng nếu vì một lý do bệnh lý nào đó mà nó làm cho cái thể trọng nó không tương ứng với cái giai đoạn phát triển đó của chó, có nghĩa là cái dấu hiệu sinh tồn đó là cũng không ổn, cho nên thể trọng nó cũng sẽ trở thành là một trong những dấu hiệu có liên quan đến sinh tồn. Thân nhiệt thì khá rõ rồi, chúng ta cũng khỏi gì phải bàn về thân nhiệt, rồi nhịp tim, rồi nhịp phổi, và nó có một cái chỉ tiêu mà các anh chị cũng đã thực hành lâm sàng, đó là các cái chỉ tiêu về chỉ số thiếu máu. Thì liên quan đến cái chỉ số thiếu máu này á, thì thường khi mà tôi dạy cho các anh chị, các bạn sinh viên ở trường về cái gọi là đánh giá tổng quát á, chẩn đoán tổng quát á, thì lúc đó là kiểm tra cái niêm mạc. Thì thông qua cái niêm mạc đó, nó đánh giá được là cái sự phân bố của các cái mao mạch ngoại vi của hệ thống tuần hoàn như thế nào. Và một cái chỉ tiêu thứ hai nữa là cái thời gian nạp đầy mao mạch. Khi mình ấn ở cái niêm mạc và mình thả lại ra, mình coi thử cái thời gian mà nó nạp đầy mao mạch, thì nó nằm trong cái chỉ số tưới máu để mình coi thử là cái hệ thống tuần hoàn, nhưng đồng thời nó cũng sẽ liên quan đến các hệ thống khác của cơ thể nó có ổn hay không. Thì đây là các cái dấu hiệu sinh tồn mà thường đề cập. Chẩn đoán không phải chỉ liên quan đến thú đâu, thú cưng đâu, mà trên thú nói chung là đây là những cái chỉ số mà chúng ta cũng khá quan tâm. Thì trong một cái tài liệu này á, thì họ đề cập đến các cái dấu hiệu sinh tồn liên quan đến chó và mèo, dù như là nhịp tim này, rồi nhịp thở này, rồi nhiệt độ cơ thể này, và cái chỉ số tưới máu này, ví dụ như là trong thời gian là nhỏ 2 giây là nó phải lấp đầy và nó trở lại bình thường, ví dụ như vậy. Rồi thân nhiệt, dĩ nhiên là bây giờ cái nhịp tim này nó sẽ tùy thuộc, thường ta ví dụ như trên chó trưởng thành thì từ 70 đến 160, có tài liệu người ta ghi 70, 120, 140, 160, cái gì cũng không, cái gì phải phân vân hết, bởi vì nó sẽ tùy theo từng cái giống chó mà cái nhịp tim nó có thể có sự thay đổi, cho nên cái này là nó nằm trong cái khoảng đó là cho phép. Tại vì có nhiều bạn gọi điện thoại hỏi mình là nó có khác nhau như vậy có ảnh hưởng gì không? Không sao cả, tại mình sẽ tùy theo cái đối tượng chó, giống chó và mình sẽ có cái thông số thôi. Rồi trên mèo thì đây là tất cả những cái chỉ số này chúng ta phải đánh giá thông qua cái dấu hiệu sinh tồn này để chúng ta nhìn nhận cái con chó, con mèo mà chúng ta tiếp nhận như thế nào. Đây là cái hình ảnh chia sẻ của các anh chị về con. Liên quan đến cái chỉ tiêu thể gọi là thể trọng hồi nãy á, tôi nói với các anh chị rồi, chúng ta bắt buộc phải cân thôi. Và dựa trên cái cân này, cái cân trọng lượng này nó còn có cái giá trị nữa, giúp cho chúng ta tính cái chuyện là liều thuốc ở sau này nữa, đúng không ạ? Đánh giá đến cái đáp ứng của điều trị, vân vân. Thì cái chuyện cân là chuyện bình thường rồi, nhưng mà nó cũng nằm trong một trong những chỉ tiêu mà chúng ta cũng quan tâm. Rồi chúng ta sẽ đánh giá về tiếp cận qua hệ thống, thì nó sẽ có nhiều cách khác nhau nghe các anh chị. Các anh chị đọc nhiều tài liệu khác nhau, các anh chị sẽ thấy có những cách khác nhau. Mà ở đây thì tôi sẽ phân ra thành 6 cái cách như thế này. Là đầu cổ thành nhóm, thân chi thành nhóm, lông da nhóm, phần ngực, phần bụng và các cái cơ quan điều dục. Thì ở cái phần đầu tiên á, đó là đầu cổ, thì muốn chia sẻ với các anh chị như này. Đây là cái hình mà minh họa của chúng ta về kiểm tra đầu cổ. Các anh chị ở đây sẽ thấy là tới từ 1A tới 1F. Và tôi cũng chuyển tải thông tin qua từng cái hướng dẫn. Đầu tiên là 1A, thì đây là cái cách người ta tiếp cận lâm sàng thông qua người ta khám về cái tình trạng cân, gọi là cân đối của cái hộp sọ. Thì đấy là cái 1A. Rồi chúng ta thấy cái 1B này á, là người ta kiểm tra về cái mắt, kiểm tra mắt đúng không ạ? Và người ta đánh, đương nhiên kiểm tra mắt thì sẽ kiểm tra cả hai bên, bởi vì đôi khi nó có thể xảy ra một bên này, một bên kia không có, hoặc đôi khi cả hai. Cho bắt buộc là chắc chắn là chúng ta sẽ đánh giá cả hai bên rồi, đánh giá. Và chúng ta xem thử là cái sự chuyển động của con người nó sẽ như thế nào, cái niêm mạc mắt nó ra làm sao, nó có chảy gàn hay không, nó có viêm cấp mặt mắt hay không, phản ứng nó có nhanh hay không, độ tinh tăng của nó như thế nào, và phản ứng đồng tử ra làm sao không. Thì tất cả những cái kỹ năng này chúng ta đã khá rõ, và chúng ta dùng cái đèn soi, thì dưới cái đèn soi đó chúng ta sẽ kiểm tra rõ trên cái bề mặt niêm mạc. Thực ra tôi vẫn hay nói rằng là trên những cái gia súc mà đậm màu đó, thì chính cái kiểm tra qua bề mặt niêm mạc này, tại vì lông da thì gia súc đậm màu cái nó biểu hiện bên ngoài mình sẽ không thấy được rõ đâu, thì mình sẽ kiểm tra qua bề mặt niêm mạc, mà trong đó niêm mạc mắt là một trong những cái chỉ tiêu cũng khá quan trọng để đánh giá cái lông da. Thì một cái mục B thì các anh chị nhìn, các anh chị cũng sẽ thấy rồi đã. Rồi tới cái mục C là kiểm tra tay thì cũng khá rõ rồi đúng không ạ? Trong một số trường hợp là sẽ kiểm tra cả cái ống tay trong và kể cả cái màng nhĩ, thông qua có cái dụng cụ thì cũng khá rõ, bên người bên thú thì đều sử dụng cái dụng cụ này để đánh giá hết. Rồi tới cái mục D đó thì chúng ta mở cái miệng ra để chúng ta kiểm tra nó xong miệng đó. Thì ở đây thì về mặt thao tác á, thì chúng ta cũng lưu ý là cái phản ứng của chó đôi khi nó cũng nguy hiểm đúng không ạ? Thì tùy theo cái tình huống mà chúng ta sẽ có cái dụng cụ ngắn mồm nữa để chúng ta kiểm tra, nhưng mà nếu được thì chúng ta cũng nên kiểm tra để chúng ta đánh giá được ở bên trong ha? Ở bên trong
Rồi tới cái mục E thì cái hình quá rõ rồi, chúng ta kiểm tra thấy niêm mạc đại hoàng đã rất là rõ, biểu hiện của cái sự tăng của bilirubin ở trong máu. Và các anh chị nhìn không, thấy tới cái hình ở trên con mắt này chủ con người nè, cái lòng trắng này, các anh chị thấy luôn nó vàng á, chủ mũi tên tôi đang chỉ này đó, là nó vàng rất là rõ luôn. Thì khi mà cái niêm mạc nó hoàng đã như thế này thì chúng ta lại liên tưởng, trên hồi nãy tôi có chia sẻ với các anh chị, khi ta nhìn cái vấn đề liên quan và ta liên tưởng hệ thống, thì khi mà thấy hoàng đản là ngay lập tức chúng ta sẽ nghĩ rằng có ba cái dạng hoàng đản trước gan, hoàng đản tại gan, hoàng đản sau gan đó. Và ta nhìn cái niêm mạc như thế này xong, ta sẽ kết hợp xem thử là định vị xem cái khả năng hoàng đản này nó xảy ra là do những bệnh lý nào, nằm trong nhóm trước gan, nhóm tại gan hay nhóm sau gan. Thì cái màu sắc niêm mạc này nó sẽ nói lên cái câu chuyện đó. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra tới cái hình F, đó là ta ấn, ta kiểm tra cái độ tiêu máu đó. Đó, quan sát cái thời gian nạp đài của mạch đây. Thì đây là cái kiểm tra ở cái phần đầu đó. Thì một vài cái hình để minh họa với chúng ta thôi. Các anh chị cũng đã làm nhiều chuyện thực tế mà thông qua cái bài này thì cũng xin trao đổi một cách hệ thống như vậy. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra các cái hạt bạch huyết. Thì thao tác này chúng ta cũng thể làm trong thực tế rồi, đúng không các anh chị? Thì ở đây á, thì tôi có chia sẻ, tôi có dịch qua cái phần tiếng Việt đây. Trong thực tế chúng ta sẽ có hai cái nhóm, các chị thấy cái từ thành payable và một cái là non payable. Có cái nhóm hạch mà mình sẽ kiểm tra được, chúng ta sờ nắng được á, còn có cái nhóm mà chúng ta sẽ không sờ nắng được. Thì trong cái nhóm sờ nắng được thì trong thực tế lâm sàng là chúng ta vẫn hay áp dụng là kiểm tra cái hạch hàm dưới. Các anh chị nhìn người ta vẽ hình cũng hay lắm, có mấy cái dấu chấm mà tương ứng với màu á là vị trí của các cái hạch đó. Đó thì cái hạch đầu tiên ví dụ như cái hạch hàm dưới này, manipular là cái hạch hàm dưới, thí dụ như vậy là nó kiểm tra. Rồi tới cái hạch vùng nhựa, vùng bùi sâu, rồi hạch trước xương bả vai đó, thí dụ như thế. Còn có những cái vùng hạch mà không thể, hạch là rất là khó, từ trường hợp nó viêm nha, đôi khi nó viêm á thì cái hạch nó sẽ sưng lớn lên đó. Một số trường hợp viêm ví dụ như là hạch nắp, hạch vùng chậu hay vùng bẹn, có những trường hợp nó viêm nó sưng lớn. Và khi kiểm tra hạch thường nó sẽ có tám tính chất luôn các anh chị. Tôi vẫn khi mà tôi hướng dẫn cho các bạn sinh viên làm là tôi yêu cầu phải rõ tám tính chất khi kiểm tra hạch, là phải coi ví dụ như độ di động thì phải làm sao, độ lớn nhỏ thì phải làm sao, rồi cái độ kết nối với lại các cái mô liên kết xung quanh sẽ làm sao, rồi nó có phản ứng nó có đau hay không sao. Thì tất cả các cái tiêu chí này là chúng ta phải kiểm tra hết. Thường á mình hình sờ vô ẩm nó cái hạch này nó bình thường, nhưng mà khi mình muốn chia sẻ cái hạch bình thường thì như thế nào gọi là cái hạch bình thường. Tại vì thông qua cái việc khám hạch này nó sẽ chia ra ba cái dạng mà người ta vẫn thường quan tâm, tức là một là cái dạng mà hạch xương cấp tính, rồi cái dạng thứ hai á là cái mãn tính, và cái thứ ba nữa là trong một số trường hợp nó vừa gọi là cái quá cấp, nó nhanh quá cho nên đâm ra một số cái dấu hiệu lâm sàng nó lại không thể hiện rõ trên cái hạch, cho nên là người ta không nhìn thấy được cái sự thay đổi đó, nhưng mà cái phản ứng về cơ thể nó đã có, cho nên là dựa trên cái kiểm tra hạch này chúng ta cũng sẽ đánh giá được cái phản ứng của cơ thể ha các chị ha. Rồi ở đây là chúng ta kiểm tra cái tuyến giáp các anh chị. Thì đây là cái hình ở bên bên một H là trên con chó và một Y là trên con mèo. Thì kiểm tra cái tuyến giáp thường thì là ở trên chó thì nó ít xảy ra hơn, cái sự mở rộng hay là cái bệnh lý có liên quan đó thì nó ít hơn, nó ít gọi là nó không phổ biến, dùng từ là không phổ biến thì chính xác hơn. Còn ở trên mèo này chúng ta thấy cái vị trí người ta cũng dùng ngón trỏ và ngón cái người ta ấn vào để di chuyển cạnh theo cái khí quản đó các chị, và di chuyển từ trên xuống cho đến cái đoạn vào cái lồng ngực luôn để là kiểm tra cái tuyến giáp. Thì đây là cái hình mô tả của chúng ta về kiểm tra hạch bạch huyết và tuyến giáp ha. Rồi tới cái phần thứ kế tiếp đó là người ta kiểm tra lông da. Thì đây là một cái ba cái hình ảnh để minh họa của chúng ta về kiểm tra lông da cũng rất là quen thuộc đúng không ạ. Hình phía bên tay trái 2A đó, thì qua cái việc kiểm tra này chúng ta thấy là có rất là nhiều cái chấm xuất huyết này, cái đốm xuất huyết đó. Nhưng mà cái hình 2B đó thì đây là lại là vết tím bầm rồi, chứ không phải là cái xuất huyết đơn lẻ như cái hình 2A. Thì như vậy là các cái bệnh lý ở ngoài da thì liên quan đến các cái chấm xuất huyết này như thế nào. Rồi cái hình 2C đó thì giúp cho chúng ta có một cái nhìn nhận là đánh giá cái tình trạng mất nước. Thì trên lâm sàng các anh chị làm cái chuyện này nhiều lắm rồi, từ đó đánh giá là tỷ lệ mất nước bao nhiêu phần trăm, nó chia ra các cái mức độ khác nhau có liên quan. Thông qua cái kiểm tra cái này gọi là kiểm tra độ đàn tính của da, mà để đánh giá được cái tình trạng mất nước thì trên lâm sàng chúng ta cũng hay thường làm cái việc này.
Ở đây á, tôi muốn minh họa một cái hình trên con heo. Tôi kiếm cái hình trên con chó giống như vậy nhưng mà không có. Mà thông qua cái hình minh họa trên heo, tôi chỉ gửi cái thông điệp như thế này thôi à. Các anh chị thấy là cái hình trên con heo ở phía tay trái này này, tất cả các cơ quan nó sẽ liên quan đến cái chiều mũi tên, đúng không ạ? Thì tôi chỉ nói một cái ý thế này. Các anh chị thấy là mình đang chia sẻ với nhau về lông da chẳng hạn. Thì các anh chị thấy ở he này, nó phải là bóng mượt và nó nằm theo một cái chiều chẳng hạn như thế. Nhưng mà các anh chị qua đến cái hình phía tay phải này nè, cái lông da mà nó bất thường là lông nó dựng đứng lên, đúng không ạ? Và cái lông nó không còn nằm rạp, nó nằm theo một cái chiều nữa, mà nó sẽ gồ ghề lên. Thì cái hình này nó giúp cho chúng ta nhìn hai cái thái cực, một bên là con thú khỏe mạnh và một bên là con thú bị bệnh chẳng hạn như vậy. Thì nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng thể. Mình đang nói là khám với nhau, khám ở cái phần tổng quát đó. Rồi thí dụ các anh chị nhìn thấy ở cái hồi nãy cái chia sẻ là mắt chẳng hạn, thì mắt ở chúng ta thấy ở đây là gọi là tinh anh và nó sáng đó. Nhưng mà khi ta nhìn qua bên tay phải này, chúng ta thấy là discharge, để bắt đầu có dịch tiết này, nó khô, nó mất nước này. Và cái từ mà conjunctivitis này có nghĩa là nó bị viêm kết mạc chẳng hạn như vậy. Thì cái thông điệp mà tôi muốn mượn hai cái hình này để chia sẻ với các anh chị cái câu chuyện là khi đánh giá tổng quát, ta nhìn trên tất cả các hệ thống và nhìn trên từng cơ quan của hệ thống đó để chúng ta không bỏ sót thông điệp. Thông điệp tôi chỉ muốn ngắn gọn như vậy thôi với chúng ta đó. Thì cái hình này đối với tôi thấy rất là hay khi mà tôi đi tư vấn lâm sàng. Và khi tôi đi trại thực sự, tôi nhìn con heo là tôi phải nhìn tổng thể đúng theo cái hình này. Kể cả các chị thấy cái đoạn cuốn hậu môn, chút nữa mình sẽ nói đến cái hậu môn này đâu có phân no physics, nhưng mà qua này chúng ta thấy là có tiêu chảy và táo bón, diarrhea và constipation là hai cái hiện tượng khá phổ biến. Thì ta nhìn cái hậu môn ta thấy nước nó chảy ra, hay ta nhìn cái hậu môn mà ta thấy cái viên phân nó nằm lấp lửng ở đó, thì hai cái hiện tượng nó đối nghịch lại với nhau như thế. Thì đó là cái cách tiếp cận lâm sàng là thông qua cái phương pháp gọi là mắt cầm, mình nhìn để mình thấy được, mình ghi nhận được các cái vấn đề nó đang xảy ra ha. Rồi đến khi chúng ta kiểm tra đến cái vùng xoang ngực và xoang bụng, thì ở đây muốn minh họa với các anh chị thôi về cái vùng về kiểm tra vùng ngực. Thì nó có hai cái hình, tức là 4A, 4B này là nghe. Cái kỹ thuật mà trên chó mèo sử dụng ống nghe để xác định bệnh lý liên quan đến hô hấp tim mạch vẫn thường làm các anh chị. Vì cái trên thú nhai lại á, thì cũng bò. Còn trên thú nhỏ thì chó mèo đều làm được hết với cái phương pháp sử dụng ống nghe này. Và các anh chị thấy nó có một cái hình minh họa 4B này nè, tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị. Vì thực tế đó, mình biết vậy đó, nhưng mà có nhiều anh chị cũng sẽ gọi là bỏ qua. Nhưng mà ở đây các anh chị thấy rằng là khi xác định cái vị trí vùng khám tim, thì đương nhiên là như chó là nó 13 cái đô xương sườn đó, mà tim mà cái vùng tim mà mình nghe rõ nhất là ở xương sườn 3 và xương sườn 4 đó chị, nằm ở hướng tay trái đó. Thì khi mình đặt ống nghe ở cái vị trí đó thì nó sẽ nghe rõ hơn so với lại các vị trí khác đó. Và các anh chị sẽ thấy rằng ở đây người ta còn chia sẻ là nó chi tiết khi mà khám cận tiếp cận lâm sàng nữa kìa. Các anh chị thấy cái chữ B, chữ A, chữ M, chữ T ha. Thì bây giờ tôi đang nói đến cái hình A trước này, A và tôi phía dưới này này đó. Các anh chị thấy có cái van hai lá, cái từ viết tắt cái từ T này á, đó chính là cái van ba lá. Các anh chị, van ba lá với van hai lá là cái van nhĩ thất, mà giữa tâm nhĩ và tâm thất các anh chị. Và khi mà trên chó mèo nó có những vấn đề rối gọi là bất thường giữa cái van đó, hoặc là do cái chức năng thực thể nó thay đổi và nó làm cho chức năng của van hai lá và van ba lá có thể thay đổi. Và đôi khi một số trường hợp nó sẽ xuất hiện một số tiếng tim bất thường ngay tại vị trí của các van này. Cho nên á, trên cái cách tiếp cận lâm sàng, các anh chị thấy là người ta phải tìm cái vị trí của cái van ba lá, van hai lá để người ta có thể xem thử có sự bất thường đó hay không. Tức là cái kỹ thuật về mặt lâm sàng, nếu mà khám hệ thống tim mạch là phải chuyên sâu đến mức như vậy các anh chị. Bên tay cái hình B này, là bên tay trái này, thì các anh chị sẽ thấy là van phổi là viết tắt từ cái từ B này. Rồi cái van động mạch là aortic này, các anh chị thấy này. Và xuống dưới này là mitral van, này là cái van hai lá. Thì ba cái vị trí này các anh chị thấy không, là người ta đề nghị nếu ta sử dụng ống nghe thì chúng ta di chuyển ống nghe ở các cái vị trí của các cái van này để chúng ta xem thử có cái sự bất thường ở các cái van này không. Vì nó liên quan, không phải chỉ liên quan đến cái bệnh lý trên hệ thống
tim mạch, mà chính cái tim mạch nó cũng có liên quan đến bệnh lý của tiêu hóa các anh chị. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, viêm cơ tim nha các anh chị, viêm cơ tim lên chó mèo và có một cái hậu quả là dẫn đến tiêu chảy ở trên chó mèo. Và thực sự nếu ta nhìn ở góc độ tiêu chảy, ta nói à bệnh lý này xảy ra hệ thống tiêu hóa chứ đâu có liên quan gì đến cái bệnh lý của tim mạch, nhưng mà nó là hậu quả của viêm cơ tim, nó một loạt các cơ chế và từ đó nó dẫn đến là tiêu chảy ở trên chó mèo. Thì đó là lý do tại sao mà tôi giải thích rõ hơn một chút là trong cách tiếp cận lâm sàng trên cái việc mà khám ở xoang ngực á, người ta sẽ quan tâm vị trí vùng thắm phổi, vị trí vùng thắm tim, và trong tim là người ta còn hướng đến là ngay tại các vị trí mà của các van tim nó sẽ liên quan. Còn cái hình này là minh họa với các anh chị về đánh giá cái nhịp đập ở cái động mạch đùi. Thì trong thực tế lâm sàng tôi thấy là các anh chị cũng rất là thường làm cái việc này. Tuy nhiên á, thì ở đây tôi xin nhắc một ý là cái thông thường cái nhịp mạch đập ở đùi hay là kể cả trên đùi thì nó sẽ trùng với cái số nhịp đập ở trên tim, nhưng mà trong một số trường hợp bệnh lý thì nó có thể khác nhau. Do đó mà người ta vẫn khuyến cáo là kiểm tra cái nhịp đập ở động mạch đùi thì chúng ta cũng nên kiểm tra thêm cái nhịp đập của tim nữa để cho nó chính xác hơn, mình so sánh mình coi thử có sự khác biệt gì hay không ha. Đến cái vùng bụng thì ở đây tôi có lấy bốn cái hình này ra và tôi có cái bảng ở phía tay trái, thực ra là cũng từ cái bài viết về cách tiếp cận lâm sàng ở trên thú nhỏ. Thì các anh chị sẽ thấy là ở cái vùng xoang bụng á, là có những cái cơ quan mà mình có thể qua thăm khám được. Cái hình 5A cho đến 5D là đang nói đến xoang bụng. Thì các anh chị tên chó và mèo thì ruột này là một trong những cái cách mà chúng ta có thể qua sờ nắn cái thành xoang bụng để có thể cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là bằng quang trong trường hợp nếu như mà thực sự nó đang đầy nước tiểu thì chúng ta sẽ dễ cảm nhận hơn. Có một số trường hợp ở trên chó thì người ta có thể kiểm tra được cái thận trái, cái gì á, tại vì á thận trái nó sẽ thận phải và thận trái nó nằm dịch nhau về mặt vị trí cơ thể học đó, và thận trái thì nó nằm dịch về phía sau cho nên đôi khi chúng ta có thể kiểm tra được cái đuôi của thận trái chứ mà thận phải khó hơn. Còn ở mèo thì cả hai thì dễ rồi. Còn những cái cơ quan mà chúng ta sẽ không qua cái phương pháp sờ nắng để phát hiện được đó là chính là gan này, rồi tụy tạng, rồi dạ dày, rồi recording stopped, cung rồi lắc rồi đó. Thì đây là những cái cơ quan mà có liên quan đến xin lỗi nghe lâu. Ồ vậy hả? Các chị ơi, hình như là nghe thông báo là đang có sự cố kỹ thuật, hình như nãy giờ không nghe được mình nói đúng không ạ? Vẫn nghe bình thường, như vậy là mình tiếp tục được mà. Rồi, nghe được rồi là giờ mình bắt đầu tiếp tục nha. Lâm ơi, mình tiếp tục nha anh em. Được rồi, không? Ok. Rồi mình xin lỗi mọi người là có gián đoạn một chút hả, mình tiếp tục nhé. Rồi đó mình đang nói ở slide này. Thì như vậy á,
Cái bảng này nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận rõ là những cái cơ quan nào mình có thể là qua cái phương pháp sờ nắng ở cái thành bụng, và cái cơ quan nào mà không thể sờ nắng được khi mà cái trường hợp nó bình thường, nó đang khỏe mạnh. Và dĩ nhiên là nếu giả sử nó có những cái bệnh lý mà nó làm cho cái thể gọi là cái cấu trúc của các cơ quan nó thay đổi thì có thể mình cũng qua thăm khám có thể nhìn được. Nhưng mà đây. Ok. Rồi, thì đó là các cái bước, gọi là cái trình tự của các cái bước mà có liên quan đến cái cách tiếp cận lâm sàng. Thì tôi xin tóm lược ngắn gọn một vài cái điểm chính như vậy. Đương nhiên là kể cả về mặt cơ quan hiệu dục và kể cả trực tràng, chúng ta vẫn phải kiểm tra theo cái hệ thống như vậy để chúng ta có một cái nhìn nhận. Và sau khi mình kiểm tra như vậy rồi á, thì mình sẽ đánh giá xem cái biểu hiện lâm sàng chính của con thú bệnh này nó định vị ở cái hệ thống cơ quan nào. Định vị hệ thống nào và định vị ở cơ quan nào của hệ thống đó, và ở cơ quan đó thì các dấu hiệu lâm sàng có thể xảy ra là gì. Thì chút nữa mình đi vô cái hệ thống tiêu hóa, mình sẽ đi chi tiết như vậy luôn đó các chị, theo cái cách. Tại vì cái phần đầu tiên là cái giới thiệu về tổng quan để chúng ta thấy được cái toàn cảnh của vấn đề. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta nhìn nhận được vấn đề rồi, ở trên lâm sàng rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh là gì, thì lúc đó buộc là chúng ta phải có chỉ định cận lâm sàng, tức là phải dựa vào các xét nghiệm cận lâm sàng để tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Cách để chúng ta có thể gọi là lấy mẫu chính xác, gửi đi xét nghiệm, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được tiền bạc, giảm cái số lần lặp lại xét nghiệm là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Và cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả xét nghiệm của chúng ta, cho nên chúng ta cần phải có sự chuẩn bị đúng cách. Cái điểm kế tiếp nữa là cái chỉ định. Bây giờ tôi định vị nó là bệnh xảy ra ở gan, hệ thống tiêu hóa rồi, sau đó định vị nó bệnh xảy ra ở gan. Như vậy á, trong cái chức năng gan á, thì một loạt các chức năng luôn, quá trời chức năng. Vậy thì liệu chức năng gan nào bị ảnh hưởng bởi cái ca bệnh này, và các cái chỉ tiêu liên quan đến chức năng đó là gì? Cho nên cái ý kế tiếp muốn nói đó chính là chỉ định các xét nghiệm một cách hợp lý. Tôi nghi ngờ bệnh tổn thương gan hoại tử tế bào gan, tôi đề nghị làm enzyme chức năng gan AST, ALT. Nhưng nếu tôi nghi ngờ nó có bệnh lý liên quan đến mật, thì tôi phải lựa chọn cái chỉ tiêu liên quan đến cái cặp đôi GGT và ALP trong cái việc đánh giá về bệnh lý gan mật, thí dụ như vậy. Nó có cái cặp đôi chỉ định. Nếu tôi nghi ngờ đó là rối loạn chức năng lọc của thận, thì tôi phải làm bun, ure và creatinine, thí dụ như vậy. Thì các cái chỉ định này, đó cũng là cái cách chúng ta tiếp cận với cái chẩn đoán thông qua cận lâm sàng. Và điều này thì đòi hỏi chúng ta vừa có lý thuyết, vừa có kinh nghiệm thực tiễn, có những cái trải nghiệm để từ đó chúng ta có những cái chỉ định. Mà cái chỉ định đó thực sự nó rất là đắt giá, có nghĩa nó hỗ trợ được cho cái xét nghiệm lâm sàng trong cái chẩn đoán. Và làm cách nào để chúng ta có được cái gọi là lấy mẫu một cách đúng đắn để sử dụng nó trong cái việc mà chẩn đoán tìm ca bệnh, tìm ra nguyên nhân gây bệnh, thì chúng ta phải lưu ý là có hai cái nhóm xét nghiệm. Hai cái nhóm xét nghiệm đó là nhóm gì? Một là nhóm xét nghiệm thông thường, và nhóm thứ hai là nhóm xét nghiệm đặc biệt. Thông thường đó, khi mà nói đến lấy mẫu xét nghiệm đánh giá cận lâm sàng đó, chúng ta biết rằng là cần phải lấy mẫu, đúng. Nhưng mà ít ai để ý đến là thực sự là người ta phân loại cái xét nghiệm này ra là mấy nhóm. Về mặt lý thuyết đó, người ta chia làm hai nhóm, một nhóm thông thường, một nhóm đặc biệt. Vậy thì sự khác nhau giữa hai cái nhóm này là gì? Điều đầu tiên muốn chia sẻ với các anh chị đó là nhóm thông thường và nhóm rất phổ quát hiện nay, gần như tất cả các phòng mạch thường làm, đó chính là nhóm thông thường. Bởi vì khi ta lấy mẫu để ta đánh giá, để ta có một cái nhìn tổng quan về sức khỏe của con thú nuôi của chúng ta hay động vật nói chung. Và một cái điểm thứ hai nữa, là trong những cái trường hợp mà tầm soát các ca bệnh chó, mèo không có biểu hiện gì lâm sàng hết, nhưng mà ta tầm soát định kỳ. Bây giờ nước ngoài nó có mấy cái bảo hiểm y tế đó, bảo hiểm thú nuôi gì đó, thì cũng giống như trên người vậy đó, 3 tháng, 6 tháng hay là 12 tháng vậy, tùy theo cái giá trị của gói bảo hiểm. Thì người ta mua, người ta tầm soát đó, thì ta lấy mẫu, ta kiểm tra định kỳ thôi. Thì cái này nó cũng sẽ nằm trong cái nhóm mà xét nghiệm thông thường. Thì đấy là cái
cái điểm mà để ta nhìn nhận được cái tổng quan sức khỏe của con chó mèo, và cái thứ hai nữa là cái tình trạng của nó như thế nào trong những cái trường hợp bệnh lý, thông qua các cái chỉ định cận lâm sàng mà lâm sàng chưa tìm ra được, thì mình đang kỳ vọng là cận lâm sàng phải tìm ra nó ra. Và chính vì thế cho nên ứng dụng của các cái xét nghiệm máu này thường được thực hiện rất là nhiều ở các bệnh viện thu y, các phòng mạch, các phòng xét nghiệm khác nhau ha. Thì đây là nhóm thông thường. Cái nhóm thứ hai á, là nhóm đặc biệt là chỉ khi nào chúng ta thực hiện một cái điều tra hoặc một cái theo dõi về một vấn đề cụ thể nào đó, đó thì lúc đó là chúng ta sẽ thực hiện cái nhóm đặc biệt này. Tôi lấy ví dụ nha, bây giờ tôi điều trị bệnh tiểu đường ở trên con chó, và tôi đang áp dụng một cái liệu pháp điều trị nào đó, chúng ta thay đổi cái liệu pháp đó thì bắt buộc tôi phải áp dụng nhóm phương pháp đặc biệt này để làm gì? Để theo dõi cái diễn tiến của hàm lượng đường với cái liệu pháp điều trị này, hiệu quả nó tới đâu. Cũng tương tự câu chuyện như vậy, khi ta áp dụng một cái liệu pháp điều trị mới, sử dụng một loại thuốc mới, thì cái việc theo dõi các cái chỉ tiêu xét nghiệm để đánh giá hiệu quả điều trị liên quan đến thuốc mới này như thế nào, thì đó là cái liệu pháp chúng ta cần phải áp dụng xét nghiệm đặc biệt. Do đó, các anh chị đặt ra câu hỏi là trong thực tế có hay không? Có chứ. Đặc biệt trên người hoặc là các cái thử nghiệm mà cận lâm sàng, nhất là những cái thử nghiệm thuốc bắt buộc phải làm các nhóm xét nghiệm đặc biệt này, là người ta theo dõi rất là gọi là nghiêm ngặt đó các anh chị, để đánh giá về một vấn đề bất thường nào đó xảy ra ở trên thú, hoặc là theo dõi các đáp ứng điều trị, theo dõi các đáp ứng sử dụng thuốc v.v. Một vài cái lưu ý khi mà đánh giá cận lâm sàng thì chúng ta lưu ý, một là nhịn ăn. Câu chuyện này anh chị sẽ nói là thầy Đoàn nói không thực tế nữa rồi, đúng, mình vẫn biết với nhau rằng à, trên người á, thì trước khi mà xét nghiệm ta không có ăn sáng để ta xét nghiệm, đúng không ạ? Chó mèo thì làm sao mà làm. Thế nhưng mà các chị ơi, về mặt lý thuyết mà sách vở đàng hoàng nha, bài bản lắm, là người ta vẫn biết cái ý này. Tôi vẫn biết là trong thực tế cũng không phải là dễ gì nếu thực sự không có những cái khuyến cáo. Nhưng mà nếu mà được á, cho nên tôi mới dùng từ là nếu có thể, thì chúng ta cũng nên áp dụng rằng là cho con thú nhỏ, cho thú cưng á, nên nhịn ăn khoảng 6 giờ trước khi lấy máu. Các chị nói rồi, ủa tại sao 6 giờ? Nó có lý do chút xíu như thế này. Ví dụ như vậy, khi mà ăn á, như vậy là các anh chị thấy là nó thức ăn nó sẽ có nhiều cái thành phần, nhưng mà trong đó có lipid. Và nếu mà ta nhịn, cho con thú nó nhịn ăn á, nó giúp cho làm sạch các cái lipid máu các anh chị. Các cái giọt chất béo nó không có xuất hiện ở trong cái mẫu máu của chúng ta xét nghiệm. Vậy thì cái lipid nó ảnh hưởng cái gì? Tại vì lipid nó sẽ can thiệp một số xét nghiệm máu, và từ đó nó làm cho cái kết quả xét nghiệm có thể sai lệch và khó diễn giải các anh chị. Đơn giản vậy thôi. Đây là cái giá trị mà tại sao mà người ta khuyến cáo chúng ta nên có thể, nếu có thể thì chúng ta có thể gọi là cho con chó nó nhịn ăn khoảng 6 giờ thì nó đảm bảo cái kết quả xét nghiệm của mình nó đáng tin cậy hơn, ví dụ như vậy. Cái điểm kế tiếp nữa là khi xét nghiệm á, thì nó liên quan đến dung tích của cái mẫu. Mà cái dung tích mẫu á, mà hiện nay hai loại mẫu thường dùng để xét nghiệm nó là mẫu máu và mẫu tiểu, các anh chị đồng ý không? Máu và nước tiểu được xem như nguồn nguyên liệu cơ bản để xét nghiệm, mà dung môi của máu và nước tiểu lại là nước, do đó phải duy trì được cái lượng nước ở trong cơ thể. Vì có những trường hợp con thú thực sự nó không bị bệnh, nhưng vì nước nó không đủ và đã dẫn đến cái kết quả có thể sai lệch, đôi khi là âm tính giả và đôi khi là dương tính giả. Cho nên á, chúng ta cần phải duy trì được cái lượng nước trong cơ thể. Điều này rất là quan trọng ở trong những cái thời tiết nắng nóng như Việt Nam của mình hiện nay đang rất là nắng nóng, và cái kết quả mà nước nó không đủ như vậy có thể dẫn đến cái dung tích tuần hoàn nó thay đổi và kết quả nó sẽ sai lệch. Và có hai cái điểm nữa cũng cần lưu ý, đó là tránh cái sự vận động. Các anh chị thấy như người chúng ta đi vô bệnh viện là phải ngồi nghỉ 15 phút rồi mới lấy mẫu hoặc là đo huyết áp cái gì đó là nó mới chính xác được, thì trong trường hợp này cũng vậy. Nhưng mà vì thú thì nó lại vận động, nó không ở một chỗ chẳng hạn như vậy, thì lúc đó chúng ta phải lưu ý rằng là hạn chế cái sự vận động này. Hoặc là mèo, đặc biệt là mèo đó, mèo nó hay sợ lắm, cho nên là trong cái việc mà lấy mẫu lên mèo á, người ta còn khuyến cáo là phải mang chuẩn bị đồ chơi vô không gian phải ít người, rồi phải thân thiện và mọi thứ để giảm thiểu cái sự căng thẳng. Tại sao các chị nói căng thẳng ảnh hưởng gì? Chút nữa sẽ có một cái phần nữa là căng thẳng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái bạch cầu lympho, trong công thức bạch cầu của anh chị stress và lympho nó giảm ngay, và lympho nó giảm mà trong trường hợp này là không phải do bệnh lý
Và thật sự là do cái stress, stress này nó ảnh hưởng nhiều nhiều cái chỉ tiêu xét nghiệm á. Thì đó lý do tại sao mà nói đến cái việc tiếp cận cận lâm sàng có những việc như vậy thì chúng ta cũng phải lưu ý để tránh những cái sai sót trong cái việc lấy mẫu xét nghiệm và nó ảnh hưởng đến cái kết quả của chúng ta. Một cái tiếp cận lâm sàng cuối cùng đó chính là chẩn đoán hình ảnh. Bây giờ là bệnh sử có rồi này, thông tin ban đầu bệnh sử có rồi này, xong rồi khám lâm sàng có rồi này, rồi cận lâm sàng có rồi này, thì cái việc nữa đó chính là chẩn đoán hình ảnh. Thì sẽ tùy theo cái chỉ định trên một cái ca lâm sàng mà lúc đó mình sẽ quyết định là có nên làm thêm cái chẩn đoán hình ảnh hay không. Nó cũng giống như bên người, các anh chị thấy là hiện nay là người ta vẫn khám lâm sàng và ưu tiên là xét nghiệm máu nước tiểu. Rồi từ một vài cái trường hợp thì người ta có thể chỉ định song song cùng với xét nghiệm máu nước tiểu. Và số trường hợp thì người ta lại chỉ định chẩn đoán hình ảnh sau khi có cái kết quả của xét nghiệm máu và nước tiểu, ví dụ như vậy. Nó sẽ tùy theo từng cái ca bệnh. Cái thông điệp tôi muốn gửi đó chính là cái sự phối hợp toàn diện của các phương pháp trong chẩn đoán bệnh. Vẫn hay chia sẻ với nhau là như thế này này các anh chị. Người thì làm lâm sàng rất là giỏi, nhưng có những người làm cận lâm sàng thì họ chuyên ở trong phòng thí nghiệm, họ rất là giỏi. Hay là có những người họ chuyên về chẩn đoán hình ảnh, họ cũng rất là giỏi. Nhưng mà mỗi người sẽ giỏi trên một lĩnh vực. Cái điều quan trọng trong một chẩn đoán của một ca bệnh đó là sự tích hợp của các nhóm phương pháp trong tiếp cận lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh để đưa ra được, tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh là gì. Đó mới là số 1 anh chị. Nên tôi vẫn hay chia sẻ với lại các anh em là không ai là số 1 hết á. Nhưng mà trong mỗi cái lĩnh vực mình là số 1, nhưng thực sự mình chưa phải là số 1 nếu như mình chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Vì nếu mà như vậy á thì người ta chỉ cần lâm sàng thôi, hay là cần cận lâm sàng thôi, chứ ta đâu cần cho nó hình ảnh, hoặc là ngược lại đó. Thì cái sự tích hợp của các cái nhóm phương pháp. Và cái ý cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó chính là việc ứng dụng nó, kinh nghiệm lý thuyết để quyết định nên lúc nào cận lâm sàng, nên lúc nào chẩn đoán hình ảnh và sự tích hợp của nó. Cái đó mới là cái cần nói. Và nó đòi hỏi thời gian dữ lắm các anh chị, và phải học hỏi lâu dài. Sau khi mà tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh rồi thì có một slide nhắc với chúng ta về mặt điều trị thôi. Thì chúng ta phải nắm được các cái nguyên lý và liệu pháp. Nguyên lý nó khác liệu pháp các anh chị. Chút nữa chúng ta sẽ đi vô nguyên lý điều trị. Thì tôi nói ví dụ thôi, trong cái nguyên lý điều trị của tiêu chảy cấp và tiêu chảy mãn nó khác nhau. Nhưng mà trong thực tế khi nói đến tiêu chảy là một vài anh em vẫn rất tự tin nói rằng là em phải truyền dịch ngay là không có được. Tại cái nguyên lý của tiêu chảy mãn nó khác với lại nguyên lý tiêu chảy cấp. Đâu phải là lúc nào tiêu chảy, nói đến cái từ tiêu chảy là mình sẽ dùng điện giải đâu, hoặc là cung cấp nước đâu, đúng không ạ? Rồi cái liệu pháp điều trị thì tương ứng các nguyên lý đó, nó sẽ có cái liệu pháp sử dụng thức ăn, nước uống, dinh dưỡng, thần kinh v.v. thì nó sẽ tương ứng làm sao nó thỏa mãn được các cái nguyên lý của một ca bệnh. Cho nên á, cái chủ đề chiều hôm nay nó thật sự là nó không phải dễ các anh chị. Nghe thì quen lắm các anh chị nghe cái tên tiêu đề các anh chị sẽ thấy rất là quen, các anh chị cảm giác như là mình đã làm rất nhiều rồi. Nhưng mà khi mà tích hợp nó lại thành một cái câu chuyện thì không phải dễ. Đặc biệt là sau phần này tôi chia sẻ về cái gọi là thú y dựa trên bằng chứng á, để cho chúng ta thấy rằng là có cả một quá trình các anh chị. Và sau khi mình chẩn đoán, mình tìm ra được các cái nguyên nhân gây bệnh, áp dụng nguyên lý và liệu pháp rồi á, thì chúng ta kỳ vọng con thú của chúng ta, thú cưng của chúng ta thực sự khỏe mạnh. Nhưng mà trong cái quan điểm của thú y hiện nay là sức khỏe động vật nuôi, là animal welfare, các anh chị biết rồi ha, phúc lợi động vật nuôi, thì nó phải thật sự hạnh phúc, nó phải thật sự thoải mái các anh chị. Khỏe mạnh không chưa có đủ, mà nó phải được sống hạnh phúc trong cái gia đình mà nuôi con chó, con mèo đó. Ngay kể cả thú nông nghiệp hiện nay cũng vậy, mà phải được đảm bảo cái điều kiện làm sao tối ưu nhất. Vì sao vậy? Bởi vì nó cần ra những cái sản phẩm mà cung cấp cho con người chúng ta thật sự khỏe mạnh thì chúng ta mới khỏe mạnh được. Chứ là bây giờ cung cấp nó không bệnh đấy, nhưng mà trên một cái nền tảng rằng là, tức là nhìn lâm sàng không dấu hiệu của bệnh đấy, nhưng mà trên một cái nền tảng là nó có những cái thay đổi ở bên trong cơ thể và nó sống trong cái điều kiện không hạnh phúc thoải mái, thì nó không thỏa mãn được trong cách tiếp cận lâm sàng và điều trị. Cho nên là phải hướng đến nó phải thật sự hạnh phúc và thoải mái. Và cái ý cuối cùng đó là những lưu ý trong và sau điều trị. Tôi nói cái ý này á, thì nó liên quan đến cái chuyện là đôi khi các anh chị có khoe với tôi là em mua cái thuốc này bên người này, thuốc quá đắt rồi nhưng mà còn xài đến chó mèo ngon lành lắm.
nó thực tế là xin lỗi nha nhưng mà nó có thiệt á, nhiều anh chị cũng chia sẻ thiệt vậy đó, em nói thiệt với thầy là vậy. Thì thực ra thì nhiều lý do khác nhau tôi không bàn luận gì ở đây cả, nhưng mà chỉ có điều là mình xem đối tượng khách hàng của mình, nó quay lại cái mục tiêu ban đầu đó. Mục tiêu của mình không phải chỉ chủ nuôi không mà còn cả trên cả thú nuôi của chúng ta nữa, và thú nuôi chúng ta phải thật sự mạnh khỏe, hạnh phúc, thoải mái. Thì cái những cái nho nhỏ trong cái điều trị chúng ta cũng cần phải làm sao để chúng ta cảm thấy là thoải mái nhất với nghề, để giúp cho người chủ nuôi, giúp cho con chó con mèo chúng ta thực sự khỏe mạnh. Và khi tôi nói cái điều này để tôi dẫn dắt qua câu chuyện thứ hai muốn chia sẻ với các anh chị là cách tiếp cận thú y dựa trên bằng chứng. Cái này nó cũng không có lạ gì với chúng ta hết, nhưng mà qua ghi nhận thì tôi thấy rằng trong thực tế chúng ta lại không sử dụng nó nhiều. Mà hiện nay á, ở các nước người ta làm bài bản lắm, mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình muốn đi đường xa thì phải bài bản thôi, chứ còn nếu không á, là mình chỉ giải quyết câu chuyện thực tế tức thời, nhưng mà đường dài thì nó vẫn có những cái rào cản thì chúng ta cần phải khắc phục. Thì thú y dựa trên bằng chứng có nghĩa là gì? Nó dựa trên một cái nguyên lý là hiện nay đó, anh chị thấy là sau khi cái SARS-CoV-2 xảy ra rồi, chúng ta biết rồi, cái nó ảnh hưởng đến cái loài người chúng ta, cái đại dịch này nó ảnh hưởng đến loài người chúng ta, nó quá kinh khủng. Thì trong lĩnh vực thú y cũng vậy các anh chị, một trong những cái thách thức lớn mà các bác sĩ thú y chăm sóc sức khỏe ban đầu, bên thú y mình cũng sẽ có một cái lĩnh vực gọi là chăm sóc sức khỏe ban đầu giống như bên y khoa vậy đó. Và cái chăm sóc sức khỏe ban đầu hiện nay phải đối mặt có những vấn đề gì? Một là thế giới quá rộng lớn, và bây giờ nó không còn cái ranh giới giữa quốc gia này quốc gia khác một cách gọi là tuyệt đối như ngày xưa nữa, nó chỉ có khái niệm tương đối. Bệnh ở một cái nơi này là nơi khác có thể xảy ra rồi đó. Và trong một cái thế giới rộng lớn mà khi mà có nhiều cái thay đổi, đặc biệt là biến đổi khí hậu, rồi con người ta xin lỗi ha, tàn phá thiên nhiên nhiều quá, giờ thiên nhiên trả đũa, đủ thứ chuyện xảy ra hết, thì cái thế giới rộng lớn này làm cho chúng ta đối mặt với cái việc chăm sóc sức khỏe ban đầu này nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Một cái điểm thứ hai nữa là cái cơ sở kiến thức luôn luôn thay đổi các chị, nó mới hoài. Các chị thấy như cái COVID-19 đó, càng nghiên cứu càng phát hiện ra cái mới, mà bây giờ người ta thấy cái hậu của COVID-19 nó kinh khủng như thế nào. Ngày xưa khi mới bệnh nhân, khi con người Anh nói đến COVID-19 nó là bão cytokine, nhưng bây giờ bão cytokine không chưa đủ các chị, nó còn một cái bão bradykinin nữa. Người ta nghiên cứu là thấy là bradykinin đó nó cũng góp phần làm cho cái hậu COVID nó còn kinh khủng, thế nên nó thay đổi liên tục các chị phải cập nhật. Và cái điểm thứ ba nữa là cái điểm mà khó đây, tức là cái sự tích hợp của các cái thông tin mới này nó thành một cái thói quen mà các bác sĩ thú y phải làm hàng ngày, thì cái này là nó phải có thời gian đó. Thì cái cách tiếp cận đó nó dựa trên một cái nền tảng là ba cái trụ cột này, trong cái việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong cái việc mà đưa ra các cái kỹ năng để mà trao đổi với lại cái người chủ nuôi, và đặc biệt là chúng ta các anh chị, chúng ta đang là những bác sĩ thú y thật sự, thì các anh chị thấy người ta dùng cái từ tiếng Anh rất là hay, phải advance, phải đi đầu, phải cập nhật, phải gọi là luôn luôn gọi là tạo ra hay là có những cái ứng dụng mà đem lại được cái hiệu quả thực sự trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi, mà trở thành gọi là chuyên gia. Thì cái việc mà ứng dụng cái thú y dựa trên bằng chứng nó kỳ vọng để chúng ta muốn là như vậy. Vậy thì cái thú y dựa trên bằng chứng là gì? Có nghĩa rằng chúng ta sẽ kết hợp cái chuyên môn thú y của mình một cách tốt nhất, để từ đó mình đưa ra các quyết định phù hợp về ca bệnh. Thì hồi nãy giờ qua cái cách tiếp cận lâm sàng đó chính là cái cách mà chúng ta đã dựa trên các cái bằng chứng thông qua thăm khám lâm sàng, bằng chứng qua bệnh sử, bằng chứng qua thông tin, bằng chứng cận lâm sàng, bằng chứng qua chẩn đoán hình ảnh. Cái ý cuối cùng nãy tôi có nói đó là sự tích hợp của các cái phương pháp đó để làm sao chúng ta đưa ra được một cái quyết định, mà quyết định nó thực sự nó có cơ sở, thì đấy là cái thú y dựa trên bằng chứng. Nhưng mà nó có một cái điểm này nè, cái hoàn cảnh của từng con thú nuôi nó khác nhau, các anh chị biết rồi. Và có một cái điểm nó hơi tế nhị mà cũng phải chia sẻ, đó là chủ nuôi cũng khác nhau, cái người chăm sóc cũng khác nhau các anh chị. Nó cùng một cái bệnh care thôi, nó cùng một cái bệnh mặt vô thôi, nhưng mà hai con chó ở hai cái gia đình khác nhau, hai cái môi trường nuôi khác nhau, hai cái hiểu biết khác nhau, vân vân. À, không nói gì thêm là nó đã khác nhau rồi các anh chị. Cái thú y dựa trên bằng chứng mà hiện nay người ta đi sâu đến tới cái khía cạnh như thế này nữa, và nó cuối cùng phần này tôi có một cái ví dụ để chia sẻ với các anh chị. Cho nên á, cái sự tích hợp này nó sẽ góp phần cho chúng ta đưa ra được cái quyết định phù hợp, mà không chỉ liên quan đến cái điều kiện thực tế phần mặt của mình, không chỉ liên quan đến điều kiện thực tế ca bệnh, không chỉ liên quan đến cái hoàn cảnh của thú nuôi, không chỉ liên quan đến
cái người chăm sóc mà còn cả người chủ nuôi nữa. Đó là một cái câu chuyện mà sự tích hợp của các bên liên quan để trước khi chúng ta đưa ra một quyết định phù hợp, các anh chị. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần như vậy để ta ngăn chặn và sửa lỗi? Chúng ta qua một ca bệnh, nếu ta áp dụng được cái thú y gì đó bằng chứng một cách trọn vẹn như vậy, chúng ta phát hiện rằng ca bệnh này nó không bớt. Tại sao như vậy? Và chúng ta thấy lỗi đó đâu? Lỗi này có phải do người chủ nuôi không? Lỗi này có thể do người chăm sóc hay không? Hay lỗi do chính bác sĩ thú y chúng ta đã đưa ra phác đồ điều trị không đúng? Thí dụ như vậy. Điểm kế tiếp nữa đó chính là cải thiện cái kết quả chăm sóc thú bệnh một cách khoa học và biện chứng. Và cái điểm thứ ba đó là lương tâm nghề nghiệp. Người ta vẫn hay nói tâm và tầm. Và đây cái ý thứ ba muốn nói đến tâm với nghề, với khách hàng của chúng ta. Để từ đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái ứng dụng cái thú y dựa trên bằng chứng đó đạt được các mục tiêu này dựa trên một cái nền tảng là chúng ta phải có kiến thức khoa học, chúng ta phải có một cái thực tiễn, để từ đó ta đưa ra cái quyết định mà ta hướng đến cái sức khỏe của vật nuôi của chúng ta. Và với một cái mong muốn như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ cập nhật liên tục. Và đặc biệt là trong lĩnh vực thực hành lâm sàng thì thú y dựa trên bằng chứng là nó góp phần chúng ta có được cái kinh nghiệm rất là quý, các anh chị. Vậy thì để thực hiện cái thú y dựa trên bằng chứng thì các anh chị đã áp dụng cái quy trình như thế nào trong cách tiếp cận lâm sàng? Nó có 5 bước. Bước đầu tiên là chúng ta phải hỏi, và chúng ta phải xác định được các cái câu hỏi phù hợp mà bác sĩ thú y cần cái câu trả lời. Không hỏi bâng quơ các anh chị. Vô tới hệ thống tiêu hóa tôi sẽ nói chi tiết. Chúng ta có một cái bộ câu hỏi luôn về hỏi tiêu chảy, là có cái bộ đó khoảng 20 câu. Phải hỏi như thế nào? Chứ mà không phải là hỏi là một cách bâng quơ không có chủ đích. Chúng ta phải có được cái bộ câu hỏi này. Bộ câu hỏi này nó sẽ hỗ trợ chúng ta cần tìm những thông tin mà chúng ta muốn. Thứ hai, chúng ta sẽ thu thập các bằng chứng liên quan. Khi mà ta nghi vấn đề này là do tiêu chảy, ta đặt câu hỏi để ta làm rõ vấn đề, thì ta mới thu thập được các bằng chứng liên quan. Và nếu là cái người mà đang thực hành lâm sàng á, thì chúng ta liên hệ lại với là các cái kiến thức mà chúng ta đã có được thông qua thực tiễn và thông qua kinh nghiệm. Còn nếu mà chưa phải thực hành lâm sàng, ta có một vấn đề đã đang xảy ra ở trong thực tế mà mọi người quan tâm, thì ta phải tìm kiếm những tài liệu để làm sao ta chứng minh được cái vấn đề đó nó cần giải quyết như thế nào. Đấy là cái bước thứ hai, ta gọi là bước thu thập. Cái bước số 3 đó là cái bước thẩm định. Với cái kinh nghiệm các anh chị nghe một ai đó nói, à bác sĩ phòng mạch A nói thế này, bác sĩ phòng mạch B nói thế kia, rồi tôi đọc tài liệu tôi thấy như thế này này, nhưng mà giờ tôi áp dụng cho tôi điều trị thực tế cái ca này nó như thế nào, để xem thử thực sự cái độ tin cậy thông qua các cái nguồn tư liệu như vậy. Đó là cái bước số 3. Và cái bước thứ 4 đó, khi mà mình thấy rằng mình áp dụng xong rồi có hiệu quả, hiệu quả nó tạo ra được sự khác biệt, thì chúng ta sẽ áp dụng vào trong thực tế. Và khi mà áp dụng vào trong thực tế xong rồi thì bước cuối cùng chúng ta phải đánh giá cho được. Cái đánh giá này nó sẽ quyết định để từ đó chúng ta đưa thành một cái liệu trình điều trị cho phòng mạch của chúng ta một cách lâu dài. Sở dĩ tôi nói như thế này để nói một cái chuyện như vậy này. Có một lần có một khách hàng cũng chia sẻ với tôi, xin lỗi tôi không nói là ở khu vực nào hen. Xong rồi mới nói là em mang con thú đến cái phòng mạch đó. Xong phòng mạch đó nói là điều trị này, kinh nghiệm trong thực tế là các nơi người ta cũng điều trị vậy, và em cũng đã có những ứng dụng trong cái ca bệnh này để mà can thiệp. Thì cái cô chủ nuôi này, cô đó là một bác sĩ thú y, cô có nói bây giờ nếu như thế thì giải thích dùm tôi, rồi cái cách ứng dụng ra làm sao, một thứ. Thì các em đó lại không gọi là thuyết phục được thông qua cái thực tế mình áp dụng một cách đáng tin cậy. Cho nên á, cái cô trò của tôi mà có con chó đó mới nói là thầy ơi, phòng mạch bây giờ sao trăm hoa đua nở, mỗi nơi làm kiểu, thì em hỏi vô thì lại không thuyết phục được. Cho nên tôi soạn cái bài này á, nó dựa trên cái thực tế lâm sàng và thực tế nhiều anh em chị em, thực tế tôi trải nghiệm, để tích hợp lại cho chúng ta thấy một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải thay đổi trong cái cách gọi là cách tiếp cận lâm sàng là như vậy. Và nó bài bản lắm các anh chị, nó rất bài bản, chứ không thể là em nghe cái phòng mạch kia nó làm thế này là em làm thế đó, không phải vậy. Nếu mà mình làm như vậy thì thôi, cần gì phải học nữa, mà cần gì phải tạo ra gọi là cái dấu ấn riêng của phòng mạch mình, hay là những cái điểm khác biệt của phòng mạch mình với phòng mạch khác, thì tất cả nó đều phải có cái gọi là cái cơ sở của nó, gọi là thú y dựa trên bằng chứng. Thì đây nè, tôi muốn minh chứng cho các anh chị một ví dụ. Nó
cái lĩnh vực này nó cũng khá mới. Ví dụ như đây là trong một cái bài báo vào năm 2020 thôi, người ta biết trong cái lĩnh vực của Huy để chia sẻ với em ha. Người ta đang tìm một liệu pháp điều trị cho cái bệnh viêm khớp ở trên chó mà sử dụng cái meloxicam. Các anh chị phòng mạch mình biết rồi ha. Meloxicam là một cái thuốc mà điều trị viêm khớp này, hoặc là cái caprofen là một cái non corticoid ha, cũng là điều trị viêm khớp, đặc biệt là trên những cái chó già ta vẫn hay sử dụng này. Thì bây giờ người ta mới so sánh là coi thử là bây giờ hai cái liệu trình này dùng cái meloxicam hoặc là cái caprofen nó giúp cải thiện được cái lâm sàng tốt hơn. Đó, cái vấn đề nêu ra là như vậy. Tại vì thực ra trong quá trình điều trị chúng ta có nhiều cái liệu pháp để mà áp dụng ha. Thì cái liệu pháp hiện nay là muốn dùng meloxicam hay là caprofen, mà muốn như vậy á, thì phải có cơ sở, ta gọi là thú y gì đó mình chứng á. Thì bắt đầu người ta mới tìm được các cái nguồn tư liệu khác nhau. Ví dụ như các anh chị thấy là bây giờ nó dễ lắm các chị, thông tin mình cũng không có khó khăn gì ha. Chó này, rồi hay là đánh cái chữ canine này, hay là canine, hay canis chẳng hạn vậy, rồi đánh cái từ khóa của đó. Hoặc là các anh chị có thể tham khảo các phòng thí nghiệm khác như đó, hoặc là những cái phòng mạch khác, nhưng nó cũng chỉ là cái tên thôi ha. Thì đó, mình tìm các cái dữ liệu thì cuối cùng nó sẽ ra được một cái evidence, tức là một cái bài báo người ta viết về cái đánh giá lâm sàng của cái việc sử dụng là caprofen hay là cái meloxicam trong cái điều trị mà viêm khớp ở trên chó. Thì người ta mô tả luôn các cái phương pháp người ta áp dụng và kết quả đạt được luôn. Cái thử nghiệm này là trên chó trên 20 kg này, kể cả chó mà trên 18 năm tuổi luôn, các chị thấy không, rất là lớn. Rồi thông qua cái việc mà chụp hình X quang ở cái khớp gối, rồi kể cả bệnh sử, rồi kể cả cái đánh giá lâm sàng, người ta sẽ đo bằng cái gọi là cái chỉ số đau, chỉ số đau và cái mức độ hoạt động của nó. Rồi dựa trên cái việc thăm khám cái chỉ số lâm sàng ra làm sao, rồi dựa trên là viêm khớp thì nó sẽ đi rất là khó khăn, cho nên người ta sẽ gọi là đi trên một cái mặt phẳng á, người ta coi thử cái dáng đi của nó như thế nào để người ta đánh giá. Rồi kể cả trong cái việc mà xét nghiệm cận lâm sàng, kể cả quan sát luôn cả mũ phân, các anh chị thấy đây, và một loạt cái tiêu chí như vậy xong rồi á, người ta mới thấy kết quả, các anh chị thấy là non or no, cái đều là không có ý nghĩa hết. Các anh chị thấy ở cái phần hai cái hàng phía dưới này, giữa trong cái việc áp dụng cái liệu pháp điều trị meloxicam hay là cái caprofen giữa hai cái lô, và cuối cùng cái result kết quả là không có đủ một cái bằng chứng để chứng minh được cái sự khác biệt về cái hiệu quả điều trị trên lâm sàng khi áp dụng meloxicam hay là caprofen đó trong cái việc mà điều trị viêm khớp ở trên chó đó. Thì các anh chị thấy không, khi mà mình tìm kiếm tất cả các cái dữ liệu theo một cái trình tự cơ sở như thế này xong rồi á, mình áp dụng cái liệu pháp, nếu khách hàng ta hỏi rằng con chó này nó bị viêm khớp này, em điều trị cho các anh chị đó là meloxicam, nếu cái người mà họ đành về mặt chuyên môn thì nó là có những cái thuốc khác điều trị cho con chó, thì các anh chị hoàn toàn có cơ sở để chia sẻ rằng là những cái bằng chứng A, B, C, F như thế này để chứng minh rằng là meloxicam hay là caprofen hay một loại thuốc nào đó nó vẫn có cái giá trị gần như ngang nhau, không có sự khác biệt, tại vì nó còn liên quan đến một cái gọi là cái giá của thuốc nữa. Cho nên mình thuyết phục khách hàng của mình thì nó phải có nhiều cái cơ sở khác nhau, nhưng đây là một trong những cái ví dụ để minh họa cho chúng ta thấy là thú y dựa trên bằng chứng và tất cả là đều phải làm lớp lan bài bản như thế này. Thực ra ở đây tôi chỉ tóm được có mấy slide cái bài mà dạy cho sinh viên chương trình tiên tiến của thú y chương trình tiên tiến về thú y dựa trên bằng chứng này, là mấy chục slide để giải thích và kể cho sinh viên phải làm bài tập ứng dụng được cái thú y dựa trên bằng chứng này để qua ra lâm sàng thì phải làm sao. Thì đấy là cái nội dung lớn thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cập nhật với các anh chị về cách tiếp cận lâm sàng dựa trên thú y bằng chứng. Cái nội dung lớn thứ hai, như vậy là trong nội dung lớn thứ nhất có hai cái ý vừa rồi ha, hai ý lớn vừa rồi chia sẻ các anh chị rồi. Bây giờ ta qua cái nội dung lớn thứ hai, đó là tiếp cận phân loại và một số cái lưu ý trong cái xử lý bệnh tiêu hóa ở chó mèo. Thì đầu tiên phải nói đến sức khỏe đường ruột. Sức khỏe đường ruột quan trọng lắm các anh chị ơi. Tại sao khi nói đến cái cách tiếp cận lâm sàng ở trên đường tiêu hóa phải đề cập sức khỏe đường ruột trước? Bởi vì nó gần như nó là đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tổng thể của cơ thể thú, kể cả chó và mèo. Thú nói chung, chó mèo. Do đó, sức khỏe đường ruột chúng ta phải đảm bảo. Và ta nhìn cái cách tiếp cận lâm sàng, kể cả chẩn đoán hình ảnh, dựa trên cái nhìn background, cái nền của một sức khỏe đường ruột. Khi nói đến bệnh lý trên đường tiêu hóa mà liên quan đến hệ thống ruột. Một cái điểm nữa là một cái đường ruột khỏe mạnh chắc chắn nó sẽ phải cân bằng được các cái chỉ tiêu sinh lý, nội môi và điều chỉnh các hệ thống khác hỗ trợ cho
cái chức năng hoạt động của cơ thể. Và đương nhiên với cái chức năng đó, nó sẽ giúp cho chống lại các tác nhân gây bệnh ở môi trường và cái sự lây nhiễm từ bên ngoài, đúng không ạ? Một cái điểm nữa, nó sẽ liên quan đến cái màng nhầy. Tại sao vậy? Để chút nữa tôi chia sẻ với anh chị là tiêu chảy ở ruột non, tức là bệnh ở ruột non nó sẽ khác bệnh ở ruột già như thế nào các anh chị. Và khi mà tiếp cận lâm sàng, các anh chị nhìn cái bảng này, các anh chị sẽ thấy rằng cái khả năng đó là bệnh đang xảy ra ruột non hay bệnh đang xảy ra ruột già. Nó có cái bảng tiêu chí đó, thì trong đó người ta có đề cập đến cái màng nhầy. Cái màng nhầy này á, thì nó sẽ liên quan đến, không phải chỉ liên quan đường tiêu hóa không đâu, các hệ thống khác, vì nó là một cái hàng rào hữu hiệu chống lại cái sự xâm nhập của các vi sinh vật gây bệnh. Cho nên là nếu như mà có bất kỳ cái nguyên nhân nào mà làm tổn thương đến cái màng nhầy này, thì cái sự xâm lấn của các mầm bệnh đi vào ở cơ quan bên trong á, nó sẽ rất là dễ dàng. Thì đấy là cái giá trị của cái màng nhầy. Và khi nói đến cái màng nhầy á, thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái hình rất là hay. Cái này nó hơi chuyên sâu một chút, nhưng mà các anh chị sẽ thấy nó ý nghĩa. Ở đây là một cái biểu mô ruột các anh chị ha, một cái tế bào biểu mô ruột. Và trên cái tế bào biểu mô ruột này, các anh chị thấy cái từ globe cell không? Đó, nó gọi là tế bào ly, tế bào đài đó. Là cái tế bào này đó là chuyên để nó tiết ra các cái chất nhầy, nhớ các anh chị thấy là mucus. Đó, ngắn gọn như vậy các anh chị ha. Thế nhưng mà khi mà con thú bị bệnh hay là người chúng ta bị bệnh, thì chuyện gì xảy ra với cái tế bào nhầy này và các cái màng nhầy mà mới vừa nói ở trên? Bây giờ người ta đi sâu vào ở mức độ phân tử hay lắm các anh chị. Các anh chị sẽ thấy là năm bước này, từ 1 cho tới 5 đúng không ạ? Các anh chị thấy người ta dùng cái từ này, alteration này, đó là cái sự thay đổi ở cái hệ thống màng nhầy ở của cái hệ thống mà dạ dày ruột. Tại vì cái GI này là viết tắt của hệ thống dạ dày ruột. Thế thì cái thay đổi đầu tiên các anh chị thấy số 1 này, đó chính là sự thay đổi của cái tế bào globe cell, là tế bào ly, tế bào đài, tế bào mà để tiết ra các cái chất nhầy nhớ. Đấy là sự thay đổi đầu tiên. Nhưng mà cái thay đổi này các chị biết sao không? Nó dựa trên tác động của hệ thống thần kinh. Đó, thì chúng mình sẽ có một cái hình ở đây minh họa. Cho nên nhìn cái cách tiếp cận bệnh lý trên đường tiêu hóa không chỉ thực thể trên đường tiêu hóa, mà các anh chị sẽ nhìn ở góc độ tổng thể của các cơ quan, trong đó não bộ là điều hành. Đó, bây giờ người ta đi sâu. Cho nên tôi có nói với anh chị, bệnh lý nội khoa tôi vẫn chưa dám nhận là một bác sĩ thú y nội khoa là vậy. Nó càng ngày nó càng đi rất là sâu để nó giải quyết các vấn đề của lâm sàng một cách căn cơ, chứ không phải chỉ bây giờ điều trị là điều trị triệu chứng rồi, nhưng mà phải tận cái căn nguyên của cái căn bệnh á, là trên cái nền tảng của mối tương tác não bộ, cái hệ thống microbiota và kể cả cái hoạt động của vi sinh vật đường tiêu hóa đó. Thì các anh chị thấy ở đây là nó thay đổi cái hoạt động của cái tế bào ly, tế bào đài này, nhưng mà thông qua sự dẫn truyền của hệ thống thần kinh, các anh chị thấy hay không? Cái neurotransmission. Cho nên các anh chị thấy là dưới cái view mao này ha, đó là nó có cái hệ thống thần kinh này đúng không ạ? Và cái hệ thống thần kinh này sẽ tác động lên cái tế bào ly, tế bào đài này. Và cái nhánh mà các anh chị thấy hình số 2 đó. Và khi nó tác động lên, có nghĩa là cái não bộ đó nó điều khiển, đúng không ạ? Và nó làm thay đổi cái sự dẫn truyền đến cái tế bào ly tế bào đài. Và từ đó cái bước số 3 này nó làm thay đổi hoạt động của cái sự tiết của cái chất nhớt. Cho nên các anh chị thấy mình điều trị, mình bổ sung, mình can thiệp chất nhớt là chúng ta mới đi trên ngọn mà thôi, chứ chúng ta chưa đi tận gốc của vấn đề. Gốc vấn đề đó chính là sự tác động của sự dẫn truyền hệ thống thần kinh trên cái tế bào ly tế bào đài. À, cái hình này là để chia sẻ với các anh chị như vậy. Và cái bước số 4 này lúc đó nó mới gọi là nó thay đổi cái sự tiết ra cái chất nhầy. Và cái số 5 này, cái bước số 5 này nè, đó là sẽ thay đổi cái quần thể vi sinh vật thông qua, nó gọi là mất cân bằng cái hệ vi sinh vật ở đường tiêu hóa thông qua cái sự thay đổi của các cái chất nhầy nhớ. Đấy. Do đó các anh chị nhìn thấy này, healthy và disease nó khác nhau, nó khác nhau. Và cái vai trò của não bộ này nó sẽ tác động đến cái gọi là chức năng của hệ thống tiêu hóa thông qua cái sự thay đổi của cái sự tiết chất nhầy. Ở đây chỉ một ví dụ thôi. Cho nên ý tôi muốn nói là cái cách tiếp cận ở trên bệnh lý đường tiêu hóa nó sẽ khác. Và dựa trên cái hình này, tôi sẽ đi tiếp đến một cái thông điệp để gửi cho chúng ta, đó chính là sự cân bằng nội môi. Thông qua quá trình sinh lý vừa chia sẻ xong, thông qua cái hệ vi sinh vật và kể cả cái vật chủ. Cho nên á, tiếp cận lâm sàng để can thiệp các điều trị trên hệ thống đường tiêu hóa, đặc biệt là đường ruột, thì phải dựa trên nguyên lý này. À, thì chủ đề hôm nay là mình nói về sự tiếp cận, thì phải có nền tảng, mà nền tảng là thông điệp này muốn chia sẻ với các anh chị.
Rồi, vậy thì các anh chị sẽ thắc mắc rằng là cái microbiota là cái gì? Nói nôm na ngày xưa giờ mình học ra chính là hệ vi sinh vật có lợi đó, mình hay nói vậy đó, hệ vi sinh vật có lợi đó. Mà giờ không phải chỉ là đường ruột, ngày xưa nói đến đường ruột thôi. Các anh chị biết là bây giờ là kể cả đường hô hấp, đường lông da, đường niệu dục là đều có hết các anh chị. Mà một thông tin cũng rất là hay chia sẻ với anh chị ha. Ai cũng biết cái con Lactobacillus. Đúng ạ. Cái con đó là con vi sinh vật có lợi mà đường tiêu hóa là đều nói hết. Nhưng mà các anh chị có biết rằng là trên cái đường hô hấp á, nó vẫn có cái con Lactobacillus nha các anh chị. Lactobacillus acidophilus luôn. Và tới bây giờ đó, người ta nghiên cứu về cái hệ thống microbiota ở trên cái đường hô hấp, người ta vẫn chưa hiểu được cái giá trị thực sự cái con lacto nó nằm ở trên đó để làm gì bằng cơ chế ở góc độ phân tử, nhưng mà người ta thấy có đó đó. Cho nên các anh chị thấy rằng là hiểu mà về cái lacto đó ở trên đường tiêu hóa không là chưa đủ, nó còn có ở cả đường niệu dục nữa các anh chị. Mà các anh chị biết ở đường niệu dục đó là lý do tại sao khi mà nó sử dụng các cái gluco từ các cái tế bào ở cái đường niệu dục, có thể cái tế bào đó nó sẽ có nhiều gluco, và khi nó sử dụng gluco mà cái chất tự nhiên, chất lập trình nó bong tróc ra đó, nó sử dụng gluco và nó tạo ra pH acid, và nó tạo ra pH acid cho nên nó bảo vệ được cái đường niệu dục của chúng ta trên cả trên thú đó. Các anh chị thấy rất là hay, trên Lactobacillus là vẫn có ở trên đường niệu dục, đó là cái cơ sở mà tại sao người ta phải nghiên cứu hiện nay ở cái góc độ microbiota là như vậy. Còn cái microbiome nó chính là người ta đi sâu vào ở cái góc độ phân tử là gen và các sản phẩm chuyển hóa của gen. Microbiome nó chính là microbiota và các gen, các bộ gen, các sản phẩm chuyển hóa của gen. Thì các anh chị thấy là ở đây là có một, tại vì hôm nay đi sâu vào hệ thống tiêu hóa, tôi mới lấy hình trên hệ thống tiêu hóa này các anh chị. Và cái microbiome ở trên chó mèo nó còn chịu cái sự tương tác của trên người nữa. Các anh chị thấy không? Nó khác với lại thú nuôi nông nghiệp. Thú nông nghiệp ở trại thì nó không có bị tác động của này nhiều, nhưng mà vì thú nuôi nhà là sống ở trong gia đình của chúng ta, cho nên nó lại còn có chịu cái sự tương tác, cái vai trò của con người, có nghĩa là cái microbiota ở trên con người. Do đó ở cái điểm này, khi tiếp cận lâm sàng và mặt điều trị, các anh chị sẽ thấy, nãy tôi có chia sẻ rồi đó, cùng một bệnh nhưng mà xảy ra trên các con chó khác nhau, ở các gia đình khác nhau, là biểu hiện lâm sàng khác nhau. Đó chính là cái sự tương tác này, nó sẽ khác nhau. Tương tác khác nhau này dựa vào chế độ ăn uống của mỗi nhà cũng sẽ khác nhau. Tuổi tác thì đương nhiên rồi, nó liên quan đến cái microbiota này rồi. Nó liên quan đến cái bệnh lý thì nó cũng khác nhau. Và nó liên quan đến cả cái gọi là cái thành viên trong gia đình mà con chó đó nó sống. Cái sinh hoạt, hành vi, lối sống, ăn uống vân, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là cách tiếp cận lâm sàng của hệ thống tiêu hóa là như vậy các anh chị. Thì đây là cái hình mà nói đến cái mối tương tác từ bước số 1 đến bước số 8. Thì tôi không có đi chi tiết, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một cái điều rằng là khi mà tiếp cận kể lâm sàng, kể cả cận lâm sàng liên quan đến hệ thống tiêu hóa thì chúng ta phải lưu ý dùm cái điểm này. Đây là một cái bài báo mà 2016 người ta nghiên cứu, các anh chị thấy này, giữa những cái con chó mà khỏe mạnh á với con chó bị bệnh IBD nè, bị bệnh đường tiêu hóa đó, thì cái quần thể mà microbiota này sẽ rất khác nhau. Mà ta chứng minh được, các anh chị thấy là có 6 con chó ở cái healthy cuối cùng này, cái quần thể microbiota nó cũng khác nhau, chứ đừng nói chi mà đến khi mà con chó bị bệnh. Đấy, thì điều này để cho chúng ta thấy, chúng ta giải thích cũng dễ giải thích thôi, tại sao điều trị chỗ này hiệu quả và điều trị chỗ kia không hiệu quả, vì cái nền tảng, cái tương tác đó nó khác nhau giữa các cái con chó khác nhau ở trong các điều kiện khác nhau. Và như vậy, sức khỏe đường ruột nó phải đảm bảo được là cái hệ vi sinh vật đường ruột đó phải thực sự khỏe mạnh. Và chính cái hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh đó chúng ta cần phải cân bằng. Mất đi cái sự cân bằng đó thì nó sẽ không hiệu quả. Thì chút nữa Vibidim cũng sẽ chia sẻ thêm những cái vấn đề có liên quan thông qua cái việc mà cân bằng cái hệ vi sinh vật đường ruột này trên cái cơ sở là như vậy. Và khi mình đảm bảo được cái sự cân bằng này, có nghĩa rằng là chúng ta đã tạo ra được sự ổn định của nội môi thông qua cái việc bảo vệ của cái hàng rào vĩ mô này, thông qua cái việc bảo vệ của cái sự hấp thụ của các dưỡng chất, và thông qua cái miễn dịch của nó, thì nó giúp cho sức khỏe đường ruột được đảm bảo, và từ đó nó sẽ giúp cho sức khỏe tổng thể chung của cơ thể chó mèo nó sẽ ổn định và cân bằng. Và tôi xin tóm lại cái việc ứng dụng của các chất chuyển hóa thông qua cái slide này. Ở slide này tôi muốn chia sẻ với các anh chị tại sao mà
cần có những cái nhóm vi sinh vật như vậy để nó cân bằng nội môi và nó giúp cho ổn định, bởi vì chính cái sản phẩm chuyển hóa của cái nhóm microbiota đó nó sẽ tạo ra các axit béo bạch ngắn, và chính các axit béo bạch ngắn này nó sẽ cung cấp thêm cái năng lượng cho các tế bào biểu mô ruột, cũng như là nó ngăn cản được các yếu tố độc lực không cho các cái vi khuẩn, cái mầm bệnh nó tấn công vào. Và đặc biệt là với các cái chất chuyển hóa này, nó sẽ góp phần tạo ra các cái acid amin, một số cái vitamin, kể cả acid hữu cơ, kể cả một số hoạt chất kháng khuẩn, và nó bảo vệ được cái biểu mô niêm mạc trên đường tiêu hóa. Và cái hình này rất là hay, từ trong cái cuốn sách của Tizak thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Ông này là rất là chuyên về miễn dịch trên thú y. Thì khi mà mình cân bằng được cái nội môi, cái nhóm microbiota này nó chiếm chỗ. Và nó chiếm chỗ, nó có hai chuyện xảy ra. Một là nó cạnh tranh cái điểm bám gọi là receptor với các vi sinh vật gây bệnh. Và cái điểm thứ hai á, khi mà nó tương tác với tế bào biểu mô như thế này các anh chị, nó sẽ phóng thích ra các cái phân tử có hoạt tính giống như kháng sinh vậy đó à. Và khi mà các cái mầm bệnh này nó muốn xâm nhập vào á, thì nó không đi vào được, bởi là không có chỗ bám, thông qua không có receptor, vì cái nhóm vi sinh vật có lợi nó chiếm chỗ hết rồi. Và cái điểm thứ hai nữa là nó bị đẩy ra bởi cái protein kháng khuẩn này, cái phần tử kháng khuẩn này. Và cái sự tương tác này các anh chị sẽ thấy rằng là nó kích hoạt cái miễn dịch bẩm sinh ở trên cái đường tiêu hóa, activated innate là miễn dịch bẩm sinh. Và nó đảm bảo được cái gọi là cân bằng cái nội môi cho nó hấp thụ các cái dưỡng chất một cách tốt hơn. Đó lý do tại sao với cái nhìn đó để giúp cho chúng ta có một cách tiếp cận tốt về sức khỏe trên đường tiêu hóa. Và cái slide này sẽ tóm lược lại những cái vấn đề mà nãy giờ tôi chia sẻ thông qua cái bộ ba tương tác não, ruột và hệ thống microbiome. Bài này các anh chị là năm 2020 và viết về sức khỏe của động vật vũ trụ, trong đó có chó mèo. Cái mối tương tác này các anh chị thấy là ba cái trụ cột, một là não bộ, hai là cái hệ thống microbiota và ba là đường tiêu hóa, đúng không ạ? Đường tiêu hóa thì tất cả các cái trục này các anh chị thấy đều là mũi tên hai chiều hết, cho nên á bất kỳ một cái sự thay đổi nào mà tác động trên não bộ thì điều đó nó ảnh hưởng đến cái hệ thống microbiota và kể cả ảnh hưởng luôn cái chức năng của ruột. Tôi lấy ví dụ nha, bây giờ các anh chị thấy stress, trời nắng nóng như thế này con chó nó bị stress, ta can thiệp stress, nhưng các anh chị thấy rằng với sơ đồ này, chính cái stress này nó đã làm cho sự thay đổi của hệ thống microbiota thông qua cái sự dẫn truyền của hệ thống thần kinh, giống như cái nãy anh chị tôi chia sẻ với các anh chị về cái tế bào ly, tế bào đài. Cho nên á các anh chị nói con chó nó bị stress thôi mà sao con chó mình thường bị stress thôi mà tại sao nó dẫn đến là nó bị rối loạn hệ thống tiêu hóa. Đây là câu trả lời, chính là cái sự thay đổi này nó làm cho xáo trộn cái hệ thống microbiota, và chính cái stress này nó sẽ dẫn đến một cái chuyện là có thể làm cho xáo trộn cái chức năng của nhu động ruột, tại vì ruột nó sẽ có hai cái điều rất quan trọng là nhu động và tiết dịch, và chính cái yếu tố stress này và nó dẫn đến cái tác động trên cái hệ thống ruột này, và như vậy là hậu quả là đường tiêu hóa bị ảnh hưởng. Cho nên khi tôi chia sẻ như vậy để cho thấy rằng là ta nhìn người ta khám ở trên một cái hệ thống, ta định vị được hệ thống đó rồi, nhưng mà chúng ta không thể nhìn riêng biệt của cái hệ thống đó không, mà ta sẽ nhìn trong cái mối tổng thể có liên quan đến các cơ quan khác là như vậy. Đó là cái nền tảng để chúng ta đi vào cái bệnh lý trên đường tiêu hóa, trong cái cách tiếp cận bệnh lý trên đường tiêu hóa. Ở đây chúng ta thấy rằng là có hai cái rối loạn là thường xảy ra trên đường tiêu hóa, đó là tiết dịch và vận động. Và hai cái rối loạn này nó khá là phổ biến anh chị, nó ảnh hưởng đến hai cái nhóm bệnh lý mà cũng rất thường xảy ra, đó là tiêu chảy và táo bón. Thế nhưng mà cái triệu chứng trên đường tiêu hóa này phức tạp lắm và đa dạng lắm, và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái tiếp cận lâm sàng đó thông qua cái bảng sau đây. Bảng này sẽ giúp cho chúng ta hệ thống lại các dấu hiệu lâm sàng của hệ thống tiêu hóa. Tại vì hồi nãy chúng ta khám á, là chúng ta thông qua cái thông tin rồi cái bệnh sử thì đã chia sẻ rồi, và như vậy trên cái nền tảng đó thì ta sẽ xem thử là cái lâm sàng của hệ thống tiêu hóa thông qua các dấu hiệu gì. Thì đây là đầu tiên là chán ăn khá rõ, phải giải thích gì thêm, sôi bụng chắc chắn hệ thống tiêu hóa rồi. Nó có hai cái chuyện táo bón với khó đi phân,
chứng khó đi phân các anh chị, nó hai này là khác nhau nha. Nhưng mà trên lâm sàng đó, anh em rất hay nhầm lẫn giữa hai cái này, táo bón lại chứng khó đi phân nha. Nhưng mà về mặt lý thuyết mà hai cái này là khác nhau. Sôi bụng thì rõ rồi ha, nó có đột đạt trong bụng đi di chuyển do cái khí di chuyển trong chất lỏng, và từ đó nó sẽ tạo ra cái âm thanh đột đạt, đó ta gọi là sôi bụng. Còn khi nó nói táo bón là nó thực thể bản chất là phân khô, thực thể là phân khô. Nó có cái cơ chế để gây ra táo bón, hôm nay chúng ta không có đi vào cái chuyện này, nhưng mà nó sẽ dẫn đến là phân khô cứng và rất là khó khăn, rất là căng thẳng con thú khi mà nó đi phân. Còn ngược lại với tiêu chảy thì bản chất của phân lại là chứa nhiều nước, và cái tần suất đi nó sẽ tăng lên so với bình thường. Ngược lại với táo bón là tần suất đi thì nó lại ít so với lại bình thường, đúng không? Thì hai cái này đã rất là phổ biến. Còn cái thực thể của cái chứng khó đi phân nữa là phân thì vẫn tạo ra bình thường các anh chị. Hồi nãy là táo bón là phân là có vấn đề, nhưng mà trong cái chứng khó đi phân này, phân có thể vẫn tạo ra bình thường, nhưng vì một lý do nào đó về mặt thực thể của cái hệ thống tiêu hóa, đặc biệt là hệ thống ruột, nó làm cho con thú khó đại tiện và nó đau đớn, chứ không phải là chứng khó đi phân là có táo bón. Không có nghĩa hoàn toàn là như vậy, có thể nhưng mà không có nghĩa là như vậy. Đôi khi phân vẫn bình thường nhưng mà vẫn khó đại tiện, thì đấy là một cái lý do nó khác ha. Rồi chứng khó nuốt rõ ha, đầy hơi cũng rõ, không có gì phải bàn rồi. Rồi nôn đa máu, rồi đây nó cũng nằm trong cái hệ thống của tiêu hóa. Xuất huyết trực tràng thì nó mới có màu máu đỏ tươi, nó khác với lại đại tiện phân đen. Trong trường hợp này thì phân màu đen, và cái chuyện á giữa cái đoạn ruột non với đoạn ruột già thì cái màu nó sẽ khác nhau. Ở đây á là chia sẻ với chúng ta là hai cái ha, xuất huyết trực tràng thì màu đỏ tươi, còn đại tiện phân đen thì lúc này là phân máu ở trong phân nó đã bị tiêu hóa và nó dẫn đến cái màu nó sẽ thay đổi, nó không còn màu đỏ tươi như là xuất huyết trực tràng nữa. Táo bón dai dẳng là từ cái táo bón ở trên á, mà nếu không điều trị thì nó sẽ dẫn đến cái táo bón dai dẳng này, và từ đó nếu không can thiệp nó làm, tại vì nó cứ dồn và nó làm cho cái cơ đó, cái cơ của cái hệ thống tiêu hóa này nó mở rộng ra đó, thì nó sẽ ảnh hưởng ha. Rồi cái chứng ăn nhiều thì nó cũng nằm trong cái hệ thống tiêu hóa. Rồi chứng tăng tiết nước bọt, trào ngược thực quản, và nó có một cái hiện tượng trên lâm sàng cũng hay xảy ra ở trên thú và kể cả người mình cũng vậy các anh chị, đó là đau mót. Tức là muốn đi phân nhưng mà đi không có được, hoặc là đi nhưng mà không có hiệu quả, nó cứ đi một chút ha, mà nó không có ra được hết phân. Thì đấy là nó có những cái từ tiếng Anh rất là khác biệt giữa các cái nhóm này, cho nên là thực sự chia sẻ rất là thật với các chị là soạn cái bài này rất là dày công, vì phải chính xác từng cái thuật ngữ, và muốn chia sẻ với các anh chị một cái bức tranh tổng quan về cái cách tiếp cận lâm sàng, kể cả cận lâm sàng, chút nữa sẽ nói đến cận lâm sàng trên hệ thống tiêu hóa luôn. Thì đây là chính là cái lâm sàng, đây là những cái dấu hiệu mà nó thường xảy ra ở trên thú nhỏ, chó mèo, cụ thể là chó mèo, thì mô tả như vậy để các anh chị hình dung được bản chất của vấn đề. Và khi ta nhận diện trong cái việc tiếp cận lâm sàng, chúng ta sẽ định vị được nó là xảy ra ở những cái cơ quan nào có liên quan. Thì đấy là cái tiếp cận lâm sàng. Tiếp theo, khi ta định vị được nó là bệnh lý ở trên hệ thống tiêu hóa rồi á, thì lúc đó chúng ta sẽ đi theo cái trình tự hồi nãy có chia sẻ ha, thông tin rồi bệnh sử rồi lâm sàng rồi cận lâm sàng đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái bảng gọi là hỏi về bệnh sử. Ở đây tụi tôi cũng liệt kê hết cho các anh chị. Ví dụ như là mình coi thử cái chất nôn nó làm sao. Ăn xong mà nôn á, nó sẽ khác với lại mà ăn xong một thời gian rồi nôn các anh chị ha. Nó có những cái cơ chế liên quan đến nôn nó sẽ khác nhau như vậy. Rồi cái bản chất nôn, ví dụ như bây giờ mà nôn đa toàn là mật xanh mật vàng là chắc chắn là tác động luôn cả cái đoạn là tá tràng rồi. Như vậy là nó không giới hạn lại ở chỉ có ruột, ở dạ dày mà tác động đến ruột. Thì cái bản chất và cái tần suất nôn này là mình cũng phải kiểm tra, kể cả cái chế độ ăn uống và cái môi trường nó làm sao. Chúng ta phải kiểm tra luôn cả về cái dinh dưỡng. Tại vì có nhiều cái lý do mà liên quan đến cái ngộ độc thực phẩm á, thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng nôn đó trên lâm sàng, kể cả tiêu chảy mà kể cả ói mửa. Rồi quan sát đến các bữa ăn, rồi đánh giá cái gọi là
cái bộ câu hỏi mà có liên quan thông qua cái việc đánh giá lâm sàng, đánh giá bệnh sử các chị á, thì cái bộ câu hỏi này nó sẽ liên quan này, ví dụ như là thú cưng á, ăn những loại ăn nào, thức ăn nào, ăn dặm hay riêng dành cho nó, hoặc là cái thú cưng này á là có bổ sung thêm những chất nào nữa hay không, nếu bổ sung thì bổ sung những loại nào, rồi kể cả là sử dụng thuốc thì thuốc nào, thú cưng nó có chơi, mình có cho chơi các cái dụng cụ đồ chơi ra làm sao hay không, rồi những cái thức ăn đó là có ăn thức ăn của người hay không, tại khi có ăn thức ăn của người thì cái việc mà tiếp cận lâm sàng nó sẽ khác để mình loại trừ cái nguyên nhân có thể mà nhiễm từ bên người qua hay không, rồi ngoài ra thì nó còn có tiếp cận các cái nguồn thức ăn đầu khác nữa hay không, cái gì ha. Một vài cái vấn đề chúng ta phải kiểm tra lưu ý thêm cả cái tình trạng mà tiến tụy hoặc là dị vật tắc nghẽn hoặc là ung thư dạ dày, thì trong những cái trường hợp này nó sẽ ảnh hưởng đến tiêu chảy ói mửa rồi nó đau chẳng hạn như vậy, thì chúng ta cũng phải can thiệp để kiểm tra, mà rõ ràng là không phải bệnh lý thực thể hoàn toàn ở trên hệ thống tiêu hóa mà do hệ thống khác nó sẽ có ảnh hưởng. Rồi việc kiểm tra chất nhầy hồi nãy cũng đã trao đổi với các anh chị rồi, tại vì nó sẽ liên quan đó, các cái bệnh lý liên quan đến cái chất nhầy ở trên cái đường tiêu hóa. Rồi chúng ta còn kiểm tra miệng chắc chắn rồi, để có cái hình để đã chia sẻ với các anh chị ha, để đánh giá được là những cái tổn thương nào khác hay không. Rồi chúng ta thông qua cái việc kiểm tra tim đó, chúng ta cũng sẽ đánh giá được một vài vấn đề nó có liên quan đến trên cái hệ thống bệnh của hệ thống tiêu hóa, vì trong một số trường hợp như bệnh lý mà suy bão thượng thận này nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa các anh chị, hoặc là một số trường hợp sốc nhiễm trùng kể cả việc giãn dạ dày này nó sẽ làm thay đổi cái hoạt động của hệ thống tim mạch và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái tổng trạng chung của cơ thể, chúng ta phải đánh giá tổng quát, đánh giá hết. Khi đánh giá thì hồi nãy tôi chia sẻ với các anh chị về cái việc mà sờ cái vùng bụng đó, thì chúng ta lưu ý là cái kích thước hồi nãy đã chia sẻ với các anh chị rồi, cơ quan nào được, cơ quan này không có sờ nắn được đúng không ạ, thì mình coi thử cái kích thước thì sự hiện diện của các cái cơ quan đó, nếu giả sử có xuất hiện khối u thì nó sẽ như thế nào, rồi cái thể tích bụng ra làm sao, rồi cái âm thanh ở vùng bụng mình có thể dùng ống nghe để mình nghe coi thử nó có xuất hiện những âm thanh khác lạ hay không. Chúng ta cũng sẽ kiểm tra luôn cả trực tràng này, khi mà kiểm tra trực tràng á thì chúng ta lưu ý luôn là nó có máu tươi hay không hoặc là máu bầm hay không, cái này nó sẽ liên quan đến là nó tiêu chảy ở cái đoạn nào, ruột non hay ruột già, và trong trường hợp cần thiết thì chúng ta sẽ kiểm tra phân và kể cả đánh giá về đánh giá niêm mạc để chúng ta tìm ra cái sự bất thường về mặt cấu trúc. Và dĩ nhiên chúng ta phải đánh giá về mặt thể trạng, vì thể trạng nó sẽ đánh giá được, nãy có chia sẻ anh em rồi, cái trạng thái của cơ thể, nhưng mà đồng thời cái sự tăng giảm này nó cũng sẽ liên quan đến các cái triệu chứng của bệnh lý của hệ thống tiêu hóa. Thì đây là một cái hình để chia sẻ với các anh chị là các cái dạng thể trạng khác nhau, lý tưởng nhất là ở cái điểm 4, điểm 5 cái hình này ha, tùy theo thực tế mà chúng ta sẽ phân loại các cái nhóm thể trạng nó sẽ khác nhau. Đây, thì đấy là cái tổng quan. Bây giờ mình đi vô cái sâu hơn một chút nữa, đó là cách tiếp cận trên cái hội chứng tiêu chảy như thế nào. Về cái tiêu chảy á, thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta sẽ đề cập đến là phân nhanh, đi nhiều lần và trong phân có nhiều nước. Ba cái tiêu chí này nó rất quan trọng để giúp cho chúng ta can thiệp trong điều trị, làm sao phải giảm cái hiện tượng đi phân nhanh, giảm sự đi phân nhiều lần và giảm cái nước có trong phân. Nhưng mà dựa trên cái định nghĩa chung này á, chúng ta sẽ phân loại các dạng tiêu chảy cấp ở trên chó và mèo. Thì tôi có cái bảng này nè để các anh chị tham khảo ha. Khi đề cập đến cái cách tiếp cận lâm sàng thì phải nêu đến các nhóm nguyên nhân có liên quan đến tiêu chảy cấp, tiêu chảy mãn và liên quan đến ruột non, ruột già. Thì cái bảng này giúp cho chúng ta có một cái nhìn nhận, đó là các nguyên nhân thường xảy ra trong tiêu chảy cấp kể cả chó và mèo được liệt kê ở trên cái bảng này. Kể cả nhóm nguyên nhân truyền nhiễm và nhóm nguyên nhân không truyền nhiễm. Và trong các cái nhóm mà các anh chị thấy ở hàng cuối cùng này, những cái bệnh mà có nguồn gốc ở bên ngoài của cái ruột á, bao gồm viêm tụy tạng, một số bệnh lý ở gan, một số bệnh lý ở thận, một số bệnh lý nhiễm độc và một số bệnh lý nhiễm trùng huyết, nhiễm độc. Thì đây là ở ngoài cái cơ quan hệ thống tiêu hóa mà dẫn đến là tiêu chảy cấp xảy ra ở trên chó và kể cả trên mèo cũng có những hiện tượng như thế này. Vậy thì cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là khi ta nhìn nhận cái vấn đề tiêu chảy, tiếp cận lâm sàng tiêu chảy, chúng ta phải định vị rằng là đâu là cái nhóm mà thực thể trên đường tiêu hóa và đâu là cái nhóm mà ngoài đường tiêu hóa. Thì đấy là cái ý chính mà tôi muốn chia sẻ, bao gồm các nhóm nguyên nhân tiêu chảy cấp,
và các nhóm nguyên nhân tiêu chảy mãn người ta cũng liệt kê khá rõ ràng để chúng ta hình dung được cái câu chuyện về cái tiếp cận lâm sàng của hai cái nhóm này. Cơ chế sinh bệnh tôi không đi chi tiết, nhưng mà sở dĩ tôi có một slide này á, là để muốn nhấn mạnh chúng ta rằng á, là dựa trên từng cái loại bệnh khác nhau, nó sẽ có những cơ chế sinh bệnh khác nhau và buộc chúng ta sẽ có cách điều trị khác nhau. Đó là thông điệp, không nói gì nhiều. Vì cái dạng mà tiêu chảy do tăng tiết dịch nó sẽ khác với lại cái tiêu chảy do cái nhu động ruột, cho nên cái áp dụng các liệu pháp điều trị nó có thể sẽ khác nhau ở trên lâm sàng ha. Và dựa trên cái nguyên lý của cái cơ chế tiêu chảy đó và cái hậu quả của các dạng tiêu chảy vừa nêu ở trên, kể cả cấp và mãn, thì tôi muốn giải thích với anh em mình một cái điểm thế này này. Tại sao lại tôi đặt ra câu hỏi là không phải là tiêu chảy nào cũng làm phải dùng nước hết, bởi vì nó sẽ khác nhau. Ở trong cái trường hợp mà tiêu chảy cấp này á, thì nó chủ yếu là cái rối loạn cái quá trình chuyển hóa nước bằng muối. Và do tại sao như vậy? Bởi vì nó mất nước là chủ yếu, tiêu chảy cấp mất nước. Và khi nó mất nước qua phân như vậy á, thì nó sẽ dẫn đến là cái máu nó sẽ cô đặc, khối lượng tuần hoàn nó giảm và nó sẽ dẫn đến trụy tim mạch. Cho nên trên lâm sàng khi tiếp cận về mặt điều trị, tiếp cận về mặt chẩn đoán trước đã, là mình phải quan sát là cái biểu hiện cái yếu tố sinh tồn á, mạch, và kể cả luôn là cái biểu hiện trên hệ thống tuần hoàn để và niêm mạc nữa, để mình xác định xem cái mức độ ảnh hưởng của cái tiêu chảy cấp này đã dẫn đến cái rối loạn của hệ thống tuần hoàn, dẫn đến cái trụy tim mạch chưa. Và từ đó nó sẽ liên quan đến cái ý nghĩa trong cái việc chẩn đoán rồi á, thì liên quan đến điều trị. Có nghĩa là trong những trường hợp tiêu chảy cấp như vậy, buộc ta phải chống cái trụy tim mạch. Mà chống cái trụy tim mạch này là chống cả trên triệu chứng và chống trên cả nguyên nhân, để làm sao dẫn đến con thú không bị mất nước. Đó, cái bài này nó có tính chất tổng hợp lại khi nói đến tiếp cận lâm sàng và thông qua một cái ca như vậy. Thì tôi muốn chia sẻ như thế để anh em mình rõ hơn. Và nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Khi mất nước qua phân thì nó sẽ dẫn đến là mất đi những hú kiềm của dịch tụy, của dịch mật, dịch ruột, và dẫn đến nhiễm axit. Cho nên các chị thấy rằng là trong cái trường hợp của tiêu chảy cấp buộc phải vừa bổ sung nước mà phải bổ sung cấp điện giải là như vậy. Chứ nếu không là không được. Và cái hậu quả của cái tiêu chảy cấp này nó sẽ dẫn đến cái rối loạn huyết động học, nếu mà không bổ sung nước, không bổ sung cấp điện giải, và nó làm cho cái tình trạng này nó càng ngày nó càng nặng thêm. Và khi nó nặng thêm như vậy thì gây nhiễm độc thần kinh và nó gây ra giãn mạch. Và khi nó giãn mạch thì nó sẽ dẫn đến là tăng cái rối loạn huyết động học, và cái vòng xoắn bệnh lý nó cứ xảy ra càng ngày càng trầm trọng hơn nếu như mình không can thiệp. Thì đấy là bản chất của tiêu chảy cấp mà chúng ta phải truyền dịch và kèm theo các điện giải. Nhưng ngược lại tiêu chảy mãn á, nó không phải vậy, tại vì tiêu chảy mãn nó không gây ra mất nước các anh chị, không gây ra mất nước, mà chủ yếu là nó làm gì? Chủ yếu là nó sẽ kéo dài và nó sẽ dẫn đến rối loạn hấp thu. Và từ đó rối loạn hấp thu nó dẫn đến thiếu protein, thiếu vitamin, thiếu các cái muối, đúng không? Và nó dẫn đến cái hậu quả là con chó con mèo thú nói chung sẽ suy dinh dưỡng, thiếu máu, còi xương. Cho nên các chị thấy ứng dụng của trường hợp tiêu chảy mãn trong trường hợp này đâu có phải là dùng nước để can thiệp, mà chúng ta sẽ điều trị với nhau là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu về mặt lâm sàng, tiếp cận lâm sàng, đó chính là chúng ta phải can thiệp về mặt dinh dưỡng, can thiệp làm sao để chống cái thiếu máu và chống cái còi xương. Thì đấy là cái bản chất thì tiếp cận lâm sàng chúng ta cần lưu ý. Cái bản này sẽ giúp cho chúng ta, các anh chị ha, bản này sẽ giúp cho chúng ta là sự khác biệt về dấu hiệu lâm sàng giữa tiêu chảy ở ruột non với ruột già. Các anh chị sẽ thấy có những cái điểm nó rất là khác nhau. Nếu nói về thể tích thì ở ruột non thường là tăng, nhưng mà ở ruột già thì thường giảm. Tại vì ở đoạn ruột già là chức năng nó tái thu nước mà, điều đó dễ hiểu. Các anh chị sẽ thấy rằng là nếu nói về cái chất nhầy thì nó sẽ thường xuyên ở ruột già và ruột non là hiếm khi. Nếu nói về cái phân đen thì các anh chị sẽ thấy rằng là ở ruột non thì nó có thể có phân đen, còn ruột già thì lại không. Mà ruột già thường là sẽ có máu tươi. Hồi nãy có cái hình hồi nãy rất là rõ, từ cái đoạn trực tràng, cái đoạn sâu đó, thì nó khi nó ra nó xuất huyết ở đó thì máu nó vẫn chưa có tiêu hóa, tức là cái tế bào hồng cầu nó chưa có vỡ, cho nên là nó vẫn còn có cái màu đỏ tươi. Nhưng mà ngược lại ở cái đoạn ruột non á thì nó di chuyển một đoạn dài cho máu nó bị tiêu hóa đi, hồng cầu nó bị vỡ đi, cho nên nó sẽ phóng thích ra cái nhân hem sắc hemoglobin, cho nên tạo ra cái màu phân đen. Cho nên cái bản này á, về mặt lâm sàng và tiếp cận lâm sàng sẽ rất là có giá trị với chúng ta, để chúng ta sẽ so sánh được cái ruột non, bệnh lý xảy ra ruột non ruột già. Các anh chị sẽ đặt ra câu hỏi à, khác nhau như vậy thì để giải quyết được câu chuyện về bệnh lý ruột non ruột già, câu trả lời là nằm ở cái bản sau đây. Ở đây là một vài cái hình ảnh thôi, chia sẻ với các anh chị để minh họa về các cái dạng tiêu chảy ở trên trên chó như hồi nãy giờ đã chia sẻ ha.
Ví dụ như ở đây là một cái ca mà nó chưa chảy phân máu khá là rõ đó, thì đây còn cái màu phân đen này đó. Rồi ở đây là phân nhầy nhớt này, và nó thường là xảy ra ở cái dạng là tiêu chảy mãn, ví dụ vậy. Rồi đây đó, cái câu trả lời dành cho các anh chị nằm ở chỗ này đây. Cái tiêu chảy cấp mà không có triệu chứng toàn thân, chúng ta sẽ thấy một loạt các cái nguyên nhân có thể dẫn đến tiêu chảy cấp mà không có triệu chứng toàn thân. Cụ thể là nó chỉ xảy ra ở trên hệ thống tiêu hóa, mà thường á, cái nhóm nguyên nhân này chúng ta sẽ thấy dấu hiệu là ói mửa là chủ yếu, bao gồm cả thay đổi thức ăn này, nó không dung nạp được cái thức ăn trên chó mèo, một số trường hợp ăn uống không đầy đủ, một số trường hợp ký sinh trùng. Còn ở những cái giai đoạn mãn tính thì nó sẽ biến đổi tùy theo ha. Cái đây là tiêu chảy cấp mà không có triệu chứng toàn thân. Còn ở trường hợp tiêu chảy cấp ở ruột có triệu chứng toàn thân thì nhiều lắm các anh chị. Cho nên là tôi tổng hợp thành một vài cái slide để cung cấp cho chúng ta để có một cái nhìn đa chiều, và tôi hy vọng rằng cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị em mình trong thực hành lâm sàng. Hồi nãy mình đã phân biệt được là cái tiêu chảy xảy ra ruột non với ruột già rồi, có nghĩa là đôi khi nó cũng không có rạch ròi là thực sự hoàn toàn ruột non hay thực sự hoàn toàn ruột già các anh chị, nhưng mà ít ra mình có cái nhóm tiêu chí hồi nãy để mình phân biệt là có khả năng xảy ra ruột non, có khả năng xảy ra ruột già. Và bây giờ nếu giả sử nó có khả năng xảy ra ruột non trong cái trường hợp cấp tính mà có dấu hiệu toàn thân thì những bệnh lý mà có thể dẫn đến là gì? Đó, mục tiêu tôi muốn nói là như vậy. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy là cái nguyên nhân ngoài dạ dày ruột ra nha, ngoài dạ dày ruột, hồi nãy mình có cái bảng đó rồi, cái bảng ngoài dạ dày ruột mà tôi có liệt kê là bệnh gan, bệnh thận rồi đó. Đó, thì bây giờ đi chi tiết này. Đó, thì các anh chị thấy bệnh gan, đường giáp, suy bẩn thận như viêm tụy là nó gây ra tiêu chảy, ói mửa, cái gì đó, đau cái bụng bụng rất là rõ, ví dụ như vậy. Hoặc là suy cái bỏ thượng thận này này cũng vậy. Và trong trường hợp này mình kiểm tra cái nhịp tim nó sẽ rất là yếu, cái nhịp đập nó yếu lắm, thể trạng nó yếu lắm, ví dụ như thế đó. Thì ở đây các chị sẽ thấy là có 6 cái nhóm nguyên nhân mà ngoài ruột mà có thường kết hợp đi kèm với tiêu chảy cấp ở ruột non, ở trên chó và có triệu chứng toàn thân đó. Trong cái bản hồi nãy, cái bản tiếng Anh hồi nãy có nói đó, ngoài cái dạ dày ruột ra đó, thì đây là cái bản để cung cấp cho chúng ta, nên tôi không có đi chi tiết. Các anh chị nhìn ở slide thì các anh chị cũng đã thấy rồi ha. Ở đây tôi chỉ nói một ví dụ thôi, ví dụ giờ đây nó là suy tim phải này đó, thì suy tim là nó là một cái bệnh lý trên hệ thống tim mạch, và cuối cùng á nó dẫn đến cái tiêu chảy cấp ở ruột non và có triệu chứng toàn thân. Vì cái dấu hiệu lâm sàng của cái suy tim phải này á, nó có thể dẫn đến là rối loạn chức năng của các cơ quan ngoại vi. Và cái chuyện nó chán ăn, nó ói mửa, nó tích nước, nó thể tiêu chảy như thế này, thì nó lại có những cái biểu hiện chính như thế này. Và các chị thấy là khi mà nó biểu hiện chính, nó gây ra các cái rối loạn ở chức năng gan và chức năng ở hệ thống tiết niệu như thế này, thì chắc chắn là nó sẽ làm xáo trộn cái chức năng của hệ thống tuần hoàn. Ví dụ như rối loạn cái chức năng gan này, gan là một phần của hệ thống tiêu hóa chứ, rối loạn chức năng của tiêu hóa thì gan là một phần của hệ thống tiêu hóa, thì trong trường hợp này nó dẫn đến cái rối loạn trao đổi chất, thì cái chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng đã rõ rồi, kể cả nó ảnh hưởng luôn cả cái hệ niệu nữa đó. Thì các anh chị thấy rằng, cho nên á mới nói rằng là khi cái cách tiếp cận lên lâm sàng là rõ ràng là nó một nằm trong một mối tương quan với lại các hệ thống cơ quan khác của cơ thể. Ngoài ra thì nó còn có một số cái nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là nhiễm trùng, thì cái nhóm nhiễm trùng do cái bệnh truyền nhiễm thì hồi nãy cũng đã chia sẻ với chúng ta rồi, tức là nguyên nhân nguyên phát là tại dạ dày ruột, hồi nãy là ngoài ruột, còn đây là tại ruột, thì cũng đã chia sẻ, nó có cái bản hồi nãy thì các anh chị có thể tham khảo thêm ha. Rồi ngoài viêm nè, viêm ruột tắc nghẽn ở trên người mình bây giờ cũng có cái hội chứng mà viêm ruột kích thích đó các anh chị, chó mèo cái đây là cũng dẫn đến ói mửa rồi đi tiêu chảy, hoặc là đi phân nhiều lần, ví dụ vậy, thì cái hội chứng này cũng khá là thường xảy ra. Đấy, thì đây là cái nhóm nguyên nhân mà gọi là nguyên phát tại dạ dày ruột ha. Rồi tiêu chảy ruột non có triệu chứng toàn thân nữa, thì những cái bệnh liên quan là tiêu chảy mãn á, thì những cái bệnh liên quan hồi nãy có tiêu chảy cấp mà không can thiệp, không điều trị tới nơi đến chốn, thì có thể dẫn đến cái tiêu chảy mãn có triệu chứng toàn thân. Cái bản này cũng chia sẻ với anh em mình ha. Rồi, tương tự như vậy, cái nhóm mà ngay tại nguyên phát ở dạ dày ruột thì cũng có những cái nhóm vi sinh vật như nãy đã chia sẻ ở trên, mà nếu không can thiệp thì sẽ dẫn đến cái tiêu chảy mãn và có triệu chứng toàn thân. Đó, thì cái đây là cái tiến trình của nó thôi, giữa cấp tính và mãn tính thì nó parallel với nhau, thì tôi không có giải thích chi tiết nữa ha, nó đã có mô tả hết rồi. Tôi hy vọng là những cái bản này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái công việc chẩn đoán trên lâm sàng.
Rồi, còn cái nguyên nhân mà gây tiêu chảy mãn ở ruột già thì nó gom lại thành 6 cái nhóm này. Trong trường hợp là không dung nạp thức ăn, trong một số trường hợp nhiễm, viêm ruột, ung thư, một số trường hợp nó tắc nghẽn cái lòng ruột hay là do viêm, thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái biểu hiện lâm sàng của tiêu chảy mãn tính ở ruột già có thể xảy ra do các nhóm nguyên nhân này. Và khi chắc chắn rằng là nếu giả sử cái tiêu chảy mãn như vậy, nó sẽ làm rối loạn cái hệ thống microbiota, để có chia sẻ anh em rồi. Và khi mà nó rối loạn hệ thống microbiota này á, là cái đáp ứng miễn dịch bẩm sinh này nó thay đổi, và nó dẫn đến là một loạt các cái cơ chế hậu quả của nó thì đang đã rõ trong những cái trường hợp là tiêu chảy mãn tính. Chúng ta đi đến cái phần cuối, đó chính là cái phần khám tiếp cận lâm sàng thông qua hỏi bệnh, thông qua khám lâm sàng và thông qua xét nghiệm cận lâm sàng. Thì liên quan đến hỏi bệnh của hệ thống tiêu hóa thì ở đây đề cập ở trên. Tuy nhiên khi đề cập đến hệ thống tiêu chảy thì nó đi chi tiết hơn một chút nữa, liên quan đến cái việc xuất hiện cái dấu hiệu tiêu chảy đó, hoàn cảnh xuất hiện, số lần, tính chất, số lượng phân để chúng ta kiểm tra. Và đặc biệt là trong cái bài này tôi cũng gửi cho các anh chị một bộ câu hỏi, nó có 20 câu các anh chị, thì sẽ gửi cho các anh chị để tham khảo. Ví dụ như là khởi phát rồi có xảy ra ở thu cát hay không, rồi chó có đi đến các cái công viên, các cái biểu diễn hay là các cái cửa hàng thú cưng vân vân các anh chị ha. Đó, rồi có tiếp cận cái nguồn nước ao hồ, môi trường sống ra làm sao, giống là gì, rồi nó có nhiễm hay nó ăn phải bất kỳ một cái thức ăn nào khác ngoài hay không. Đó, đó con, trong trường hợp này nếu mà giả sử có sử dụng kháng sinh thì đã sử dụng kháng sinh gì rồi, hiệu quả là làm sao trong cái việc điều trị, rồi cái môi trường của nó tiếp xúc ra như thế nào. Đó, rồi liên quan đến cái chế độ ăn mình cũng phải hỏi, đã mô tả cho rồi ha. Rồi mô tả cái biểu hiện tiêu chảy từ người chủ nuôi ra làm sao, rồi kích thước và khối lượng phân, rồi kể cả cái tính chất đồng nhất của phân, rồi cái lượng nước trong phân, rồi cái hình thái khuôn hình của phân, nó nhiều lắm các anh chị, để chúng ta có một cái nhìn tổng thể ha. Rồi có cái lần nào mà đi phân bình thường trong ngày không, nếu là đã tiêu chảy rồi thì phân có nhiều dạng khác nhau như vậy, nhưng mà có cái lần nào ở trong ngày á, cái ruột tự nhiên nó, cái chức năng nó trở nên bình thường và nó đi phân bình thường hay không, hay là toàn bộ quá trình nó là bị đi tiêu chảy hết. Đó, người ta cũng phải hỏi để đánh giá. Rồi tần suất đi ra làm sao, có máu hay không, có chất nhầy hay không, thời điểm. Rồi nếu là mèo á thì mình kiểm tra xem cái chỗ đệm lót của nó ra làm sao, nó có phóng uế gần hay xa cái chỗ nào đó hay không, tại vì thường nó hay giấu ha. Rồi các cái triệu chứng khác nó liên quan đến triệu chứng toàn thân, thì đây là nguyên một cái bộ câu hỏi để tiếp cận về cái điều tra bệnh sử ha các chị ha. Rồi về khám bệnh á, thì chúng ta sẽ tiếp cận lâm sàng. Ở trong cái lâm sàng thì nãy giờ đã chia sẻ với các anh chị rồi, chúng ta quan tâm đến cái triệu chứng toàn thân, khu trú ở hệ thống tiêu hóa, trong đó chúng ta đến cái phần khám thân. Vì sao? Vì mình đã xác định nó là tiêu chảy rồi mà, cho nên là nó sẽ liên quan đến cái phần khám thân trực tiếp. Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ khám thông qua các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Thì với cái xét nghiệm cận lâm sàng này á, thì nó sẽ bao gồm là xét nghiệm phân này, hiện nay là trong thực tế là vẫn hay làm, các anh chị vẫn hay làm này, rồi xét nghiệm máu, rồi xét nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa, xét nghiệm thăm dò chức năng và xét nghiệm thăm dò hình thái. Thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là cái bản á, đầu tiên là các cái chẩn đoán cái tiêu chảy cấp mà không có dấu hiệu toàn thân này là quay ngược lại các cái nhóm mô tả ở trên, cho nên không đi chi tiết nữa. Nhưng mà cái nhóm số 2 là phải phân tích này. Các anh chị sẽ thấy rằng là cái xét nghiệm máu á, mà hỗ trợ cho cái tiêu chảy cấp, tiêu chảy mãn có dấu hiệu toàn thân là có ý nghĩa như thế này. Tôi lấy ví dụ nha. Các anh chị sẽ thấy là trong trường hợp mà tiêu chảy mà nghi ngờ do stress và tắc ruột thì lúc đó xét nghiệm mình sẽ thấy bạch cầu lympho nó sẽ giảm. Hoặc trong trường hợp chúng ta nghi ngờ rằng cái tiêu chảy đó do bacillus, hoặc một số trường hợp là nhiễm trùng huyết, thì chúng ta sẽ thấy là cái số lượng bạch cầu nó giảm. Bởi vì sao? Bởi vì đa số các bệnh do virus thì tổng số bạch cầu có khuynh hướng nha, gọi là khuynh hướng đó nha, khuynh hướng giảm. Đó. Còn những bệnh do vi khuẩn thì lại có khuynh hướng tăng, ví dụ như vậy. Hoặc là trong cái những cái trường hợp mà viêm ruột cấp thì khuynh hướng của nó là bạch cầu đa nhân trung tính, nó cái số lượng bạch cầu nó sẽ tăng. Và trong đó mà viêm cấp mà do vi khuẩn nữa thì bạch cầu đa nhân trung tính nó sẽ tăng lên, ví dụ như vậy. Hoặc là các chị thấy rằng những cái tiêu chảy mà do nhiễm ký sinh trùng thì lúc đó mình xét nghiệm mình sẽ thấy rằng là bạch cầu eosinophil nó sẽ tăng lên. Thì đây là cái bảng chỉ tiêu xét nghiệm máu mà tôi muốn chia sẻ để làm cơ sở trong cái việc tiếp cận cái cận lâm sàng. Rồi cái nhóm chỉ tiêu thứ hai á, là nhóm chỉ tiêu xét nghiệm sinh lý. Ví dụ như người ta thấy rằng trong những cái trường hợp mà tiêu chảy thì chắc chắn xét nghiệm các ion điện giải nó sẽ rối loạn.
nó sẽ không theo cái gọi là cái công thức của cái ông điều giải. Tôi không biết là hiện nay thì các phụ mặt mình là mức độ như thế nào, nhưng mà hầu như ở trên cận lâm sàng người ta đều xét nghiệm được gọi là y ông đồ để xác định các mức độ rối loạn y ông điện giải mà người ta sẽ bổ sung cho nó phù hợp trong các cái ca tiêu chảy à, thì đó là xét nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa. Rồi cái nhóm thứ ba là xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm phân, các xét nghiệm khác. Xét nghiệm khác này sẽ liên quan đến cái chẩn đoán hình ảnh hồi nãy có nói với các anh chị đó, kể cả siêu âm, kể cả X quang, kể cả nội soi, để hỗ trợ cho cái phương pháp tiếp cận lâm sàng thì chúng ta phối hợp lại với nhau để chúng ta chẩn đoán. Còn trong trường hợp mà nếu mà tiêu chảy cấp mãn mà ở ruột già, hồi nãy là ruột non thì giờ ở ruột già, thì trong trường hợp này nó cũng có những cái điểm khá là tương đồng thôi, nhưng mà tôi cũng tách ra để chúng ta hình dung. Ví dụ như nếu giả sử viêm ruột hoặc nhiễm trùng này thì lúc đó là cái số lượng bạch cầu nó sẽ tăng chẳng hạn như thế. Còn nhiễm ký sinh trùng thì đương nhiên là cái bạch cầu eosinophil nó sẽ tăng lên. Rồi một vài trường hợp thì lưu ý đến xét nghiệm sinh hóa, nhưng mà với những cái ca mà tiêu chảy cấp và mãn á, thì xét nghiệm sinh hóa thường không có ý nghĩa, cho nên là ít khuyến cáo các anh chị. Thường là đối lại cái nhóm mà tiêu chảy ở ruột non á, thì người ta thường làm các cái chỉ tiêu sinh hóa hơn á, so với lại các cái tiêu chảy cấp mãn mà ở ruột già ha. Okay. Phần cuối cùng là đi đến phần điều trị, thì nguyên tắc của cái điều trị á, trên cái bệnh lý trên hệ thống tiêu hóa thì ta loại bỏ cái mầm bệnh và ta dùng các cái thuốc hỗ trợ và can thiệp vào triệu chứng. Mục tiêu là làm sao nó phải giảm đau, và sau khi điều trị xong thì nó phải phục hồi cấu trúc và nó làm lành các cái tổn thương. Thì đấy là cái nguyên tắc chung ha. Và trong cái nguyên tắc chung này thì tôi muốn gửi các anh chị cái thông điệp là gì? Một loạt các nguyên nhân ở trên các anh chị phải kiểm soát cho được. Cái thứ hai, nếu đã dùng thuốc thì ta phải cân bằng được nước và điện giải trong trường hợp cấp tính, để làm sao kiểm soát được cái hệ vi sinh vật đường tiêu hóa. Dĩ nhiên trong cái trường hợp mà mãn tính thì cái bổ sung cái men là chuyện đương nhiên để kiểm soát, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn là cân bằng. Thì nãy giờ đã chia sẻ cái sự cân bằng đó rồi. Trong một số trường hợp thì chúng ta can thiệp vào các triệu chứng để làm sao giảm thiểu cái tỷ lệ tử vong do rối loạn huyết động học dẫn đến trị tim mạch hoặc là nhiễm độc. Thì đấy là những cái điểm mà lưu ý. Còn đương nhiên điều trị trên cái hệ thống tiêu hóa này, ta phải sử dụng cái thức ăn cho nó phù hợp để giúp cho cái cân bằng được cái nội môi và đảm bảo được cái năng lượng cho cơ thể. Với nguyên lý của điều trị tiêu chảy cấp, tôi chỉ nhắc lại ba ý thôi. Đó là vì mất nước mất muối cho nên phải truyền nước và bổ sung ion điện giải. Vì nó bị trị tim mạch cho nên phải chống trị tim mạch. Còn nguyên nhân là chuyện đương nhiên phải điều trị. Với điều trị tiêu chảy mãn, nguyên lý của nó hồi nãy dựa trên cái hậu quả là nó gây ra suy dinh dưỡng, mất vitamin, mất cái gọi là cái cân bằng dưỡng chất, cho nên buộc chúng ta phải cân bằng nó bằng cách là chống suy dinh dưỡng, bổ sung vitamin và có cái chế độ ăn một cách cân đối. Nguyên lý chung để điều trị ở cái nhóm mà không có cái dấu hiệu lâm sàng thì cũng đã được đề cập ở đây, đặc biệt là nếu giả sử có những cái trường hợp mà chỉ định là có nghi ngờ là ký sinh trùng á, thì chúng ta sẽ sổ dung chống tiêu chảy và có thể giảm ăn hay không ăn tùy theo cái lâm sàng nó diễn ra. Còn với cái nhóm mà có dấu hiệu toàn thân thì lúc đó dựa trên cái biểu hiện, tại cái dấu hiệu toàn thân nó sẽ khác nhau tùy theo từng nguyên nhân. Các anh chị nãy đã hình dung được rồi, cái nhóm là tại dạ dày ruột và cái nhóm ngoài dạ dày ruột, cho nên là cái tiêu chảy cấp mà ở ruột non và dấu hiệu toàn thân nó sẽ tùy theo cái nguyên nhân, cho nên mình sẽ can thiệp theo từng cái nhóm nguyên nhân như vậy. Nhưng mà nguyên lý chung thì cũng đã liệt kê ở trong cái slide này để người ta thấy. Điều trị triệu chứng, điều trị cái nguyên nhân gây viêm, nếu là do vi khuẩn thì phải sử dụng kháng sinh. Chúng ta phải bổ sung các cái dưỡng chất hay là các cái thành phần mà nó bị thiếu do cái quá trình tiêu chảy cấp đẩy ra ngoài thì chúng ta phải can thiệp. Còn cái nguyên lý mà áp dụng cái điều trị tiêu chảy mãn thì nó cũng giống như là cái nguyên lý ở trên á, nãy tôi có trao đổi rồi ha, cung cấp vitamin, chế độ ăn uống phù hợp, cân bằng dinh dưỡng ha. Về các cái loại thuốc mà điều trị tiêu chảy thì tùy theo cái thực thể nó xảy ra mà chúng ta can thiệp cho nó phù hợp thôi. Ví dụ như ở đây là các cái dung dịch bù nước, rồi các cái dung dịch mà giảm cái nhu động ruột, các loại thuốc mà giảm nhu động ruột, rồi các cái thuốc mà kháng tiết dịch. Liên quan đến trường hợp của cái sản phẩm từ vi khuẩn này nó nhiều loại nha. Ở đây tôi chỉ ghi là lactobacillus nhưng mà nó nhiều loại lắm. Thì để mà cân bằng được cái hệ vi sinh vật đường ruột, bảo vệ được cái hệ vi sinh vật đường ruột ha.
Đối với lại liệu pháp truyền dịch thì chắc chắn rồi, chúng ta phải can thiệp. Nhưng mà trong cái liệu pháp truyền dịch này á, thì chúng ta lưu ý là phải thực hiện đúng được ba cái bước này. Chúng ta dựa trên bệnh sử, chúng ta dựa trên cái lâm sàng, đặc biệt là cái kiểm tra đàn tính của da đó, để từ đó chúng ta biết được là cái mức độ của nó như thế nào, chúng ta đánh giá cho nó chính xác ha. Thậm chí một số trường hợp là chúng ta phải chẩn đoán phòng thí nghiệm, và hồi nãy có chia sẻ một ý là ion đồ đó, nó cũng là một cái bước chẩn đoán phòng thí nghiệm đó, để chúng ta xác định được là nó mất những ion nào mà chúng ta can thiệp trong cái quá trình mà truyền dịch ha. Đó là những nguyên lý chung ha. Bài hôm nay là đi những nguyên lý chung. Một vài cái trường hợp chúng ta lưu ý là ngộ độc nước. Thực ra cái điều trị trên lâm sàng này cũng không đến nỗi là tới ngộ độc nước, nhưng mà khi nói đến liệu pháp truyền dịch, người ta vẫn nhắc với chúng ta rằng là cái ngộ độc nước khi mà cái lượng nước cung cấp quá lớn thôi. Chứ còn bây giờ là người ta đã tính được cái lượng nước mất người ta bổ sung, thì cái ngộ độc nước thì nó hiếm khi xảy ra. Nhưng mà vẫn chia sẻ với các anh chị cái điểm này để chúng ta thận trọng ha. Còn probiotic thì chắc chắn ta rõ rồi, cái câu chuyện là bổ sung nó là sẽ mang lại cái lợi ích cho sức khỏe thú cưng. Và rất là nhiều cái chế phẩm ta chứa nhiều loại cái vi sinh vật khác nhau, tùy theo cái sản phẩm phù hợp với lại cái điều kiện ở mỗi quốc gia, mỗi vùng miền, trong cái việc mà can thiệp hỗ trợ cái probiotic. Với probiotic thì chắc chắn là nó sẽ làm thay đổi cái hệ vi sinh vật thường trú. Nãy có nói microbiota rồi đó, để nó giúp cho cái sự phát triển của vi sinh vật thường trú và nó cân bằng thông qua cái tương tác. Các anh chị biết sao không? Cái probiota, cái microbiota này á, là bây giờ người ta nghiên cứu đến cái tương tác với cái tế bào biểu mô á, và nó tạo ra rất nhiều cơ chất, và những cái cơ chất khác nhau nhưng mà nó tác động trên cái biểu mô niêm mạc và nó kích hoạt hệ thống miễn dịch bẩm sinh ở trên cái bề mặt trên đường tiêu hóa. Cho nên á, nhờ những cơ chế như vậy nó sẽ giúp cho hạn chế được cái sự gây bệnh trực tiếp, gián tiếp thông qua cái sự tiếp xúc và biểu mô của các vi sinh vật gây bệnh. Probiotic hiện nay người ta đi rất là sâu các anh chị đó, rất là sâu. Lý do tại sao vậy? Bởi vì khi mà đã nghiên cứu về cái đặc điểm vùng thể của microbiome, hồi nãy có rồi, về gen, về các sản phẩm chuyển hóa gen và sự tương tác đó, cho nên cái giá trị nó rất là lớn. Do đó chắc chắn một cái chuyện rằng là bổ sung nó sẽ làm tăng cái sức khỏe rừng ruột với các cái vai trò như đã chia sẻ, và trên slide này tôi cũng xin nhắc lại cái ý chính như vậy. Khi ta thay thế được cái sản phẩm probiotic này bổ sung vào, nó sẽ giúp cho can thiệp cái sự bám dính vào biểu mô niêm mạc, và đặc biệt là nó cũng có một cái vai trò nữa là nó cảm ứng trong cái việc sản xuất chất nhầy á. Và nãy cái chất nhầy, thực ra các anh chị biết ha, cái chất nhầy á là khi mà bị bệnh á thì nó tăng tiết lên quá mức thì cái đó là không tốt rồi, nhưng bình thường các anh chị thấy là trong cái biểu mô niêm mạc của đường tiêu hóa luôn luôn có một lượng chất nhầy vừa phải hợp lý. Và cái vừa phải hợp lý đó là nó ngăn cản cái sự xâm nhập của các mầm bệnh thông qua cái biểu mô niêm mạc đường tiêu hóa, nó hay lắm. Thì cái probiotic nó cũng có một cái vai trò như vậy. Rồi, các cái cơ chế này thì tôi sẽ không nói chi tiết nữa, nhưng ở slide này nó có một ý mà tôi muốn nhấn mạnh, đó là chính cái probiotic này nó sẽ làm giảm thiểu cái sự biểu hiện và sự sản xuất của các cái gen độc tố do bởi các nhóm vi sinh vật ở trên đường tiêu hóa như Salmonella, E. coli hoặc Clostridium perfringens. Ba cái nhóm này là khá là phổ biến trên đường tiêu hóa, cho nên là khi nó cân bằng được cái probiotic, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, hỗ trợ cho thú nuôi của chúng ta, và hạn chế được các cái nhóm vi sinh vật mà có hại trên đường tiêu hóa như thế này các anh chị. Cái cơ chế thôi, cái slide này là chia sẻ với các anh chị về các cái cơ chế hiệu ứng của probiotic để giúp cho hỗ trợ trên cái đường tiêu hóa. Và cái hình này là hình kết lại thôi, vai trò của probiotic để kích hoạt cái hệ thống miễn dịch, các anh chị thấy không? Cái T cell này, một loạt các cái tế bào miễn dịch ở đây, và từ đó nó sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống đường tiêu hóa rất là tốt luôn. Như vậy thì tôi vừa chia sẻ với các anh chị toàn bộ cái câu chuyện hôm nay về việc tiếp cận và phân loại cái ca bệnh. Thì cái thông điệp cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh em mình đó là với cái sự tiếp cận và phân loại ca bệnh này, nếu chúng ta làm dựa trên được trên một cái cơ sở khoa học, dựa trên một cái kinh nghiệm thực tiễn, dựa trên một cái việc cập nhật các thông tin mới, nó sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh một cách chính xác, và từ đó chúng ta sẽ áp dụng được các liệu pháp điều trị hợp lý, nó mang lại cái hiệu quả cho cái việc điều trị nó sẽ cao hơn, và từ đó sẽ giúp cho con thú thực sự được khỏe mạnh, thoải mái và hạnh phúc giống như tôi nói ngay từ đầu luôn. Tại đó là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Và rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian gần như 2 tiếng đồng hồ để nghe cái phần chia sẻ của tôi. Mong rằng là nó hữu ích với chúng ta. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Xin mời bên bộ phận kỹ thuật ạ. Thì bên VBD mà nhưng có trục trặc gì hay sao ta? Cảm ơn các bạn, cảm ơn các anh chị rất là nhiều, rất là quan tâm đến cái phần chia sẻ vừa rồi. Mọi người khen hay là vui rồi. Hy vọng là ứng dụng được trong thực tế. Dạ, em cảm ơn thầy rất là nhiều với phần chia sẻ vừa rồi. Và trước khi chúng ta quay trở lại với thầy Toàn về những cái câu hỏi mà thầy sẽ nêu ra trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là tổng hợp lại những kiến thức và những thông điệp thầy chia sẻ, và đặc biệt nữa sẽ có một phần về ca bệnh tình huống nữa rất là hấp dẫn ở phía sau, thì trước khi đến những cái phần về nội dung đó thì kính mời quý vị cùng theo dõi ít phút qua phần giới thiệu của thạc sĩ Phạm Minh Thư, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vimedim, về một vài sản phẩm của Vimedim có thể sử dụng hỗ trợ trong việc xử lý bệnh về tiêu hóa. Xin mời thạc sĩ Minh Thư ạ. Trước tiên là em xin cảm ơn thầy về cái bài của thầy rất là hữu ích ạ, về giúp ích rất là nhiều cho chuyên môn của tụi em. Thì hôm nay thông qua đây thì em xin giới thiệu với các bạn một số sản phẩm mà của có thể hỗ trợ trong vấn đề mà điều trị tiêu chảy cấp trên chó mèo. Thì đầu tiên thì mình muốn giới thiệu với tất cả các bạn là cái sản phẩm Docaline. Thì về cái quá trình mà chắc các bạn đã quá quen với cái việc mà mình bổ sung chất điện giải trong quá trình điều trị bệnh đường tiêu hóa rồi. Như hồi nãy thầy cũng đã giới thiệu về cái tầm quan trọng của sự bổ sung các chất điện giải trong bệnh tiêu chảy cấp trên chó mèo. Thì ngoài cái việc mà mình cung cấp cho con vật khi cung cấp theo bằng cái đường truyền á, thì mình cũng có thể cung cấp dung dịch uống theo cái đường uống. Thì giờ mình sản phẩm này thì mình sẽ được sử dụng trong những cái trường hợp như là chó mèo khi mà xảy ra trong ban đêm, hoặc là mình không có thể đem tới được cho phòng khám được mà đi cái tần suất tiêu chảy quá nhiều, mất nước nhiều, thì mình có thể pha và cho uống. Thì vì vậy mà những cái hiệu quả của các ion, giờ các cơ chế thì thầy cũng đã có nói rồi, thì mình chỉ xin giới thiệu thêm về cái ưu điểm nổi bật của sản phẩm. Thì ngoài các ion cố định như là sodium, potassium, lauryl, thì trong sản phẩm còn có được bổ sung thêm luco và ricin, chiếm một cái hàm lượng lớn trong cái trong gói sản phẩm này. Thì ngoài cái việc mà luco và glycerin á, thì nó sẽ là cung cấp được năng lượng trong cái giai đoạn mà con vật mình chưa có được bị mất sức trong giai đoạn bệnh. Thì hai chất này nó còn được hấp thu tích cực đồng thời theo cái kênh sodium, thì nó sẽ làm giảm mất nước và chất điện giải mà qua thành ruột, thì sẽ làm hạn chế được cái việc mà thất thoát điện giải qua phân, qua dịch ói. Và đến sản phẩm thứ hai thì mình xin giới thiệu với tất cả các bạn là sản phẩm Gastrogel. Thì với cái sản phẩm này thì thành phần chính của sản phẩm của mình đó là sữa lên men. Và đây là sữa sẽ được lên men bởi các nhóm vi sinh vật có lợi và nấm men, thì tạo ra các chất chuyển hóa của vi khuẩn là các axit béo chuỗi ngắn. Thì như hồi nãy thầy cũng có nói về cái tầm quan trọng của axit béo chuỗi ngắn, thì trong sản phẩm này thì còn ngoài ra còn kết hợp với các protein thủy phân cùng với vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12 và axit folic, sẽ giúp duy trì chức năng sinh lý bình thường của dạ dày và đường ruột, đồng thời giúp hấp thu dinh dưỡng. Ngoài ra thì đối với cái bệnh tiêu chảy cấp á, thì còn một cái nguyên nhân lớn á, là gây bệnh hay là do dùng. Thì công ty Vimedim xin giới thiệu với mọi người hai sản phẩm tẩy dung là dạng nước và dạng uống. Thì đối với sản phẩm dạng uống á, thì là có thể mình sẽ sử dụng được là cho mèo con, chó con từ 15 ngày tuổi. Và có thể mình với cái ưu điểm là mình chia nhỏ liều với độ chính xác cao, thì hạn chế được cái việc uống quá liều và gây ngộ độc. Và đây là cái viên mà tẩy dung dạng viên. Thì với ưu điểm là có cái phổ tẩy dung sáng và phổ rộng. Nhưng mà các bạn nên lưu ý là sản phẩm này mình không sử dụng được cho mèo nha các bạn.
Đối với cái bệnh tiêu chảy cấp mà do vi khuẩn thì chúng tôi xin giới thiệu đến là sản phẩm Ceftisun là chứa Ceftiaxone thế hệ thứ 3. Thì mình trên nhóm Cephalosporin thì là Ceftisun có tác dụng kéo dài, có thể sử dụng ngày một lần với vỏ kháng khuẩn là rộng trên cả gram âm, gram dương và cùng với một số vi khuẩn kỵ khí. Đây là một số cái nhóm vi khuẩn là có thể là gây bệnh trên đường tiêu hóa của chó mèo. Thì ở trên phòng khám mình thì mình có thể sử dụng sản phẩm này để mà chích. Thì đối với các bạn nuôi chó mèo ở nhà, trong trường hợp mà cấp bách mà mình không thể đem đến phòng khám được, thì Vimidim cũng có một cái sản phẩm mới, đó là cái sản phẩm là Betamox. Thì với cái nhóm kháng sinh là Amoxicillin và Lavulanit thì các bạn có thể là mình mua mình pha để mà sử dụng cho các bé chó mèo của mình ở nhà trong điều kiện mà mình không đi đến phòng khám được. Thì trên đây là mình xin giới thiệu một số sản phẩm của công ty Vimidim ạ. À, xin được cảm ơn chị Thư rất là nhiều với phần chia sẻ vừa rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ trở lại với phần ca hút đầu tiên là những câu hỏi về kiến thức liên quan đến nội dung thầy đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình. Mời bộ phận kỹ thuật sẽ trình chiếu về nội dung liên của ca hút ạ. Quý vị cũng giống như ở phần đầu của chương trình, chúng ta vào trình duyệt web và đi đến với đường link là kahoot.it, sau đó chúng ta nhập mã pin 2815681 để cùng tham gia những câu hỏi. Là những câu hỏi trắc nghiệm mà chúng tôi sẽ chọn ra 3 vị khách trả lời nhanh nhất và sớm nhất. Quý vị lưu ý đăng nhập bằng số điện thoại nhé, đừng đăng nhập bằng tên, để chúng ta sẽ còn liên hệ để trao những phần quà cho những khách hàng nhanh nhất và sớm nhất. Xin được nhắc lại, chúng ta nhanh chóng vào đường link kahoot.it và chúng ta nhập mã pin là 2815681 và sau đó nhập số điện thoại của mình. Quý vị nào đã lỡ nhập tên thì chúng ta nên thoát ra và đăng nhập lại bằng số điện thoại để chúng tôi có số điện thoại liên hệ khi mà quý vị trúng thưởng và nhận được quà, phần quà rất là giá trị, một bộ quà tặng kỷ niệm của công ty Vimidim dành tặng đặc biệt riêng cho chương trình này. Vâng, quý vị nhanh chóng chúng ta vào trình duyệt web và đi đến link kahoot.it và nhập mã pin 2815681, nhấp số điện thoại của mình để tham gia chương trình. Chúng tôi chờ đợi trong 1 đến 2 phút nữa thôi thì sẽ bắt đầu chương trình với tất cả chúng ta. Có bạn Kiên Trần, chúng tôi thấy bạn đang đăng nhập bằng tên thì bạn có thể thoát ra và chúng ta nhập lại bằng số điện thoại ạ. Để nếu là người trúng giải thì chúng tôi sẽ liên hệ dễ dàng hơn để cùng trao những phần quà đặc biệt này. Và đây là mã QR code thì quý vị cũng có thể quét mã QR code này để chúng ta sẽ tham gia. Và có hai cách, một là chúng ta vào link kahoot.it rồi đăng nhập mã pin là 2815681, hai là chúng ta có thể quét QR code và chúng ta vào nhập tên và nhập số điện thoại và tham gia. Có bạn Kiên Trần và bạn Loan ạ, các bạn có thể thoát ra và đăng nhập vào lại để chúng tôi dễ dàng liên hệ khi mà có phần trao quà tặng, trao thưởng. Rồi, nếu quý vị đã sẵn sàng rồi thì chúng tôi sẽ bắt đầu với phần game ạ. Còn 10 giây nữa, quý vị nhanh chóng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Rồi, mời phần kỹ thuật chúng ta sẽ bắt đầu với phần game. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Quý vị chọn nhanh nhé, nhanh và nhanh chóng đáp án của mình, nhanh nhất và sớm nhất. Các dấu hiệu sinh tồn trên chó mèo là gì? A. Thể trọng, thân nhiệt.
B. Nhịp tim, nhịp phổi. C. Các chỉ số tươi máu. D. Bao gồm cả A, B và C. Quý vị nhanh chóng chọn ạ. Còn 16 giây. Chúng tôi sẽ setup thời gian khác nhau. Có những câu hỏi phức tạp hơn thì thời gian sẽ nhiều hơn. Những câu hỏi đơn giản thì chúng tôi setup thời gian nhanh chóng. Nếu đã có theo dõi phần chia sẻ của thầy từ đầu chương trình thì chắc chắn là sẽ biết được những câu hỏi thôi phải trả lời chính xác. Đã có kết quả rồi. Nhìn qua thì thấy đa số các bạn đều trả lời với đáp án D. Tiếp theo, chúng ta cũng đến với câu hỏi thứ hai. Mục tiêu của xét nghiệm thông thường là gì? A. Cung cấp một cái nhìn tổng quan về sức khỏe của chó mèo và được thực hiện ở cả thú khỏe mạnh và bị bệnh. B. Là điều tra hoặc theo dõi một vấn đề bệnh lý cụ thể trên chó mèo. Mời các bạn. Chúng ta còn 12 giây. Tiếp tục đến với câu 3. Các phương pháp chẩn đoán bệnh trên chó mèo là gì? A. Bệnh sử. B. Lâm sàng. Xét nghiệm cận lâm sàng. C. Chẩn đoán hình ảnh. Và D. Tất cả các lựa chọn trên. Vâng, tiếp tục với câu hỏi tiếp theo ạ. Câu 4. Hậu quả của tiêu chảy cấp. A. Mất nước, gây mất những muối kiềm của dịch tụy, mật và ruột, đưa đến nhiễm axit. B. Mất nước, đưa đến tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu máu, còi xương. Chúng ta còn 13 giây. Đa số các bạn đều chọn đáp án A. Số lượng tổng hợp liên tục thay đổi. Tiếp tục câu 5. Nguyên tắc của điều trị tiêu chảy mãn. A. Điều trị nguyên nhân, chống suy dinh dưỡng, bổ sung vitamin, chế độ ăn uống cân đối. B. Điều trị nguyên nhân, chống trụy tim mạch, bổ sung vitamin, chế độ ăn uống một cách cân đối. C. Điều trị nguyên nhân, chống suy dinh dưỡng, bổ sung vitamin, nước và khoáng. Mời các bạn nhanh chóng lựa chọn ạ. Với câu hỏi này chúng tôi sẽ rút thời gian nhiều hơn. Chúng ta còn 40 giây. Vâng ạ, tiếp tục đến với câu hỏi thứ 6. Câu hỏi thứ 6 sẽ có nội dung như sau. Phân có màu đen chỉ định có thể là tiêu chảy ở ruột non. Các bạn chọn đúng hay là sai? True or false? Ta sẽ còn 3 câu hỏi nữa ạ. Tiếp tục với câu thứ 7. Khi xét nghiệm công thức bạch cầu, tỷ lệ bạch cầu ưa axit thường tăng trong những bệnh do ký sinh trùng. Với cái nhận định này là đúng hoặc là sai ạ? Các bạn chọn true or false. Nhắc lại, chúng ta chọn đúng hay sai với cái nhận định là khi xét nghiệm công thức bạch cầu, tỷ lệ bạch cầu ưa axit thường tăng trong những bệnh do ký sinh trùng. Chúng ta đến với câu hỏi thứ 8 có nội dung như sau. Tại sao trong chẩn đoán và điều trị cần thú y dựa trên bằng chứng? Điều này thầy nhắc lại rất là nhiều lần. A. Ngăn chặn và sửa lỗi. B. Cải thiện kết quả chăm sóc thú bệnh. C. Đáp ứng trách nhiệm nghề nghiệp đối với khách hàng. D. Cả A, B, C đều đúng. Các bạn rất là nhanh chóng để chọn câu hỏi này. Và tiếp tục chúng ta đến với câu hỏi thứ 9. Còn 2 câu nữa thôi ạ. Câu hỏi thứ 9 với nội dung như sau. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh hệ tiêu hóa có thể là: thứ nhất, tiêu chảy, táo bón, khó nuốt, đầy hơi, mệt mỏi, chán ăn. B. Tiêu chảy, táo bón, trào ngược thực quản, khó nuốt, đầy hơi. C. Tiêu chảy, táo bón, trào ngược thực quản. D. Mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy, táo bón. Chúng ta chọn đáp án nào đầy đủ nhất?
tiếp theo đến với câu hỏi cuối cùng của phần game Kahoot đợt này với nội dung như sau: liệu pháp truyền dịch trên thú phải dựa trên cơ sở bệnh sử, lâm sàng và cận lâm sàng, điều này là đúng hay sai? Chúng ta chọn true or false. Đó là 10 câu hỏi ở đợt thứ nhất, và tiếp theo sau 10 câu hỏi là chúng ta sẽ tổng hợp 3 vị khách trả lời đúng nhất và nhanh nhất, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca bệnh tình huống rất là thực tế. Vâng ạ, à, đây là số điện thoại của 3 vị khách trả lời đúng nhất và sớm nhất đã nhận được 3 phần quà từ phía công ty PVDIM đã chuẩn bị đặc biệt cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên hệ để gửi phần quà này đến cho quý khách hàng. Xin được chúc mừng ạ. Vâng, và tiếp theo thì mời bộ phận kỹ thuật sẽ trình chiếu về ca bệnh trước khi chúng ta đi vào phần ca hút. Đây là một ca bệnh phải nói là cần phải tìm hiểu rõ và chúng ta đọc kỹ những cái chi tiết. Chính vì thế chúng tôi sẽ có 3 slide đầu tiên nêu chi tiết về bệnh để quý vị chúng ta cùng theo dõi kỹ, cùng với nhau nghiên cứu, và có những thắc mắc gì thì thầy cũng có thể giải đáp thêm, và đặc biệt là sau khi chọn rồi thầy cũng sẽ giải đáp kỹ một lần nữa về nội dung của ca bệnh này. Quý vị chờ đợi một phần kỹ thuật trong vài phút ạ. Trước khi chúng tôi chuẩn bị slide để trình chiếu thì chúng tôi cũng sẽ công bố luôn để quý vị có thể lắng nghe qua điện thoại. Thứ nhất, với ca bệnh này là một con chó bull Pháp được 8 tháng tuổi, có các đặc điểm như sau: tiền sử bệnh tiêu chảy kéo dài 12 tuần, có dấu hiệu đi phân mót. Chủ nuôi thường xuyên quan sát thấy chất nhầy và đôi khi có máu tươi trên phân. Đã nhận được một loại vaccine cơ bản và đầy đủ, đã được điều trị bằng Fenbendazone vài lần, tức là thuốc tẩy giun đó. Chưa bao giờ điều trị thuốc để mà ngăn ngừa ngoại ký sinh. Chó thì vẫn hoạt bát, lanh lợi và phản ứng nhanh, tình trạng cơ thể tốt. Nhiệt độ ở trực tràng là 38,4 độ, mạch là 104 nhịp một phút và nhịp thở là 32 nhịp thở một phút. Niêm mạc có màu hồng, khi sờ thấy vùng bụng căng nhưng mà không có đau. Tiếp theo mình nói về diễn tiến bệnh và điều trị thì bác sĩ thú y chỉ định xét nghiệm ký sinh trùng Isospora spb qua phương pháp phù nổi nhân và dương tính. Đã điều trị cầu trùng mà không có cải thiện lâm sàng điều trị trong 10 tuần qua. Bộ phận kỹ thuật chọn live tiếp theo ạ. Sau đó chó được đổi chế độ ăn ít gây dị ứng kết hợp với uống amoxicillin trong vòng 7 ngày, cải thiện một phần các dấu hiệu tiêu hóa. Sau khi ngừng dùng kháng sinh thì các dấu hiệu lâm sàng trở nên tồi tệ hơn. Chủ nuôi bắt đầu một chế độ ăn mới: thịt, vịt và khoai tây, được cho là ăn trong 2 tuần mà không cho ăn bất kỳ loại thực phẩm nào khác, không có cải thiện về dấu hiệu lâm sàng với cái liệu trình điều trị như trên. Đó là tổng hợp về các ca bệnh ạ. Chúng tôi ở trên màn hình quý vị đang có slide đầu tiên về ca bệnh. Khánh Long sẽ được công bố ở slide thứ hai lại một lần nữa như thế này. Về diễn tiến bệnh và điều trị thì bác sĩ thú y chỉ định xét nghiệm ký sinh trùng Isospora spb qua phương pháp phù nổi nhân, phù nổi phân, và kết quả là dương tính. Đã điều trị cầu trùng mà không có cải thiện lâm sàng điều trị trong 10 tuần qua. Sau đó chó được đổi chế độ ăn ít gây dị ứng kết hợp với uống amoxicillin trong vòng 7 ngày, cải thiện một phần các dấu hiệu tiêu hóa. Sau khi ngừng dùng kháng sinh thì các dấu hiệu lâm sàng trở nên tồi tệ hơn. Chủ nuôi bắt đầu một chế độ ăn mới, cho ăn thịt vịt với khoai tây, được cho ăn trong vòng 2 tuần mà không cho ăn bất kỳ loại thực phẩm nào khác, không có cải thiện về các dấu hiệu lâm sàng với điều trị như trên. Đó là nội dung của phần ca bệnh này, và chúng ta sẽ đi vào câu hỏi. Sẽ có 3 câu hỏi, quý vị cũng tham gia ca hút và cùng trả lời 3 câu hỏi này để chúng ta chọn ra vị khách may mắn nhất và trả lời sớm nhất và đúng nhất với cái ca bệnh này ạ. Mời quý vị cùng tiếp tục trở lại với link Kahoot. Chúng ta cũng dẫn vào kahoot.it, sau đó nhập mã pin là 5765695 và chúng ta nhập số điện thoại của mình ạ. Xin được nhắc lại, mã pin là 57695.
và chúng ta nhập số điện thoại của mình để cùng tham gia tương tác với ca bệnh này mà thầy vừa chia sẻ. Quý vị vào link kahoot.it và chúng ta nhập mã pin là 57695 và sau đó thì quý vị sẽ nhập số điện thoại của mình. Mời các bạn. À, xin được nhắc lại đường link mà chúng ta vào, giống như lúc nãy quý vị tham gia các cái câu hỏi ở bộ câu hỏi về game Kahoot vừa rồi đó, chúng ta vào kahoot.it và chúng ta sẽ lựa chọn mã pin là 57695 và nhập số điện thoại của mình. Rồi, chúng tôi nhận thấy rất là nhiều quý vị đã đăng nhập vào rồi. Với quý vị đang tham gia Zoom và đang xem livestream trên Facebook thì cũng như vậy ạ. Chúng ta cứ vào với đúng cái link là kahoot.it và chúng ta nhập mã pin là 57695. Rồi, mời phần kỹ thuật, chúng ta sẽ bắt đầu với game. Sẽ có 3 câu hỏi. Quý vị nghe kỹ câu hỏi để chúng ta lựa chọn nhé. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau: bệnh lý tiêu chảy trên chó xảy ra ở ruột già hay là ruột non? A. Ruột già, B. Ruột non. Mời quý vị lựa chọn. Chúng ta chú ý là với nội dung của ca bệnh vừa rồi nhé, thì có câu hỏi là cái bệnh lý mà tiêu chảy như vậy đó thì xảy ra ở ruột già hay là ruột non. Mình chọn ruột già và ruột non, một trong hai. Rồi, kết quả tương đồng với nhau thì giữa hai cái đáp án. Tiếp tục chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo có nội dung: anh chị có nghĩ rằng bệnh cầu trùng có thể là nguyên nhân của ca bệnh này hay không? Mình chọn có hoặc là không. Vâng ạ, và tiếp tục với câu hỏi cuối cùng trong phần những câu hỏi liên quan tới ca bệnh này. Cần làm chỉ định gì khác hay không? Cụ thể, A là có, B là không, C là ưu tiên phương pháp nội soi. Vâng ạ, và ngay bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp kết quả. Rất là xuất sắc là chúng ta đã có 3 bạn với kết quả trả lời đúng ở đợt này. Và chúng tôi sẽ tổng hợp để gửi phần quà đến cho các bạn đã tham gia với phần game Kahoot. Và cảm ơn rất là nhiều các bạn đã tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta trở lại với thầy Toàn sẽ chia sẻ về phân tích những nội dung của câu hỏi lúc nãy giờ, và thầy cũng có những cái thông điệp để truyền tải đến cho các bạn đã theo dõi hội thảo. Xin kính mời thầy. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Mọi người tham gia rất là nhiệt tình. Mọi người thấy màn hình của thầy cho em? Dạ thấy ạ. Ok rồi ha. Tới bây giờ là vẫn còn trên 100 người tham gia như vậy rồi. Rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều quan tâm và tham gia trò chơi. Trò chơi đó thực ra là để giúp cho chúng ta hệ thống lại cái bài chúng ta vừa nghe thôi, nhưng mà đó cũng là cái thông điệp mà cũng muốn chia sẻ với anh em mình ha. Thế giờ đầu tiên là cái chương trình hỏi đáp này, câu hỏi đầu tiên, các cái dấu hiệu sinh tồn thì khá rõ rồi, câu trả lời là chắc chắn là sẽ bao gồm ABC. Như vậy thông điệp muốn gửi cho chúng ta đó là bất kỳ một cái tiếp cận lâm sàng nào thì khi ta nhận chó mèo ở phòng mạch của chúng ta thì đây là những cái dấu hiệu sinh tồn căn bản mà chúng ta luôn luôn nhớ để chúng ta phải kiểm tra. Đây là cái thông điệp đầu tiên ha. Cái đáp án của cái câu trả lời là thông qua cái slide này. Đấy, em đang chia sẻ với anh em mình cho nên hầu như là anh em mình trả lời đúng không ạ? Câu số 2 thì khi mà cái nói đến tiếp cận lâm sàng thì chắc chắn là cái việc mà xét nghiệm là một trong những nội dung mà chúng ta phải thực thi khi mà các dấu hiệu lâm sàng không rõ hoặc là chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, cho nên chúng ta phải xét nghiệm. Nhưng mà trong xét nghiệm thì đã chia ra là gồm xét nghiệm đặc biệt và cái xét nghiệm thông thường, thì chắc chắn cái câu trả lời này phải là A thôi, bởi vì khi xét nghiệm thông thường để mục tiêu của chúng ta đó là đánh giá về cái nhìn tổng quan của sức khỏe chó mèo và trên cả sức khỏe và sức bệnh, cho nên là các bạn đa số cũng trả lời đúng câu này đúng không ạ? Câu số 3 thì các phương pháp chẩn đoán hiện nay thông điệp gửi cho chúng ta là
chúng ta cũng không có tự hào rằng là chúng ta giỏi lâm sàng hay chúng ta giỏi cận lâm sàng hay chúng ta giỏi chẩn đoán hình ảnh, mà chúng ta hãy tự hào rằng là mình là cái người mà sử dụng các cái phương pháp chẩn đoán một cách logic, biện chứng nhất. Và cái kinh nghiệm đó tôi nghĩ rằng cũng cần thiết nhập. Tại vì kinh nghiệm á, là một chuyện thôi, nhưng mà cái kiến thức bây giờ nó thay đổi liên tục, và cái sự cập nhật đó nó giúp cho chúng ta chẩn đoán các cái ca bệnh trong một cái bối cảnh mới dựa trên các cái nhóm phương pháp cơ bản này. Cho nên chắc chắn là phải lựa chọn hết tất cả các cái phương pháp A, B, C, D là câu trả lời chính xác. Hậu quả của tiêu chảy cấp, hậu quả có phân biệt rất rõ luôn. Chỉ có tiêu chảy cấp mới mất nước, chứ còn tiêu chảy mãn mà không có mất nước. Cho nên ở trong trường hợp này chắc chắn phải là lựa chọn A thôi, vì nó gây ra cái mất nước, cho nên nó gây ra là mất những cái búi kìm của dịch tụy, dịch mật và kể cả dịch ruột, và từ đó nó dẫn đến là nhiễm axit. Cái slide này là cái slide của minh chứng cho chúng ta đáp án ha. Rồi, cái câu số 5 thì nguyên tắc điều trị tiêu chảy mãn, vì là tiêu chảy mãn là không có mất nước, cho nên á hậu quả của tiêu chảy mãn á là nó suy dinh dưỡng, nó mất cái vitamin và cái dưỡng chất, cho nên bắt buộc là chúng ta phải điều trị theo cái nguyên tắc là chống cái suy dinh dưỡng, bổ sung vitamin và cân đối chế độ ăn. Đương nhiên là chúng ta phải điều trị theo nguyên nhân rồi, tại vì cả cấp hay mãn gì đó cũng phải điều trị theo nguyên nhân cả. Câu số 6 trong cái bài, trong một cái slide để phân biệt tiêu chảy ở ruột non và ruột già, thì trong đó có một cái tiêu chí là phân có màu đen. Thì phân có màu đen đó là một cái định hướng đó, gọi là định hướng và có thể xảy ra, đó là tiêu chảy ở ruột non. Cho nên câu trả lời này là câu trả lời đúng. Và cái bảng này thì là cái bảng tiêu chí để phân biệt giữa hai nhóm tiêu chảy ruột non, ruột già. Câu số 7, xét nghiệm công thức bạch cầu thì bạch cầu ưa axit. Đa số các bệnh ký sinh trùng nhiễm gọi là trúng độc dị ứng ký sinh trùng thì tỷ lệ bạch cầu ưa axit trong công thức bạch cầu thường sẽ có khuynh hướng tăng. Vì đó là cái xét nghiệm cận lâm sàng chúng ta cần lưu ý, nên câu trả lời này phải là câu trả lời đúng. Đây là cái bản để minh họa cho chúng ta về cái câu trả lời ha. Tại sao mà chúng ta cần phải áp dụng thuốc y dựa trên bằng chứng? Thì hồi nãy có chia sẻ với anh em mình rồi, có ba cái ý nghĩa rất là lớn mà chúng ta cần phải gọi là đạt được. Đó chính là cái ngăn chặn và sửa lỗi. Khi mà chúng ta áp dụng bất kỳ một liệu pháp điều trị nào đó, giả sử như thế mà nó không hiệu quả, thì dựa trên cái bằng chứng, cái cơ sở khoa học để chúng ta xem thử nó sai sót ở chỗ nào, thì ta ngăn chặn và sửa lỗi. Và chính vì cái sửa lỗi đó cho nên giúp nó cải thiện được sức khỏe của thú bệnh. Và khi ta làm tốt với cả cái tâm huyết của chúng ta, với cả trách nhiệm của chúng ta như thế, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang làm tốt một cái trách nhiệm nghề nghiệp của một bác sĩ thú y với khách hàng, tạo được niềm tin. Niềm tin đó cho người chủ nuôi, đối cùng thú ha, mình tạo ra cái sự thân thiện, đem lại cái sức khỏe cho nó, mình cũng vui chứ. Và với cả xã hội nữa, về cái ngành nghề thú y của mình. Đây là cái câu, cái phần lý thuyết. Và câu số 9 thì chắc chắn phải là ABC rồi. Mệt mỏi nó chỉ là triệu chứng chung thôi, chứ không phải là triệu chứng là định hướng của bệnh trên hệ thống tiêu hóa. Cho nên anh em mình lưu ý là cái câu D là câu gầy bẫy thôi, tại vì có cái từ chán ăn trong đó, nhưng mà chắc chắn là nó không có, tại bệnh lý nào cũng gây ra mệt mỏi thôi, chứ không phải chỉ là liên quan đến hệ thống tiêu hóa, đúng không ạ? Rồi, câu số 10, bất kỳ một liệu pháp truyền dịch nào thì cũng phải lưu ý dựa trên bệnh sử lâm sàng và lâm sàng. Cái câu này á là nó cũng liên quan đến, có một cái câu hỏi của anh em, tại vì sau cái phần này xong rồi mình sẽ trả lời mấy câu hỏi của anh em luôn. Thì anh em có hỏi đến cái chuyện gluco á, thì bao nhiêu đó, thì cái liệu pháp truyền gluco á sẵn là trao đổi luôn, tức là cái gluco đó chỉ là một cái giải pháp thôi. Anh em mình nhớ nha, hồi nãy nói là tiêu chảy cấp là vừa mất nước và mất điện giải. À, dĩ nhiên là cả năng lượng, tại vì nó không có hấp thu được, thì cả năng lượng trên gluco thì nó đảm bảo được là cung năng lượng và cung nước. Nhưng mà về mặt ion điện giải thì phải truyền cái lactate finger thôi, bổ sung cái lactate finger thôi, và kèm theo là dinh dưỡng. Dinh dưỡng này thuốc nó ăn không được thì có thể cung cái năng lượng là qua cái gluco trước, rồi mình sẽ cân đối qua các cái đường khác bên BBD hồi nãy qua lại giới thiệu. Cho nên á, dựa trên cả bệnh sử, dựa trên cả lâm sàng, dựa trên cận lâm sàng, lúc đó mình sẽ quyết định là mình bổ sung trong một ngày như thế nào cho nó phù hợp. Tại vì nó sẽ tùy thuộc vào cái độ mất nước của nó, tùy theo cái mức độ suy kiệt, dựa trên thể trạng, dựa trên cái mức độ gọi là các bệnh lý khác nhau, để mình quyết định là mình bổ sung như thế nào cho hợp lý.
sẵn mình trả lời luôn cái câu hỏi đó cho các bạn ha. Chứ không có nghĩa là chỉ có gluco không là không có được. Tại vì tiêu chảy cấp là không thể một mình gluco được, mà nó mất eon thượng giải rất là nhiều. Thì cũng chia sẻ với anh em như vậy. Cho nên là đây cơ sở lý thuyết để trả lời câu này là như thế ha. Còn về ca bệnh á, thì như thế này. Cái ca bệnh này là một ca bệnh khá phức tạp, nhưng mà nó liên quan trực tiếp đến bài hôm nay, cho nên mình cũng muốn chia sẻ với anh em. Và sau đó mình sẽ gửi cái thông điệp chung cho toàn bộ cái bài này. Con chó này á, là 8 tháng tuổi. Thì anh em mình thấy là chó ở mức 8 tháng tuổi là đã non da già là biết rồi ha. Cái chuyện thứ hai á, là có tiêu chảy kéo dài 12 tuần nữa. Cái thời gian 12 tuần cũng là một cái cơ sở để mình nghĩ rằng là cái khả năng này là mãn hay cấp. Còn á, cái câu A người ta hỏi, cái câu 1 người ta hỏi là ở ruột non ruột già thì anh em mình thấy có cái dấu hiệu DMOP. Đấy, có chất nhầy và đôi khi có phân tư trên thân. Thì ra là đấy là bao nhiêu ý đó là cũng đã trả lời được cái câu hỏi số 1 rồi đó. Và giờ nó thêm cái dữ liệu khác để mình lưu ý thôi. Thì bây giờ là liên quan đến tiêu chảy 12 tuần, khả năng là kéo dài. Các chương trình vaccine thì đầy đủ và người ta đã áp dụng điều trị cái thuốc trị cái sinh trùng này này, nhưng mà chưa có là điều trị cái ngoại ký sinh thôi đó. Thì người ta nhắc với chúng ta rằng tại vì nó có liên quan đến câu 2 là cầu trùng Isospora, cho nên là trong cái trường hợp này là cần lưu ý cái điểm này là như vậy. Có điều á, anh em mình sẽ nhìn thấy này, tiêu chảy 12 tuần nhưng mà chó vẫn hoạt bát, vẫn lanh lợi, phản ứng vẫn nhanh, tình trạng cơ thể vẫn là tốt nha. Đấy, cho nên cái điều này á, để cho thấy rằng là cái xáo trộn do cái tiêu chảy mãn mà nói rằng là do mất dinh dưỡng này, thiếu vitamin này, rồi cái chế độ ăn nó kiểu như nó không có cân đối và nó dẫn đến là cái thể trạng nó suy kiệt thì chưa phải. Cho nên cái trong cái trường hợp này á, anh em là nhìn thấy nó tưởng rằng nó mâu thuẫn, nhưng nó không mâu thuẫn ở chỗ là người ta vẫn can thiệp một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Mặc dù là 12 tuần chưa bớt nhưng tình trạng cơ thể vẫn tốt. Và đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phân tích ở trong một ca bệnh. Đó, anh em mình lưu ý. Kể cả cái chuyện nhiệt độ này, chuyện nhịp đập này, về cái mạch đập và nhịp thở, anh em mình thấy là nó vẫn còn nằm ở trong khoảng cho phép đó. Niêm mạc màu hồng vẫn nằm ở trong khoảng cho phép. Cho nên nếu mà nhìn cái đánh giá tổng trạng theo cái cách tiếp cận lâm sàng là đánh giá tổng trạng chung á, thì nó chưa có phải thay đổi. Khi mà có một cái tiêu chảy kéo dài 12 tuần có nghĩa rằng người ta vẫn bổ sung đầy đủ một cái lượng dưỡng chất để giúp cho con chó duy trì trong cái khoảng thời gian 12 tuần đó. Vậy thì cái câu chuyện 12 tuần này là do cái gì? Hay thực sự có phải do các nguyên nhân truyền nhiễm mà dẫn đến cái tình trạng 12 tuần này hay không? Đó, anh em mình phải tại vì nó quá nhanh cho cái bài tập ca tình huống này. Thì giờ tôi chia sẻ như vậy để anh em mình hiểu là cái cách đánh giá. Còn khi mà đánh giá tổng quát á, đánh giá mà khám thể trạng á, thì liên quan đến sờ cái vùng bụng thấy căng nhưng mà không có đâu. Như vậy có nghĩa rằng là nó chỉ có một xáo trộn nhảy vùng bụng căng đó trong các cái dấu hiệu lâm sàng của hệ thống tiêu hóa có thể ảnh hưởng, nhưng mà cái thực thể đó là nó chưa có ảnh hưởng trực tiếp đến cái các cơ quan của vùng bụng tại đây không đâu. Thì đó là phân tích về các cái đặc điểm về lâm sàng để anh em mình nhìn câu chuyện. Thế thì dựa trên cái thực tế đó thì người ta mới điều trị. Người ta nghi ngờ lúc đầu là do có thể ký sinh trùng chăng, thì người ta nghi ngờ là do cái Isospora cho nên mới đề nghị là xét nghiệm ký sinh trùng. Thì qua cái phương pháp phụ nổi này á, thì thấy nó dương tính. Thì thấy dương tính cho nên nghĩ là ký sinh trùng mới áp dụng điều trị ký sinh trùng. Nhưng mà người ta điều trị ký sinh trùng thì lại thấy không cải thiện gì hết. Như vậy có nghĩa là ký sinh trùng này nó chỉ là một cái góp phần vô cho cái ca này thôi, chứ không phải là cái nguyên nhân chính gây ra cái bệnh lý của nó. Đó. Cho nên bắt buộc người ta phải thay đổi. Mà nó liên quan đến kéo dài 12 tuần và nghi ngờ có thể là cái tiêu chảy ở ruột già như vậy. Cho nên á, người ta mới thay đổi cái chế độ ăn uống. Bác sĩ mới thay đổi cái chế độ ăn uống. Mà cái chế độ ăn uống này á, là ít dưỡng. Và người ta cho rằng là 12 tuần có một cái viêm nhiễm nào khác hay không, ngoài ký sinh trùng ra. Sinh trùng bây giờ không có đáp ứng cái điều trị, thì người ta đưa một cái kháng sinh mà gọi là an toàn là cái nhóm beta-lactam amoxicillin trong 7 ngày. Thì lúc đó người ta lại thấy có cải thiện một phần các cái dấu hiệu ở trên hệ thống tiêu hóa giống như đã mô tả ở trên, thì có một phần cải thiện. Nhưng mà sau 7 ngày điều trị, đúng cái liệu trình điều trị rồi, người ta ngưng, người ta không có dùng kháng sinh nữa, thì thấy nó lại trở lại bình thường. Điều đó có nghĩa là anh em mình thấy này, đặt ra câu hỏi đó là
đề kháng kháng sinh cho anh. Có thể như vậy hay không? Tại vì đôi khi là mình kêu là đề kháng kháng sinh, nhưng mà đề kháng kháng sinh thì tại sao 7 ngày lại có hiệu quả mà giờ ngưng lại không hiệu quả? Hay là do một cái nguyên nhân nào khác nữa, chứ không phải là do một cái rối loạn nhiễm khuẩn nào đó. Tại hồi nãy mà nói đến cái hệ thống microbiota là khi nó xáo trộn thì nó có thể tạo điều kiện cho những cái vi sinh vật mà gây bệnh nó có cơ hội để phát triển. Nhưng mà trong cái ca này nếu sử dụng kháng sinh nó ức chế được rồi, sau khi kháng sinh không sử dụng nữa thì các dấu hiệu lâm sàng lại trở nên tồi tệ. Vậy thì cái thực thể trên hệ thống tiêu hóa nó có vấn đề gì không? Mình phải nhìn nhận. Với cái suy nghĩ đó, người ta thay đổi giai đoạn tiếp, người ta nói rằng là bây giờ là chỉ là thịt vịt của đây thôi, là không dùng một bất kỳ một loại thực phẩm nào khác hết. Thì khi thay đổi với cái chế độ ăn như thế này thì các cái gọi là không có cái cải thiện gì về cái dấu hiệu lâm sàng với cái liệu pháp điều trị trên cả. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là bệnh lý trên ở ruột non ruột già, và chúng ta nghĩ rằng có phải là nguyên nhân chính hay không, là do vô trùng hay không, mà nếu không phải do vô trùng thì bây giờ do cái nguyên nhân gì, và nếu do nguyên nhân gì thì cần làm các cái chỉ định gì khác hay không, và nếu làm cái chỉ định gì khác thì cụ thể nó sẽ là gì. Thì cái câu trả lời đầu tiên chắc chắn là ở ruột già. Bởi vì sao? Anh em mình thấy rất rõ các dấu hiệu lâm sàng tiêu chảy ruột non, đó là sụt cân, cái số lần đi đại tiện nó vừa phải thôi và lượng phân nó vừa đến lớn, và ngoài ra nó có thể xuất hiện phân đen. Nhưng mà ở ruột già thì ba cái dấu hiệu này nãy có chia sẻ anh em rồi, thì đó là dấu hiệu khá là điển hình của tiêu chảy ở ruột già, cho nên cái khả năng là bệnh lý này xảy ra ở ruột già nhiều hơn. Và trên cái con chó này là có dấu hiệu đau mót này, đi phân đo máu này, chất nhầy trong phân, thì đây là những cái dấu hiệu là của ruột già rồi. Để thì anh em mình sẽ đặt ngược lại là có thể có ruột non kết hợp hay không, thì không loại trừ, chứ mình vẫn không loại trừ là mình chưa làm hết. Tại sao nó đặt câu hỏi số 3 á, là còn làm cái gì khác nữa hay không á, thì trong trường hợp này là có thể cái sự tham gia của bệnh lý ruột non có thể có xảy ra chứ. Nhưng mà đặt ra tình huống này thì nó có cái câu trả lời là ít khả năng hơn, bởi vì á chó này không có dấu hiệu sụt cân, có nghĩa là điều đó có nghĩa là cái hấp thu ở ruột non là cực kỳ tốt luôn. Anh em mình thấy bị 12 tuần nhưng mà đánh giá tổng trạng là không hề có một sự thay đổi, không hề có một dấu hiệu gì cho thấy rằng là sụt suy giảm về tổng trạng cả. Trên đó lý do tại sao mới nói khả năng mà kết hợp với ruột non ít hơn, nó vẫn có khả năng xảy ra, nhưng mà dường như trong ca này là cái khả năng này ít xảy ra, bởi vì là dấu hiệu giảm cân không có, chứng tỏ chức năng của động ruột non vẫn rất ok, vẫn có khả năng là ok trong đó, chưa có một sự xáo trộn. Cho nên là nó định vị cho chúng ta thấy là bệnh lý ở ruột già có khả năng là cao nhất. Cho nên đó, anh em mình mới lôi cái bản này ra, lúc đó mới lôi cái bản này ra này, những cái nguyên nhân phổ biến mà gây ra tiêu chảy mảng ở chó mèo đó. Thì bây giờ mình loại trừ, ví dụ như trong cái bản này mình thấy là có cụ trùng này, cái Isospora, bây giờ mình loại cái này rồi, rồi còn lại các cái nhóm khác, ví dụ ký sinh trùng, nhưng mà người ta có dùng phenbendazone rồi, cho nên là cái khả năng mà do ký sinh trùng nó cũng khó. Vậy thì những cái nguyên nhân mà do vi khuẩn, mà nguyên vi khuẩn thì hồi nãy người ta đã dùng cái amoxicillin thì thấy có hiệu quả, chỉ sau khi mà ngưng thì nó lại có vấn đề thôi. Nhưng mà trong cái nhóm mà bacteria này, anh em mình thấy là cái amoxicillin là có thể trị được, mà có thể trị được các cái nhóm này, ví dụ như thế. Cho nên là còn những cái nhóm mà truyền nhiễm á, thì không có thấy rõ. Rồi bây giờ do cái chế độ ăn người ta đã thay đổi rồi, cái gọi là loạn khuẩn đường ruột người ta cũng đã thay đổi cái chế độ ăn, cho nên ở cái bản này cái phần trên á thì gần như là cái khả năng rất là kém, khả năng rất là ít xảy ra, chỉ còn có chăng á, cái nguyên nhân của cái ca này là nằm ở cái nhóm phía dưới này thôi. Một là cái viêm ruột mãn tính do các cái nhóm nguyên nhân này, thứ hai là khối u, cái thứ ba nữa là có thể là các cái bệnh tự phát và trên các hệ thống cơ quan lympho, và cái thứ tư là các khả năng là bệnh lý ở ngoài ruột đó. Thì chính vì cái điểm này cho nên mình mới hỏi các bạn cái câu số 3 là vậy đó. Khi sau khi phân tích xong rồi, mình kết hợp rồi để anh em mình thấy rõ như vậy đó. Rồi anh chị có nghĩ rằng cái khả năng bệnh cầu trùng hay không, thì câu này là không. Vì sao? Vì á, cầu trùng nó sẽ liên quan đến ở trên cái chó con và chó trưởng thành, thì ở đây 8 tháng tuổi thì cũng có thể xảy ra, và recording in progress. Tuy nhiên anh em mình sẽ thấy rằng là cái cầu trùng này á, nó thường xảy ra ở đoạn ruột non và thường là tiêu chảy cấp tính. Nhưng mà phân tích ở trên gần như đã loại trừ cái ruột non rồi,
cái khả năng tiêu chảy cấp tính cũng phải, tại vì nên kéo dài tới 12 tuần lận. Cho nên á, nó chỉ còn có cái khả năng là mắc với các bệnh khác thôi, mắc các cái bệnh ở trên đường tiêu hóa khác thôi, hoặc là cái bệnh gây ức chế miễn dịch, hoặc là bệnh do stress, hoặc là bệnh ở ngoài đường tiêu hóa thôi. Đó, thì cái câu trả lời này là không, lý do là như vậy. À, còn cái số 3 đó, có cần làm cái chỉ định gì khác hay không đó, thì trả lời là nên làm. Nên làm lý do là bởi vì mình chưa biết thực sự cái khả năng đó là gì. Và đặc biệt là trong cái nhóm mà phương pháp nội soi để mình chẩn đoán thực thể là mình chưa có làm, cho nên mình sẽ ưu tiên cái nhóm nội soi này. Để trong cái bài có nói rồi, X-quang, siêu âm, rồi các cái phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng khác nữa, mình phải làm hết á, để mình loại trừ cận lâm sàng, kể cả xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, nãy có chia sẻ anh em rồi phải làm. Nhưng mà trong các nhóm đó là ưu tiên cái nội soi. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ này này, vì với cái ca này vẫn có thể nghi ngờ đó một cái polyp trực tràng chăng, hay là một cái rối loạn chức năng thực thể ngay tại cái ruột già thôi, hay là do một cái rối loạn mà nó dẫn đến hẹp ở một cái đoạn nào đó ở cái đoạn ruột già. Cho nên có thể đó mà mình ưu tiên cái nội soi là như vậy, chứ không có nghĩa là mình chỉ làm nội soi mà không làm cả phương pháp khác nha. Đó, thì xin chia sẻ cho anh em mình thông qua cái bệnh này như vậy, nó cũng khá là hay. Để gom lại cái vấn đề mà hôm nay chúng ta học. Còn có mấy câu hỏi như thế này, trong ba cái câu hỏi thì mình gom lại, anh em hỏi thì mình có copy qua cái slide này để chia sẻ chung thôi. Ba cái ý này nó rất giống nhau ở chỗ là bệnh do virus hết. Thì các bạn biết rồi, bệnh do virus thì mình thua rồi, không thể nào mà trị được, đúng không? Chỉ là với nhóm bệnh do virus, nếu gọi là trị là chỉ trị triệu chứng thôi, trị triệu chứng chứ không trị nguyên nhân được. Trong cái nguyên lý điều trị là vừa trị triệu chứng này, trị nguyên nhân và trị theo cơ chế sinh bệnh, thì đối với cái nhóm virus kinh nghiệm của mình á, là nguyên nhân mình thua rồi, tại vì do virus, thì mình sẽ điều trị theo cơ chế sinh bệnh và triệu chứng. Cho nên nếu nó xuất hiện triệu chứng tiêu chảy, triệu chứng ói mửa, triệu chứng ho, thì mình phải xử lý điều trị theo triệu chứng là một. Cái thứ hai nữa là mình theo cơ chế sinh bệnh, ở chỗ là đến cái giai đoạn nào của cái bệnh đó, nó biểu hiện ra những cái rối loạn nào thì mình sẽ can thiệp ở giai đoạn đó. Đó, đó gọi là điều trị theo cái cơ chế sinh bệnh. Tuy nhiên á, chúng ta cũng lưu ý rằng á, là triệu chứng nó sẽ làm cho cái mức độ nguy cấp ở trên con thú có thể dẫn đến tử vong. Cho nên những trường hợp triệu chứng này là mình sẽ theo dõi và điều trị cho đúng liệu trình. Và một cái điểm nữa, trên một cái nền nó bị virus này thì sức đề kháng nó giảm thấp, cho nên bắt buộc phải tăng cường sức đề kháng. Điểm thứ ba, hồi nãy có nói với các bạn rồi, nếu tiêu chảy mà tiêu chảy cấp và dẫn đến trị tim mạch, cho nên những trường hợp này mình sẽ can thiệp luôn cả chống cái trị tim mạch. Điểm thứ tư, trong quá trình điều trị thì lưu ý rằng chúng ta phải theo dõi cái diễn tiến liên tục để tránh những tác dụng phụ. Tác dụng phụ là gì? Trong một số trường hợp nhờ cái tương tác, các bạn ghi là bạc phô ca rê, FPV, vân thứ, nhưng mà nó còn tương tác với các cái mầm bệnh khác. Bạc phô nó hay đi với lại các cái nhóm mà vi khuẩn đường tiêu hóa, như vậy có nghĩa rằng lúc đó phải bổ sung thêm điều trị các cái phụ nhiễm đó, can thiệp ở trên lâm sàng thì chúng ta cũng phải xử lý. Cho nên là những cái trường hợp mà bị bệnh do virus, thường người ta sẽ đánh bao vây ở cái nhóm có nguyên tắc của nó là triệu chứng và cơ chế sinh bệnh, để làm sao giảm thiểu các cái triệu chứng đó trên lâm sàng, giúp cho con thú nó có thể vượt qua được giai đoạn nguy cấp. Còn về cái hậu của nó đó, thì chắc chắn phải dùng vaccine phòng bệnh thôi, tại vì các bệnh do virus thì chỉ còn phòng bệnh và vaccine, chứ còn đâu có kháng sinh, không có ý nghĩa gì hết, nó chỉ chống cái phụ nhiễm thôi. Thì đó là trên nguyên lý chung, mình xin chia sẻ ba câu hỏi này với cái nguyên lý chung như vậy. Còn ý cuối cùng là ở đây thì phải chia sẻ rõ cho anh em này, trong cái bài á là có cái phần giảm nhu động, đúng, đồng ý. Tại vì sao, để xin nhắc lại này, có hai cái dấu hiệu khá quan trọng trên đường tiêu hóa là nhu động và tiết dịch. Khi mà tăng quá nhiều nhu động và tiết dịch thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là tiêu chảy. Và với bốn cái cơ chế, tại sao nãy mình không có đi chi tiết, bởi vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, nhưng mà tăng nhu động, tăng tiết dịch thì nó sẽ tăng cái nguy cơ dẫn đến con thú bị tiêu chảy. Nhưng mà hồi nãy nó nói anh em mình rất rõ rồi, nguyên nhân gây ra tiêu chảy thì rất là nhiều, cho nên sẽ tùy theo cái nguyên nhân mà mình sẽ giải quyết theo cái cơ chế để hạ, gọi là can thiệp được cái dấu hiệu tiêu chảy của ca mình đó. Tôi lấy ví dụ trong một số trường hợp ngộ độc, người ta bắt buộc phải đẩy nó hết,
Tại vì lúc đó nếu mà còn giữ cái mầm bệnh trong đó và cái hậu quả của nó sẽ dẫn đến là cái nguy cấp hơn, nghiêm trọng hơn thì bắt buộc là ta phải đẩy ra. Cho nên là trong những cái bệnh lý cụ thể lúc nào chúng ta cần đẩy cái chất ngoài, các cái chất thải ra ngoài và sau đó chúng ta sẽ phục hồi lại cái chức năng sinh lý nhu động và tiết dịch. Anh em mình phải hiểu cho rõ bản chất như vậy, chứ không có nghĩa là ca nào thì cũng làm giảm nhu động lúc này, ca nào thì cũng làm tăng nhu động, phải vậy. Mà nó sẽ tùy theo từng cái loại bệnh, tùy theo từng cái giai đoạn, theo cơ chế sinh bệnh mà lúc nào ta nên là dùng biện pháp này hay dùng biện pháp khác cho nó phù hợp. Cho nên là bạn này hỏi cái câu cuối cùng đó thì mình hoàn toàn đồng ý ở chỗ là cái Atropin người ta khuyến cáo như vậy, nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta không sử dụng được. Nếu giả sử như chúng ta không biết được cái cơ chế sinh bệnh cụ thể của cái bệnh đó mà chúng ta có thể áp dụng nó một cách hợp lý thì vẫn chấp nhận, ví dụ như thế. Thì đấy là cái nguyên lý chung ha. Rồi bây giờ tới cái phần cuối cùng là cái thông điệp chung thôi. Qua cái bài trình bày và qua cái ca bệnh vừa rồi đó thì xin gửi các vấn đề sau đây. Để xác định được một cái ca bệnh và đưa ra hướng chẩn đoán á, thì chúng ta phải xác định được vấn đề nó xảy ra ở trên cái ca bệnh vừa rồi là như thế nào, và từ đó ta sàng lọc các vấn đề liên quan với các hệ thống và cơ quan có liên quan, và từ đó chúng ta xem thử sự thương tổn ở các cơ quan đó như thế nào. Và để làm được cái chuyện này á, chúng ta sẽ áp dụng các phương pháp chẩn đoán ở phía bên phải á, vừa cả bệnh sử, vừa cả lâm sàng, vừa cả xét nghiệm, vừa cả các phương pháp chẩn đoán khác, bao gồm chẩn đoán hình ảnh, kể cả quản lý chăm sóc vân vân, tất cả những yếu tố đó mình phải tích hợp vô trong cái phương pháp chẩn đoán. Và khi mình vận dụng được các cái nhóm phương pháp này trong cách tiếp cận lâm sàng, cận lâm sàng, thì mình sẽ tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh một cách chính xác. Và khi ta tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh chính xác thì nãy cái thông điệp của các bạn báo cáo đã nói rồi, chúng ta mới có được cái liệu pháp điều trị hợp lý và giúp cho con thú của chúng ta, ha, thú nhỏ của chúng ta nó thực sự là nó khỏe mạnh, hạnh phúc và thoải mái nhất. Nó là người bạn của chúng ta cho mỗi gia đình. Thì tôi hy vọng rằng là với những cái thông điệp và những cái nội dung kiến thức mà tôi chia sẻ ngày hôm nay góp phần một phần nhỏ nào đó trong cái công việc của tất cả các anh em mình. Rất là cảm ơn công ty Vimedin đã mời tôi chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay, và tất cả các anh em đã ngồi lắng nghe cho đến tận bây giờ về cái nội dung báo cáo cũng như là toàn bộ cái chương trình. Xin cảm ơn các anh chị, các bạn rất là nhiều ạ. Xin stop màn hình ở đây ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn rất là nhiều với phần chia sẻ. Quả thật là xem cái bài báo cáo và nghe được cái thông điệp mà thầy truyền tải thì mình hiểu được rằng thầy rất là dốc tâm huyết cho bài báo cáo này. Một lần nữa xin được thay lời từ tất cả các anh chị em đồng nghiệp cũng như là các anh chị em bác sĩ thú y kỹ thuật viên gửi lời cảm ơn trân trọng đến thầy. Cảm ơn thầy đã truyền tải những kiến thức rất là quý ngày hôm nay. Và còn những câu hỏi quý vị đã đặt ra trong chương trình thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã ghi nhận và chúng tôi sẽ gửi đến thầy, và chúng ta sẽ trả lời nhanh ở đầu chương trình hội thảo của kỳ tiếp theo. Quý vị cũng an tâm, mình cũng không phải là chúng tôi bỏ qua những câu hỏi này, bởi vì chương trình của chúng ta như thông báo đây là một cái chuỗi hội thảo rồi các chuyên đề rất là hay. Hôm nay chúng ta đã làm rõ về phương pháp tiếp cận lâm sàng nè, các phân loại ca bệnh trên chó mèo, đặc biệt là đi vào nói về bệnh tiêu hóa. Tiếp theo kỳ thứ hai chúng ta tiếp cận và điều trị bệnh viêm hô hấp trên mèo. Kỳ thứ ba tiếp cận và điều trị bệnh viêm hô hấp trên chó. Và thứ tư là kỹ năng cấp cứu và đánh giá các chỉ số sinh tồn trên chó mèo. Và lần lượt trong đó thì chúng tôi cũng sẽ giải đáp những câu hỏi ở chương trình này vào đầu kỳ sau. Quý vị yên tâm. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và tham dự rất là tích cực cùng với chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn và hẹn gặp lại thầy cũng như là quý vị trong chương trình kỳ tiếp theo. Trân trọng cảm ơn và kính chào. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Dạ, hẹn gặp lại thầy. Cảm ơn thầy. Recording.